Mà lại, bởi vì lần này xong cấp nhiệm vụ hoàn thành, mình có thể trực tiếp tấn thăng làm Bạch Ngân đệ tử. Đến lúc này, liền xem như không ngại sư tôn cũng không thể tùy ý giáng tội chính mình. La Quân nghĩ đến mình tại thần vực cửu nhân cũng liền trình kiến hoa cùng hàng hành thiên. Chờ mình ăn cửu chuyển kim đan, đột phá cảnh giới, cái kia hàng hành thiên cũng liền không đủ gây sợ. Song cấp nhiệm vụ khen thưởng là 3 hạt thiên đan, phía trước lỡ bút viết thành bảo đan, nơi này uốn nắn một chút. Đan dược cấp bậc theo thứ tự là linh đan, bảo đan, tiên đan, thiên đan, thần đan. Los Angeles 8 giờ tối, La Quân đến Los Angeles phi trường quốc tế. Hắn trong ba lô nhiều một dạng giá trị liên thành đồ, vật, tây nại pháp điển. Giờ phút này, La Quân rất là cảnh giác, sợ nửa đường lại sinh biến cố. Hắn sau khi xuống phi cơ, liền lập tức ra phi trường. Los Angeles khí trời cũng rốt cục sáng sủa. Bất quá trong không khí còn tràn đầy hàn ý. La Quân đi ra phi trường, trông thấy trên quảng trường người đến người đi, đều là vội vàng thần sắc lữ khách. Những này lữ khách là các loại màu da. La Quân triệu một chiếc taxi, sau đó liền tiến về Hương Sơn thần vực. Đoạn đường này qua, cũng là thuận lợi. Nửa giờ sau, La Quân đến Hương Sơn, to lớn mạnh mẽ thần vực thì đứng sừng sững ở trước mặt hắn. La Quân bước nhanh hướng bên trong đi đến, đại môn kia chỗ có người thủ vệ. La Quân tại cửa ra vào máy quét bên trên quét hình đồng tử, sau cùng truyền đến tin tức nghiệm chứng thành công giọng nói nhắc nhở. Như thế về sau, hắn mới được cho đi tiến vào thần vực. La Quân tiếp lấy phải đi hướng thần điện, nhiệm vụ đều là giao cho thần điện. Chỉ cần đối thần đế tiến hành quỳ bái, sau đó đem nhiệm vụ đoạt được đặt ở thần đế trước mặt, như thế liền coi như nghi thức xong thành. Ngày thứ hai, tự nhiên là hội có thần đế sứ giả đến cho khen thưởng. La Quân đi vào thần điện, cái kia thần đế điêu khắc vẫn là như vậy uy nghiêm nguy nga. Toàn bộ thần điện đều cho La Quân một loại trang nghiêm túc mục cảm giác. Cái này là La Quân lần thứ nhất ban đêm đến thần điện, hắn phát hiện bên trong không có hiện đại ánh đèn, toàn bộ đều là ngọn nến cùng hương hỏa. Rất đậm chùa miếu vị đạo. La Quân ở một bên cầm ba nén hương, sau đó nhóm lửa, đối thần đế quỳ xuống, bái ba bái. Không biết vì cái gì, trong lúc vô hình, La Quân không có cảm thấy có một tia không ổn. Hắn thậm chí không có cảm thấy được bái thần đế cùng bái Bồ Tát tâm tình có cái gì khác biệt. Thật giống như cái này thần đế theo Bồ Tát là một dạng. La Quân sau khi lạy xong, liền đem tây nại pháp điển dâng lên, sau đó cáo lui. Tiếp theo, La Quân xuất thần điện. Đêm rất tối, nhưng bên ngoài thần điện trong đình viện cũng là bị đèn đường chiếu rọi, sáng như ban ngày. La Quân lập tức liền thu tới tay máy bay nhắc nhở. Hắn lấy điện thoại di động ra, điểm đi vào, lại là nhắc nhở hắn, song cấp nhiệm vụ đã hoàn thành. La Quân quay đầu nhìn một chút thần điện kia, phát hiện cũng không có người. Trong lòng liền đối với thần đế lại nhiều nhất trọng kính sợ. Đồng thời, La Quân cảm giác được chính mình thanh đồng ấn ký đang biến hóa. Hắn vội vàng cởi áo khoác, xoát dậy tay áo xem xét. Cái kia thanh đồng ấn ký cư nhưng đã tự động biến thành Bạch Ngân ấn ký. Thật thần kỳ, La Quân cảm thấy ám đạo. Bất quá chung quy là để La Quân thở phào. Lần này... Nguy hiểm như thế nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Hắn đầu tiên cái thứ nhất cho Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại quá khứ. Hắn cũng không biết mình vì cái gì, thế mà cái thứ nhất nghĩ đến là Trầm Mặc Nùng. Cái này rất lợi hại quỷ dị, nhưng hắn không có phát giác vấn đề này. Điện thoại rất nhanh liền thông. Bên kia Trầm Mặc Nùng không khỏi chửi bới nói, thối La Quân, rạng sáng 5 giờ, ngươi cho tỷ gọi điện thoại. Ngươi sẽ không chọn dưới thời điểm sao? La Quân sững sờ. Sau đó mới nhớ tới chênh lệch. Cười hắc hắc, nói ra, nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi cam đoan hội ngủ không được. Tìm tới Tây Nại Pháp Điển, Trầm Mặc Nùng lập tức kinh hỉ vạn phần. La Quân nói ra, không sai, ta đã đem Tây Nại Pháp Điển nộp lên, nhiệm vụ biểu hiện đã hoàn thành, ngươi liền đợi đến ngươi thiên đan đi. Trầm Mặc Nùng nghe vậy lập tức có chút xấu hổ, dù sao, thiên đan thật sự là quá quý giá. Nàng Trầm Mặc sau một lúc lâu nói ra, La Quân, người có thể muốn cân nhắc tốt. Thiên đan cũng không phải tụ linh đan, thứ này, bao nhiêu người đều điên cuồng. Người thật nguyện ý cho ta. La Quân cười một tiếng, nói ra, đến đi, cho dù tốt thiên đan, trong mắt ta, cũng không kịp người ta tình nghĩa trọng yếu. Lại nói, hết thảy có 3 cái thiên đan, cũng không phải cho ngươi, ta liền không có. Trầm Mặc Nùng còn là chân thành nói, cảm ơn. Chờ xem, không cùng ngươi nhiều lời.
La Quân cười một tiếng, sau đó tắt điện thoại. Tiếp theo, La Quân cho Từ Đồ Linh Nhi gọi điện thoại. Điện thoại cũng rất nhanh liền thông, trong điện thoại, La Quân biết được Linh Nhi đã hoàn thành hai kiện cấp nhiệm vụ, hiện tại người nàng tại Từ Đồ công quán bên trong, cùng Early cùng một chỗ. Đây là đại ca Trầm Phong an bài. Đại ca nói Early cũng cần người chiếu cố. La Quân lại cho Trầm Phong gọi điện thoại, chia sẻ tin vui, Trầm Phong tự nhiên là cao hứng. La Quân hỏi Trầm Phong ở nơi nào, Trầm Phong lại nói hắn cùng Tần Lâm, Mạc Vũ Chính ở trên núi Côn Lôn tìm Tuyết Hồ. Huynh đệ ở giữa tạm thời liền cũng vô pháp gặp nhau. La Quân cũng không thể lập tức liền về nước, hắn muốn đợi ngày mai thiên đan, còn phải đợi Lạc Ninh trở về, sau đó cho Lạc Ninh một hạt thiên đan. Giao nhiệm vụ về sau, La Quân cảm thấy nhẹ nhõm tới cực điểm. Lúc này vẫn chưa tới 9 điểm, La Quân trước quay về trong căn hộ tắm rửa, thay đổi khô mát y phục. La Quân cảm thấy mình thật lâu không hề đơn độc một người qua quán bar, thế là hắn muốn phóng túng một chút. Ngay sau đó, La Quân ra nhà trọ. Thần vực bên trong giống như một tòa công viên, chiếm diện tích cực lớn, cần rẽ trái rồi rẽ phải. La Quân đi ra ngoài, đầu tiên là đi qua một đạo bóng rừng đường. Hắn sau đó liền đến trong gara. Hắn xe đã bị thần vực an bài tốt, là một cỗ Việt dã pho, vô cùng bá khí. Toàn thể màu đen, đường cong cũng là tên cơ bắp. La Quân mở pho xe, còn không có khởi động, đột nhiên liền nghĩ đến, mẹ nó, lái xe làm sao qua quán bar uống rượu. Vạn nhất bị cảnh sát cho bắt đâu. La Quân vẫn là không thích trái với giao thông pháp tắc. Bất quá ở chỗ này cũng cản không đến sĩ. La Quân trong xe ngồi, hắn có chút buồn rầu. Nhưng La Quân lập tức liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, có thể trước lái xe ra ngoài. Lúc trở về ngồi sĩ trở về mà. Nghĩ như vậy, La Quân cảm thấy mình thật sự là thông minh a. Ngay sau đó, La Quân lái xe ra gara tầng ngầm. Bất quá vừa ra nhà để xe, phía trước thì có một người ngăn trở hắn đường đi. Dưới đèn đường, người kia ăn mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài đen. Hắn diện mục rất lợi hại thanh tú, ước chừng khoảng 40 tuổi bộ dáng. Nam tử trung niên này, lộ ra rất là nho nhã. Mà lại có loại nói không nên lời khí độ, làm say lòng người. Có thể nói, nam tử này là đương kim tiểu nữ sinh yêu nhất đại thúc loại hình. La Quân lại là giật mình, chỉ vì hắn cảm giác được quỷ dị. Rõ ràng trước một giây, phía trước đều không có người. Làm sao đột nhiên thì toát ra người như vậy tới. Có điểm giống là gặp quỷ một dạng. Bất quá, nhìn thấy quỷ La Quân ngược lại sẽ không sợ. Hắn tu vi là kim đan đỉnh phong. Bên trong thân thể dương cương mạnh mẽ, quỷ thần khó gần a. Chẳng lẽ là thần vực bên trong cao nhân, hoặc là thần đế? La Quân không khỏi ở trong lòng đứng lên, hắn cũng không dưới xe, cứ như vậy nhìn lấy trung niên nam tử kia không nói lời nào. Hắn ngược lại muốn xem trung niên nam tử này muốn làm gì. Trung niên nam tử nhìn về phía La Quân, ánh mắt của hắn mượt mà ôn hòa. Bỗng nhiên, hắn mỉm cười, nói ra, tiểu huynh đệ. Nhìn ngươi bộ dáng này là muốn đi ra ngoài a? La Quân có chút cảnh giác, hắn hỏi, các hạ là người nào, có gì chỉ giáo? Trung niên nam tử nói ra, vừa vặn ta cũng muốn qua quán bar, không nếu như để cho ta dựng cái đi nhờ xe, ta mời ngươi uống rượu. Ta dựa vào, La Quân ở trong lòng thầm kêu một tiếng, mẹ nó, ta chỉ là muốn qua quán bar uống rượu. Ta có thể không nói ra a, cái này trung niên nam nhân đến là ai a? Dù sao không cần phải nói, nhất định là thần vực bên trong cao nhân. Hắn hít sâu một hơi, quay cửa kính xe xuống, nói ra, tốt, không có vấn đề. Dù sao là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Trung niên nam tử kia liền nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền đến La Quân trước xe, mở cửa xe lên xe. La Quân nổ máy xe, rất nhanh liền ra thần vực. Xe một đường từ Hương Sơn hướng phía dưới núi mở đi ra. Tiểu huynh đệ, xe của ngươi mở rất lợi hại vững vàng. Trung niên nam tử mỉm cười, nói ra. La Quân cười ha ha, nói ra, trước kia thường xuyên phải lái xe đào mệnh, cho nên xe nhất định phải mở tốt. Trung niên nam tử mỉm cười, nói, trước kia tiểu huynh đệ ngươi là làm cái gì? La Quân nói ra, tiền bối không biết sao. Trung niên nam tử kinh ngạc nói ra, ta làm sao lại biết? La Quân nói ra, tiền bối ngay cả ta muốn đi quán ba suy nghĩ đều biết. Chẳng lẽ lại không biết ta trước kia sự tình? Trung niên nam tử cười một tiếng, nói ra, ngươi hiểu lầm, ta không có nhìn trộm ngươi tư ẩn. Ta sở dĩ biết ngươi muốn đi quán bar,
là bởi vì một người nam nhân đêm hôm khuya khoắt lái xe ra ngoài, hơn phân nửa là muốn đi quán bar. La Quân nói ra, tiền bối, người đây thì đoán sai. Ta là muốn qua quán rượu tìm không bị cản trở nước Mỹ cô nàng chơi đùa. Trung niên nam tử nói ra, người không biết. Vì cái gì sẽ không? La Quân hỏi ngược lại. Trung niên nam tử cười một tiếng, nói ra, xem người trước xem khí, ngươi cùng ta lúc tuổi còn trẻ rất giống, mặc dù có chút cà lơ phất phơ, nhưng ngươi nội tâm chính trực vẫn có thể liếc một chút nhìn ra. Ngươi không phải cái có thể làm ra như thế chuyện hoang đường người. Trung niên nam tử nói ra. La Quân có thể cảm giác được nam tử này không có chút nào ác ý, bất quá hắn vẫn là không có buông lỏng cảnh giác, mà chính là nói ra, ta là La Quân, không biết ngài xưng hô như thế nào. Trung niên nam tử nói ra, xưng hô bất quá là cái danh hiệu mà thôi. La Quân gặp trung niên nam tử không muốn nói, hắn cũng không dễ miễn cưỡng. Nhưng con hàng này lòng hiếu kỳ là rất mạnh, lập tức nói, ta có thể đoán xem thân phận ngài sao. Trung niên nam tử cười một tiếng, nói ra, người đoán không ra. La Quân nói ra, cái kia không nhất định, tại chúng ta thần vực bên trong, xuất sắc người tuy nhiên rất nhiều. Nhưng giống ngài xuất sắc như vậy cũng rất ít. Con hàng này không để lại dấu vết vỗ xuống mông ngựa. Trung niên nam tử mỉm cười, nói ra, tốt, ngươi đoán xem. La Quân nói ra, ngài nên không phải là thần đế a. Ngài đây là nhìn thấy ta hôm nay giao nhiệm vụ, sau đó hạ phàm đến xem ta cái này xuất sắc người trẻ tuổi. Trung niên nam tử cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi tưởng tượng lực thật đúng là phong phú, thần đế lão nhân gia ông ta nguyên thần ngao du thái hư. Mà lại căn bản sẽ không vì người nào đó chuyện nào đó mà sinh ra hứng thú cùng cảm tình. Vậy tại sao ta một phát nhiệm vụ, thần đế bên kia lập tức liền đã biết được, đồng thời xử lý? La Quân kỳ quái hỏi. Trung niên nam tử nói ra, đó là bởi vì thần điện chính là thần đế đạo tràng, tại trong thần điện, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, coi như thần đế tại thái hư bên trong, cũng có thể biết. Mà lại, hắn suy nghĩ cũng có thể tại thiểm điện ở giữa, mượn nhờ từ trường hiển hóa. Thần đế ở khắp mọi nơi, câu nói này cũng không phải là khoác lác. La Quân không khỏi cảm thấy chấn kinh, hắn than thở nói, thần đế bản lãnh như vậy, đã so bất luận cái gì ta biết Bồ Tát thần tiên đều muốn pháp lực vô biên. Chí ít, Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không còn không thể phút chốc liền đến, cũng không thể ngoài vạn dặm liền biết rõ trong động sự tình. Trung niên nam tử mỉm cười, nói ra, ngươi trẻ tuổi, cho nên tiếp xúc thần thoại cố sự, phần lớn đều là đến từ Tây Du Ký. Phong thần diễn nghĩa các loại. Thần thoại cố sự là nhân loại một loại ảo tưởng, cái gì một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, đều là một loại khoa trương tưởng tượng. Cùng hiện thực có khác biệt quá lớn. Hắn ngừng một lát, nói ra, nhưng hiện thực là cái gì? La Quân lập tức nói, vãn bối nguyện ý nghe dạy bảo. Trung niên nam tử cười nhạt một tiếng, nói ra, cũng không có gì dạy bảo, bất quá là hôm nay ngẫu nhiên đến hứng thú, cũng cảm thấy người tiểu huynh đệ này hợp ý. Cho nên nhiều phiếm vài câu, hắn đón đến, nói ra, hiện thực là một tấm lưới, internet tin tức rất nhanh, cái này ngươi cũng biết. Chúng ta tu hành chi nhân, đem thiên địa từ trường chi lực, phần tử chi lực cũng là xem như một trường internet. Ta nhớ được có một loại khói gọi là đỏ kim long, nó quảng cáo từ rất không tệ. La Quân lập tức thì thầm, tư tưởng có bao xa, chúng ta liền có thể đi bao xa. Trung niên nam tử cười một tiếng, nói ra, không sai. Nguyên thần cũng là tư tưởng, thiên địa từ trường cũng là hải dương. Chúng ta tư tưởng nếu như quen thuộc kỹ năng bơi, liền có thể tùy ý rong ruổi, lên trời xuống đất, không gì làm không được. La Quân nói ra, nhưng là trong hải dương nhưng cũng nguy hiểm vô cùng, một người kỹ năng bơi cho dù tốt, cũng không khả năng thời gian dài trong nước bơi lên a. Trung niên nam tử nói ra, cái kia ngược lại là không sai. Người kỹ năng bơi cho dù tốt, đều chỉ có thể tạm thời ở trong nước đợi. Cái này giống như là người nguyên thần vừa mới tu luyện được, phong nhi thổi đều có thể tàn mất. Nhưng là có một chút, nguyên thần tu luyện là thuộc về tiến hóa, nếu như nguyên thần tiến hóa đến như hải dương bên trong lam kình, hoặc là càng thêm hung mãnh tồn tại. Như vậy, thiên địa này từ trường hải dương, lại có nơi đó là bọn họ đi không được. La Quân nhãn tình sáng lên, cảm thấy trung niên nam tử ví von tương đương hình tượng. Hắn lập tức lại trở lại chính đề bên trên, nói ra, đã ngài không phải thần đế. Vậy ngài nhất định chính là thần đế đồ đệ, là trong nội môn đệ tử vô cùng kiệt xuất tồn tại. Trung niên nam tử nói ra, thần đế xác thực đối ta trợ giúp rất lớn, hắn coi là sư phụ ta. Vậy ngài khẳng định là vô ngu sư tôn, La Quân thoảng qua hưng phấn nói ra.
Trung niên nam tử nao nao, theo rồi nói ra, người nói là Phạm Vô Ngu à. La Quân không khỏi sững sờ, sau đó liền có chút nản lòng thoái chí, biết trước mắt trung niên nam tử khẳng định không phải Phạm Vô Ngu. Hắn nhân tiện nói, vậy ngài chẳng lẽ là Tả Thiên Tông Sư Tôn, hoặc là Ninh Thiên Đô Sư Tôn? Trung niên nam tử có chút quái dị nói ra, làm sao ba người bọn hắn tiểu bối hiện tại cũng là Sư Tôn? La Quân nghe xong lời này, lập tức liền có chút không bình tĩnh. Nói ra, chẳng lẽ ngài là Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng Tiên Sinh? Trung niên nam tử nao nao, theo rồi nói ra, người thế mà cũng đã được nghe nói ta. La Quân đột nhiên phanh lại, hưng phấn muốn phát điên, hắn nói ra, ngài thế mà thật sự là Trung Hoa Đại Đế. Hắn đón đến, nói ra, ta nghe nói qua ngài uy danh, ngài thế nhưng là ta chánh thức thần tượng. Cái kia Lăng Tiên Sinh cười ha ha một tiếng, nói ra, thật sao? Bất quá ngươi làm sao chuẩn xác như vậy đoán được là ta? La Quân nói ra, ta biết rõ là năm đó Ma Đế Trần Thiên Nhai, Tu La Đại Đế Trầm Mặc Nhiên, Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng. Ngài trên thân chính khí bành trướng, cuồn cuộn vô cùng. Cho nên ta kết luận tiền bối ngài cũng là Trung Hoa Đại Đế. Lăng Tiên Sinh hơi xúc động, nói ra, chúng ta những người này đều đã bị quan phương phong tỏa, ta coi là sẽ không có người biết. La Quân theo tiểu fan hâm mộ gặp Đại Minh Tinh, nói, tiền bối, ngài có thể hay không theo vãn bối nói một chút năm đó sự tích. Lăng Tiên Sinh khe khẽ thở dài, nói ra, cái kia đã không còn gì để nói. Hắn có vẻ hơi mất hết cả hứng. La Quân nói, có thể vãn bối cảm thấy, năm đó các ngài phong vân khuấy động, ngài, Tu La Đại Đế Trầm Mặc Nhiên, Ma Đế Trần Thiên Nhai đều là phong vân nhân vật, tất cả tỏa sáng. Bây giờ bọn vãn bối cũng chỉ có thể tại trong truyền thuyết tưởng tượng các ngươi lúc ấy phong thái siêu nhiên. Lăng Tiên Sinh nói ra, tương lai, ngươi cũng có thể. Hiện tại là tốt hơn thời đại, có các ngươi rộng lớn hơn phát huy không gian. Hắn ngừng một lát, nói ra, nhưng là, cái này bên trong lại sẽ có quá nhiều khó khăn cùng ma luyện, những này cũng sẽ là ngươi kinh lịch. La Quân hơi hơi hướng tới đứng lên, hắn gặp Lăng Tiên Sinh không muốn nói năm đó sự tình, nhân tiện nói, tiền bối kia, ngài bây giờ tu vi đến mức nào? Lăng Tiên Sinh nói ra, ta à, hắn ngừng một lát. Nói ra, ta hiện tại cũng cùng ngươi nói không rõ ràng, chờ ngươi đến có thể lĩnh ngộ thiên địa từ trường Hải Dương, biết thiên địa này là một mảnh từ trường lẫn nhau mạng lưới lúc, liền cũng liền hiểu. La Quân không khỏi càng thêm sùng bái Lăng Tiên Sinh, hắn nói ra, vậy hôm nay, vãn bối muốn cùng tiền bối ngài không say không về. Lăng Tiên Sinh cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi là thú vị người, tốt, tốt tốt. Cái này một đường mà đi. La Quân đều ở vào một loại hưng phấn trạng thái. Hơn nửa giờ về sau, La Quân lái xe đến Los Angeles thị khu phồn hoa. Hắn căn cứ hướng dẫn tìm tới quán ba đường phố. Này quán ba trên đường, xe sang trọng vô số. La Quân cùng Lăng Tiên Sinh khóa chặt một nhà gọi là Siro quán ba. Sau đó, La Quân dừng xe xong về sau, cùng Lăng Tiên Sinh cùng một chỗ tiến Siro quán ba. Trong quán rượu này đi theo hoa hạ quán ba một dạng. Tràn ngập kim loại nặng âm nhạc. Kịch liệt chấn động, này âm thanh trích nội dung chính chấn đến người thực chất bên trong đầu qua. Trong sàn nhảy, nước Mỹ cô nàng nhóm, người da trắng, người da đen, điên cuồng múa, đây là yêu ma loạn vũ thời đại. La Quân cùng Lăng Tiên Sinh đi vào nơi hẻo lánh chỗ tìm chỗ ngồi xuống, sau đó có phục vụ viên đến đây. Rượu bia ướp lạnh đi, Lăng Tiên Sinh nói ra. La Quân cười hắc hắc, nói ra, ta cũng phải rượu bia ướp lạnh. Lăng Tiên Sinh không khỏi kỳ quái nói, người cũng thích uống rượu bia ướp lạnh. La Quân nói ra, rượu bia ướp lạnh uống vào lớn nhất thuận miệng, cũng thống khoái nhất. Lăng Tiên Sinh cười ha ha một tiếng, nói ra, thú vị. La Quân liền lại nói, đúng, tiền bối, ngài vẫn luôn tại thần vực bên trong sao. Lăng Tiên Sinh nói ra, dĩ nhiên không phải, ta là từ bên ngoài trở về, lần này ta lại muốn qua một cái rất xa địa phương, không biết phải bao lâu trở về. Có lẽ trở lại lúc, hết thảy đều đã cảnh còn người mất. Thần vực là năm đó ta ngốc địa phương, ta đối nơi này có rất cảm giác sâu sắc tình. Cho nên tại trước khi đi, thì đến xem thử. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn lại kỳ quái nói ra, ngài làm sao lại vừa vặn tới tìm ta. Dù sao ta bất quá là thần vực bên trong một cái hèn mọn tiểu nhân vật. Lăng Tiên Sinh cười nhạt một tiếng, nói ra, ta nói qua, xem người muốn xem khí. Tiểu huynh đệ. Trên người ngươi chính khí nồng đậm, lại có khí vận tại thân. Ta nhìn thấy ngươi, liền phảng phất nhìn thấy lúc trước chính mình. Cho nên,
liền nhịn không được đến kết giao một phen. La Quân lập tức nói, có thể cùng tiền bối trở thành bằng hữu, là vãn bối vinh hạnh. Lăng Tiên Sinh nói ra, quân tử tương giao, quý ở chi tâm. Nói cái gì vinh hạnh cao thấp, vậy liền không có ý nghĩa. La Quân nhân tiện nói, là vãn bối nói nhầm. Lăng Tiên Sinh cười một tiếng. Chỉ chốc lát về sau, một cái nước Mỹ cô nàng bưng lên hai chén rượu bia ướp lạnh. Cái kia nước Mỹ cô nàng là cái tóc vàng người da trắng, nàng xem ra mới 18 tuổi, rất là xinh đẹp. Mà lại ăn mặc quần da, cái này quần da đưa nàng mông bầy ra đến phá lệ đến ngạo nghễ ưỡn lên. Nàng thân trên cũng là áo da, bờ eo thon lộ ra. Thật sự là một cái câu người tiểu yêu tinh a. Soái ca, các ngươi rượu bia. Nước Mỹ cô nàng dùng tiêu chuẩn Los Angeles khẩu âm tiếng Anh nói ra. La Quân nhìn về phía cô nàng này. Cô nàng đem rượu bia đặt ở trước mặt hai người. La Quân cười nhạt một tiếng, cũng dùng tiếng Anh nói ra, nhìn ngươi thật giống như không phải nơi này phục vụ viên. Nước Mỹ cô nàng nói ra, ta dĩ nhiên không phải. Bất quá cái này cũng không quan hệ. Nàng mỉm cười, sau đó nhìn về phía Lăng Tiên Sinh, nói ra, soái ca, ta có thể ngồi tại bên cạnh ngươi sao? La Quân có chút buồn bực, ta dựa vào, chính mình mị lực vẫn là không kịp Lăng Tiên Sinh tiền bối a. Cô nàng này, nói rõ muốn tới phao tiền bối. Lăng Tiên Sinh nhìn về phía nước Mỹ cô nàng, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, không được. Nước Mỹ cô nàng nhất thời ngoài ý muốn cực. Liền La Quân cũng có chút ngoài ý muốn, cảm thấy tiền bối cũng quá không hiểu phong tình. Ngươi vẫn còn con nít, Lăng Tiên Sinh tiếng Anh cũng rất lưu loát, hắn nói ra, về nhà sớm đi thôi. Nước Mỹ cô nàng lại là không nghe, đặt mông ngồi tại Lăng Tiên Sinh bên người, nàng trực tiếp bắt lấy Lăng Tiên Sinh tay, ỏn ẻn âm thanh tra khí nói ra, soái ca, ngươi nhìn ta sớm không phải hài tử, ngươi sờ sờ ta chỗ này. Nói phải bắt Lăng Tiên Sinh tay qua sờ nàng ngực. La Quân ở một bên thầm nghĩ, ta dựa vào, hiện tại tiểu hài tử một cái so một cái không bị cản trở a. Liền cũng tại lúc này, Lăng Tiên Sinh lãnh đạm rút về tay, nói ra, nếu ngươi không đi, ta muốn phải báo động. Hắn nói thì lấy điện thoại di động ra. Nước Mỹ cô nàng sắc mặt nhất thời biến, tức giận bất bình đứng lên, ném câu tiếp theo bệnh thần kinh, sau đó nghênh ngang rời đi. La Quân liền giơ ly rượu lên, nói ra, tiền bối, ta mời ngài. Lăng Tiên Sinh cũng liền nâng chén. Hai người riêng phần mình uống một miệng lớn về sau, La Quân cảm nhận được rượu bia ướp lạnh băng thoải mái vào cổ họng, hắn hô to một tiếng thống khoái, theo rồi nói ra, tiền bối, ngài là chân chính quân tử. Lăng Tiên Sinh cười nhạt một tiếng, nói ra, ta cũng có nữ nhi, người cùng này tâm, cho nên, ta làm sao có thể phao nhỏ như vậy cô nương. Ngài có nữ nhi, La Quân hơi hơi kinh ngạc, theo rồi nói ra, ngài nói muốn ta như vậy, có đủ hay không tư cách làm ngài con rể. Lăng Tiên Sinh cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi là đủ tư cách, nhưng ta sẽ không để cho nữ nhi của ta gả cho ngươi. La Quân cũng chỉ là nói đùa, bất quá Lăng Tiên Sinh kiểu nói này. Vẫn là để La Quân cảm thấy có chút thụ đả kích, ngay sau đó hỏi, vì cái gì? Lăng Tiên Sinh nói ra, ngươi là không tầm thường người, bất kỳ nữ nhân nào làm thê tử ngươi, đều sẽ rất lợi hại khổ. Liền nói ta chính mình đi, ngươi cảm thấy ta phong quang vô cùng, rồng trong loài người. Nhưng thê tử của ta đi theo ta, lại không hưởng thụ qua cái gì tốt thời gian. Ta có rất ít thời gian bồi tiếp các nàng. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Tiền bối, ngài lần này định đi nơi đâu? Có thể nói một chút sao? La Quân lại nói. Lăng Tiên Sinh nao nao, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, ta cũng không nói lên được, đi tới chỗ nào là ở đó đi. Ngài không đi bồi ngài thê tử sao? La Quân lập tức hỏi. Lăng Tiên Sinh nói ra, cũng đang bồi lấy. Hả, ngài là cùng ngài dạy thê tử, nữ nhi cùng đi lữ hành. La Quân có chút hiểu. Lăng Tiên Sinh lại là ngẩn ngơ, hắn theo rồi nói ra, tính toán. Cùng ngươi rất khó giải thích rõ ràng. La Quân liền biết là chính mình đoán sai, bất quá cái này cũng có đủ phiền muộn. Tiền bối lời này làm tốt như chính mình rất lợi hại ngu xuẩn, vô pháp theo chính mình giải thích rõ ràng giống như. Hai người sau đó lại tiếp lấy nói chuyện phiếm, cũng là có loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Bất chi bất giác, hai người thì uống đến rạng sáng. Chúng ta không sai biệt lắm nên đi, Lăng Tiên Sinh nói ra. Tốt, La Quân ứng một tiếng. Sau đó, hắn ngoắc để phục vụ viên tới trả tiền. Lăng Tiên Sinh lại cũng không có tranh nhau đoạt tính tiền. Tại Lăng Tiên Sinh trong mắt, đây đều là một số không đáng nhắc đến việc nhỏ. Tính tiền hoàn tất về sau,
hai người ra quán bar. Lúc này, hai người đều uống không ít rượu, lái xe nếu như gặp gỡ cảnh sát thật không tốt xử lý. Los Angeles bên này đối thủ điều khiển TIA rất lợi hại nghiêm. Nếu không chúng ta liền đi trở về đi, Lăng Tiên Sinh nói với La Quân. La Quân sững sờ, hắn là có chút lười, muốn ngồi sĩ trở về. Bởi vì từ nơi này đến Hương Sơn, xác thực là có chút lộ trình. Bất quá hắn cảm thấy đã tiền bối mở miệng, hắn cái này vãn bối tự nhiên muốn tuân theo, ngay sau đó liền nói ra, tốt. Lăng Tiên Sinh cười một tiếng, nói ra, cái kia đi thôi. Hai người cất bước mà đi, La Quân cũng không muốn ở tiền bối trước mặt mất mặt, hắn bảo chỉ nhất định tốc độ. Không khỏi nhanh, La Quân liền phát hiện Lăng Tiên Sinh tốc độ thủy chung theo chính mình không sai biệt lắm. Mà lại, hắn nhìn đi rất lợi hại nhàn nhã. Lúc này, trên đường phố chính xe cộ không có có rất nhiều. Đèn đường sáng ngời, gió bắc như đao. Một tháng hàn phong là lớn nhất TIA tấn người. La Quân âm thầm có chút không phục, hắn tăng tốc cước bộ. Nhưng là, Lăng Tiên Sinh lại như cũ là như vậy nhàn nhã, mà lại, theo La Quân tốc độ bảo trì rất lợi hại nhất trí. La Quân không khỏi so sánh khởi kình đến, hắn vận khởi khí huyết chi lực, dưới chân âm thầm ngậm di hình hoán ảnh bộ pháp vận kình vi diệu. Cái này một cái chớp mắt, La Quân long hành hổ bộ, nhanh như là 60 mã nhanh xe hơi. Lăng Tiên Sinh vẫn là đi theo La Quân bên người, hắn vẫn là từng bước một nhàn nhã đi tới. La Quân xem như theo Lăng Tiên Sinh đòn khiêng bên trên, hắn tiếp tục thôi vận khí huyết chi lực. Lăng Tiên Sinh một mực đi theo. Trong lúc bất chi bất giác, La Quân đem công pháp dương đến cực hạn, hắn thậm chí thôi động huyết hạch chi lực. 6.000 cân lực lượng toàn lực chạy, so bất luận cái gì tốc độ xe thể thao đều muốn nhanh, mau ra tàn ảnh. Chỉ chốc lát, hắn đã tại bên ngoài 20 dặm. Tiểu huynh đệ, ngươi là muốn cùng ta thi chạy à? Lúc này, Lăng Tiên Sinh khẽ cười khổ, nói ra. Hắn vẫn là như vậy nhàn nhã, mà lại một mực thì theo La Quân đồng hành. Nhìn ra, hắn căn bản thì còn không có xuất lực. Lúc này, La Quân cũng chỉ có thể chịu phục. Hắn thả chậm tốc độ, hướng Lăng Tiên Sinh cười khổ nói, tiền bối, người lợi hại, vãn bối bội phục. Trò vặt đã, Lăng Tiên Sinh cũng thả chậm tốc độ, cười nhạt một tiếng. La Quân cũng có chút không hiểu, nói ra, nhưng là ngài nhìn rất lợi hại nhàn nhã, căn bản không có thôi vận khí huyết bộ dáng. Vậy ngài tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Lăng Tiên Sinh mỉm cười, nói ra, trong không khí có từ trường, phần tử. Rất nhiều giống nhau phần tử nối liền cùng nhau, một bước nhanh chóng dẫm lên, liền có thể đem hai loại giống nhau phần tử móc nối ở. Loại cảm giác này tựa như là xuyên toa hư không. Thực, mọi người đang bước đi thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ có loại hiệu quả này. Hắn ngừng một lát, tiếp tục nói, có đôi khi chúng ta đi giống nhau đường, lại đột nhiên lúc đầu muốn thời gian rất lâu có thể đi đến. Nhưng đột nhiên rất nhanh liền đi đến, đây chính là trong lúc vô hình phần tử sâu chuỗi. La Quân hơi kinh hãi, hắn thật có qua loại cảm giác này. Nhưng là về thời gian lại là một dạng. La Quân nói ra, bình thường muốn 30 phút lộ trình, không có khả năng tại về thời gian xuất hiện rất lớn khác nhau. Lăng Tiên Sinh nói ra, trong lúc vô tình vượt qua phần tử sâu chuỗi, loại này tỷ lệ không nhiều. Bất quá một khi vượt qua, là liền thời gian phần tử cùng một chỗ vượt qua. Cho nên, thời gian còn là quá khứ. Có đôi khi, người sẽ cảm thấy thời gian phá lệ dài dằng dặc, nhưng là một nhìn thời gian, lại chỉ mới qua vài phút. Có đôi khi, người cảm thấy còn cũng không lâu lắm, lại là một tháng đều bất chi bất giác trôi qua. Đều là đạo lý này. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, nghĩ không ra còn có dạng này một mối liên hệ. Ngài nói những này, chúng ta tại thường ngày bên trong đều gặp được. Nhưng ai cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này một mối liên hệ tại. Lăng Tiên Sinh mỉm cười, nói ra, vạn sự vạn vật phát sinh đều là có nguyên nhân có quả, bất luận cái gì thần kỳ đồ, vật đều là có khoa học căn cứ. Khoa học cũng không có nghĩa là phản thần thoại, khoa học là đứng tại một cái khách quan góc độ, lấy khoa học thuyết pháp để giải thích chuyện này phát sinh. Người sẽ không bỗng dưng bay đi lên, hắn có thể bay đi lên, liền muốn từ sức hút trái đất đến luận chứng, hắn vì cái gì có thể thoát khỏi cái này dẫn lực. Cái này đều khẳng định là có nguyên nhân. Hắn đón đến, tiếp tục nói, khoa học thuyết pháp, chánh thức hạch tâm cũng là không làm sùng bái mù quáng, nghi vấn hết thảy chuyện phát sinh. Đạo lý, không phân biệt không rõ. Mà phong kiến thần thoại cũng là không nói khoa học căn cứ, cái gì đều là bỗng dưng mà đến, lừa gạt phụ nữ và trẻ em, khiến người ta không dám đi biện chứng, nghi vấn.
La Quân nghe rất là nghiêm túc, hắn đối Lăng Tiên Sinh ngôn luận có loại vui lòng phục tùng cảm giác. Bởi vì Lăng Tiên Sinh nói cái gì đều là coi trọng căn cứ, cũng sẽ không có loại kia cậy già lên mặt cảm giác. Lúc này, hai người đã đi tại Hương Sơn trên đường. Nơi này thì càng không có gì xe cộ, bất quá hai bên vẫn là có đèn đường sáng ngời. Đêm nay không có trăng sáng. Hai bên đều là rừng cây rậm rạp. Trong rừng cây tối như mực một mảnh. Liền cũng tại lúc này, Lăng Tiên Sinh bỗng nhiên dừng bước lại. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, hắn cũng dừng bước lại, nhìn về phía Lăng Tiên Sinh. Thế nào, tiền bối? Lăng Tiên Sinh sắc mặt nghiêm túc đứng lên, hắn nói ra, nghĩ không ra, ta lâu không trở lại. Vừa về đến, đám người này thì chạy tới. La Quân nhìn thấy Lăng Tiên Sinh sắc mặt, lập tức liền đoán ra là tiền bối cửu nhân tới. Hắn không khỏi cảm thấy siết chặt, trên đời này có thể làm tiền bối cửu nhân, hơn nữa còn dám đến trả thù, đó nhất định là không tầm thường đại nhân vật. Lăng Tiên Sinh vừa dứt lời âm, trong rừng cây kia tất tiếng sột soạt tốt truyền đến tiếng vang. Chỉ chốc lát về sau, bốn đầu hắc ảnh phân bốn phương tám hướng vây quanh La Quân cùng Lăng Tiên Sinh. Trung Hoa Long, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Phía trước trong hai người, bên trong một lão giả giọng nói dày đặc. La Quân nhìn về phía lão giả này lại là người Hoa, chỉ gặp lão giả này một thân hắc bào, nhìn hơn 60 tuổi. Trên mặt hắn nếp nhăn như đao khắc, mà hắn đôi mắt lại như chim ưng sắc bén. La Quân ẩn ẩn cảm giác được hắc bào trên người lão giả có loại phi thường cường đại khí tức. Loại khí tức này phải nói là trực giác, La Quân cảm thấy nếu như là chính mình đơn độc đứng trước tên lão giả này, hắn khả năng liền hô hấp đều sẽ khó khăn. Tên lão giả này tu vi không tại gia gia tư đổ viêm phía dưới. Cái này là La Quân trong nháy mắt đạt được kết luận. Mà hắc bào lão giả bên cạnh, lại là cái người Mỹ. Người Mỹ này mặt vô cùng bạch, một đầu tóc vàng. Hắn nhìn cũng có khoảng 40 tuổi. Bất quá, khoảng 40 tuổi là biểu tượng. Thực tế có bao nhiêu tuổi, La Quân là nhìn không ra. Người Mỹ này đôi mắt là đỏ như máu, tại trong đêm tối này lộ ra phá lệ quỷ dị. Môi hắn cũng rất tươi đẹp, tựa như là trong truyền thuyết hấp huyết quỷ. La Quân nhìn hướng phía sau hai người kia đều là chừng 50 tuổi. Bọn họ cũng là người Hoa. Bốn người này, tu vi quả nhiên đều là siêu phàm nhập thánh. Toàn bộ đều là La Quân cần ngưỡng vọng tồn tại. Muốn là La Quân đơn độc gặp bên trên bất cứ người nào, vậy cũng là bị dây thành cặn bã phần. Nhạc Đại Bằng lợi hại a, nhưng Nhạc Đại Bằng muốn là tại mấy người kia trước mặt, vậy liền giống như là ba tuổi tiểu hài tử. Không nói đến những này, người Mỹ kia cũng mở miệng, hắn nói ra, Trung Hoa Long tiên sinh, từ biệt 20 năm, người vẫn là không có thay đổi gì a. Lăng tiên sinh mỉm cười, nói ra, năm đó huyết tộc bị thần đế dưới cơn nóng giận toàn diệt. Vốn cho rằng thế gian lại không huyết tộc, không nghĩ tới phía tây thánh cảnh bên trong còn có chánh thức hoàng kim huyết tộc. Các ngươi 20 năm trước, muốn tranh giành hoa hạ, cuối cùng vẫn là bị chúng ta đánh lui. Ta nghĩ đến đám các ngươi hẳn là trung thực xuống dưới, bây giờ thấy các ngươi mấy người này cùng một chỗ, xem ra các ngươi vẫn là tặc tâm bất tử. Hắn đón đến, còn nói thêm, ngươi nói cùng ta từ biệt 20 năm, thật đúng là thật có lỗi. Ta vẻn vẹn chỉ là nhìn ra ngươi là huyết tộc người, nhưng ngươi đến là ai, ta cũng không nhớ rõ. Ý tứ này cũng là ngươi còn không có tư cách để ta nhớ được. La Quân ở một bên lúc đầu rất khẩn trương, nhưng nghe đến tiền bối đang khi nói chuyện uy phong, không khỏi cũng dũng khí một lớn mạnh, hào khí tỏa ra. Nước Mỹ nam tử trong mắt lóe lên tức giận, hắn nói ra, vậy ngươi phải nhớ tốt, ta gọi là Kirsten, chính là hoàng kim huyết tộc thân vương, cũng là Los Angeles huyết tộc lãnh tụ. Ngươi cũng nhất định phải ghi lại, bởi vì hôm nay, ta sẽ cho ngươi vô cùng khắc sâu ấn tượng. Lăng tiên sinh cười nhạt một tiếng, nói ra, tốt, tốt, tốt. Ta hội ghi lại tên ngươi. Hắn vừa nhìn về phía cái kia hắc bào lão giả, nói ra, các hạ là mật tông tân nhiệm trưởng giáo, vô danh lão tổ A. Cái kia hắc bào lão giả nói ra, không sai, đúng vậy. Năm đó chúng ta điền trưởng giáo bị Trung Hoa Long tiên sinh ngươi giết chết, chúng ta Tây Tạng mật tông loạn thành một bầy. Bây giờ, ta nếu đem ngươi giết chết, liền cũng coi là vì mật tông tìm về một cái tràng tử. Lăng tiên sinh nói ra, điền dã nông năm đó hám lợi đen lòng, giết hại sinh linh vô số. Ta giết hắn chính là thế thiên hành đạo. La Quân nghe xong phương đối thoại, hắn không khỏi cảm thấy nội tâm khuấy động, cảm thấy nhân sinh nếu là có thể sống giống như tiền bối, vậy thì thật là chết cũng không tiếc. Vô danh lão tổ nói ra,
năm đó sự tình không cần nhiều lời, hôm nay đã nhân duyên tế hội, liền nên kết năm đó nhân quả. Lăng Tiên Sinh khe khẽ thở dài, nói ra, ngươi không nên tới. Trong lời nói lại là không có chút nào đem hai người này để vào mắt. Sau đó, Lăng Tiên Sinh vừa nhìn về phía hậu phương hai vị. Hắn nhàn nhạt hỏi, ta cùng hai vị cũng có cửu hận sao? Bên trái Hoa Hạ nam tử lạnh giọng nói ra, Lăng Tiên Sinh, ta chính là Tuyết Vô Nhai, người nhất định chưa từng nghe qua tên của ta. Nhưng là nhi tử ta lại là chết tại trên tay ngươi. Lăng Tiên Sinh không khỏi khẽ cười khổ, nói ra, giết người quá nhiều, trong lúc nhất thời cũng vô pháp từng cái dò số chỗ ngồi. Con của ngươi là... Tuyết Vô Nhai nói ra, Tuyết Phù Tu. Lăng Tiên Sinh lắc đầu, nói ra, hoàn toàn không nhớ rõ người này, người có phải hay không là tìm nhầm người. Tuyết Vô Nhai trong mắt lóe lên cực độ sắc mặt giận dữ, nói, Lăng Tiên Sinh, người khinh người quá đáng. Nhi tử ta lúc trước quang minh giáo đình, hiệu trung ma đế vây quét ngươi, bị ngươi nhất trưởng đánh chết. Lăng Tiên Sinh liền nói ra, há, cái kia ngược lại là có khả năng. Bất quá con của ngươi muốn vây quét ta. Ta muốn giết hắn, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên, hôm nay ta tới giết ngươi, cũng là chuyện đương nhiên. Tuyết Vô Nhai cả giận nói. Lăng Tiên Sinh khe khẽ thở dài, nói ra, ngươi thật không nên tới, bởi vì ngươi không chỉ có báo không thù, sẽ còn phó con của ngươi theo gót. Hắn đón đến, nói ra, như vậy đi, niệm tình ngươi đáng thương, ngươi bây giờ rời đi, ta không giết ngươi. Tuyết Vô Nhai giận quá thành cười, nói, Lăng Tiên Sinh. Ngươi quả nhiên là cuồng vọng đến không biên giới, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Lăng Tiên Sinh nói ra, tốt a, vậy liền không có cách nào. Hắn vừa nhìn về phía cái cuối cùng, nói ra, ta và ngươi cũng có thù. La Quân ở một bên nghe có chút nhớ nhung muốn phình bụng cười to, Lăng Tiên Sinh tiền bối cũng chơi thật vui. Hắn đây là có bao nhiêu cừu gia a? Chính mình cũng đầy đủ có thể trêu chọc thị phi. Nhưng là Lăng Tiên Sinh tiền bối tựa như là cửu nhân nhiều đến hoàn toàn không có gì trí nhớ. Lúc này, cái kia sau cùng Hoa Hạ nam tử nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, có thù. Lăng Tiên Sinh liền hỏi, cái gì thù? Người kia nói ngươi cũng không nhớ rõ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta gọi Cao Thiên Đức là được. Lăng Tiên Sinh nói ra, tốt ha, đã như vậy, vậy dạng này đi, bên cạnh ta tiểu huynh đệ này là ta mới quen. Hắn cùng các ngươi không oán không cừu. Có thể để hắn đi trước a. Vô Danh lão tổ nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, trên phố nghe đồn, Trung Hoa Long đạo đức giả, người đã cõng cái này tên. Chắc hẳn cũng không tiện để bên cạnh ngươi tiểu gia hỏa này chịu chết. Hắn giữ lại, ngược lại là ngươi gánh vác, cho nên, hắn không thể đi. Lăng Tiên Sinh nói ra, cái kia không nhất định, người cũng nói ta là đạo đức giả. Hiện ở chỗ này không có người ngoài, ta tự nhiên là mạng nhỏ quan trọng. Vô Danh lão tổ không khỏi nghẹn lời. La Quân lại lần nữa muốn cười. Lăng Tiên Sinh liền nói với La Quân, tiểu huynh đệ, xem ra hôm nay ngươi là muốn bị ta làm liên lụy. Bọn họ điệu bộ này là thế nào cũng không chịu để ngươi đi. La Quân lại là không sợ, hắn nhiệt huyết khuấy động, nói ra, tiền bối, hôm nay vãn bối có thể cùng ngài cùng một chỗ kề vai chiến đấu, đây là vãn bối phúc khí. Chết thì có làm sao? Lăng Tiên Sinh cười ha ha một tiếng. Nói ra, tốt, là đầu hắn tử. Sau đó, hắn thì hướng Vô Danh lão tổ, Kirsten những người này nói ra, các ngươi thì cùng đi đi. Tốt, Vô Danh lão tổ chợt quát một tiếng, thanh âm hắn trực trùng vân tiêu. Trong một chớp mắt, trên người hắn khí thế tăng vọt, toàn thân hắc bào không gió từ trống, bay phất phới. Đồng thời, trong mắt của hắn hung quang ngoại phóng, đột nhiên nhất trưởng đột nhiên ấn hướng Lăng Tiên Sinh. Một trưởng này rất là kỳ quái. Mật tông lý niệm chính là âm dương sinh vạn vật, bởi vì nam người đại biểu dương, nữ người đại biểu âm. Âm cùng dương cùng một chỗ liền có thể dựng dục ra tân sinh mệnh. Vô Danh lão tổ tu luyện cũng là âm dương cửu chuyển pháp quyết. Hắn tại thể nội dành dụm nữ nhân nguyên âm chi tinh khí, sau đó sử dụng cỗ này tinh khí cùng bản thân hắn nguyên dương tinh khí dung hợp. Cho nên, Vô Danh lão tổ một trường này ầm vang rảo sát đi ra. Trong nháy mắt, từ trường rảo động. La Quân liền cảm giác được không khí chung quanh giống như là dòng nước một dạng bị gạt ra tới. Vô Danh lão tổ một trưởng này nhanh như thiểm điện, lại quỷ mị vô cùng. Mà lại trưởng lực bên trong bao hàm âm dương cửu chuyển pháp quyết tinh túy. Một khi đánh chúng, lực sát thương cường hãn đến nghịch thiên. Cùng lúc đó, cái kia Kirsten hai mắt huyết hồng, hướng lên trời lệ hống một tiếng, hắn cũng phát động. Nhưng hắn không phải nhào lên,
mà chính là hai tay kết pháp ấn, thế mà dẫn động không trung vận hành từ trường Hải Dương. Bằng giữa không trung, đột nhiên sinh ra một đạo hãn lôi thiểm điện giật thẳng hướng Lăng Tiên Sinh. Tuyết Vô Nhai cùng Cao Thiên Đức cũng đồng thời xuất thủ. Tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ cùng một chỗ vây giết hướng Lăng Tiên Sinh. La Quân trong này ở giữa, không có sức đánh trả chút nào. Mặc kệ hắn lại tỉnh táo, lại muốn phản kháng, nhưng bốn người chiêu thức uy áp đã để La Quân không thể động đậy. Đây không phải hắn cấp bậc này có thể can thiệp chiến đấu. Thân ở chiến đấu kịch liệt trung tâm Lăng Tiên Sinh, hắn lại là nhàn nhạt nhiều. Vô danh lão tổ nhất trưởng ấn giết mà đến. Lăng Tiên Sinh cũng nhất trưởng đánh ra. Hắn thi triển chính là tu di ấn. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiên Sinh trưởng lực nhìn như tầm thường, nhưng La Quân lại cảm giác được trong chốc lát, tựa hồ tại một trưởng này dưới, nhật nguyệt đã không ánh sáng, sơn hà đã thất sắc. Phanh một tiếng, vô danh lão tổ bay rớt ra ngoài, tại chỗ tử vong. Lăng Tiên Sinh nhàn nhạt thở dài, nói ra, nói ngươi không nên tới. La Quân cảm thấy quái dị tới cực điểm. Bốn đại cao thủ vây công Lăng Tiên Sinh, đồng thời ra chiêu. Thế nhưng là, Lăng Tiên Sinh lại phảng phất hóa thân thành bốn người, lại là thong dong phân biệt tới. Còn có tâm tình nói chuyện. Hắn nhất trưởng đánh giết vô danh lão tổ đồng thời, lại nhấn một ngón tay. Hắn một chỉ điểm ra, đầu ngón tay quang mang lóe lên, tiếp lấy liền tiếp được cơ sting kinh lôi. Sau đó, Lăng Tiên Sinh đem đạo thiểm điện kia hướng cơ sting trên thân một dẫn. Trong một chớp mắt, đạo thiểm điện kia trong nháy mắt trở nên thô to vô cùng, đột nhiên oanh sát hướng cơ sting. Cơ sting hãi nhiên muốn tuyệt, cái này một cái chớp mắt, hắn cái gì đều không lo được, xoay người bỏ chạy. Hắn thi triển ra huyết độn chi thuật, trong nháy mắt liền tại ngoài trăm thước. Tính ngươi chạy nhanh, nhặt về một cái mạng, Lăng Tiên Sinh cười một cái. Mà Tuyết Vô Nhai cùng Cao Thiên Đức trưởng lực đánh giết tới thời điểm, Lăng Tiên Sinh đột nhiên mang theo La Quân hướng về sau mặt phiêu nhiên vừa lui. Tuyết Vô Nhai cùng Cao Thiên Đức trưởng lực lập tức thất bại. La Quân dù sao là cảm giác như lọt vào trong sương mù. Bất quá đến lúc này, sở hữu áp lực đều đã biến mất. Lăng Tiên Sinh mỉm cười, nói ra, hai vị còn muốn tiếp tục báo thù sao? Tuyết Vô Nhai cùng Cao Thiên Đức sắc mặt trắng bệch một mảnh. Bọn họ tu vi là không bằng vô danh lão tổ cùng cơ sting. Cái kia hai cường giả đều là gắt gao, thương tổn. Bọn họ nơi đó còn có tiếp tục đánh dũng khí. Hai người nhìn nhau, sau đó không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Hai người này, đến nhanh, qua càng nhanh. La Quân cũng lấy lại tinh thần đến, hắn lại nhìn Lăng Tiên Sinh lúc, giống như nhìn bầu trời người, tiền bối, ngài thật sự là quá lợi hại. Con hàng này như cái tiểu bạch si một dạng. Lời nói đều có chút tổ chức không đến. Lăng Tiên Sinh cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta đi thôi. Hai người tiếp tục hướng đi trở về. La Quân nhịn không được nói ra, tiền bối, ngài vì cái gì không đem bọn hắn giết. Lăng Tiên Sinh nói ra, trước kia, ta coi trọng trảm thảo trừ căn. Đó là bởi vì ta còn chưa đủ mạnh mẽ, sợ bọn họ sẽ đi tìm người nhà của ta phiền phức. Bất quá bây giờ, không có cái này lo lắng. Ta có đầy đủ năng lực bảo hộ người nhà. Lại nói, bốn người này bên trong, chỉ có cơ sting là người ngoại quốc. Muốn là ta đem ba cái người Hoa đều giết, ngược lại để một người ngoại quốc đào tẩu, này làm sao cũng không thể nào nói nổi mà. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Sau 20 phút, La Quân cùng Lăng Tiên Sinh trở lại thần vực. Vào cửa thời điểm, La Quân dựa theo quy củ cũ, quét hình đồng tử. Bảo an thả La Quân đi vào. Nhưng khiến La Quân kỳ quái là, bảo an đối Lăng Tiên Sinh làm như không thấy. Lăng Tiên Sinh là cùng La Quân cùng một chỗ vào cửa. Sau khi vào cửa, La Quân không khỏi hướng Lăng Tiên Sinh hỏi, tiền bối, ngài không cần kiểm tra, sao? Lăng Tiên Sinh nói ra, không cần. La Quân gật gật đầu, có chút hiểu được, muốn đến là Lăng Tiên Sinh tiền bối đức cao vọng trọng, không cần những lễ nghi này. Bất quá hắn vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, tiền bối như thế đức cao vọng trọng. Vậy làm sao mấy cái này bảo an đối Lăng Tiên Sinh tiền bối làm như không thấy đâu? Thật kỳ quái. Nhưng La Quân cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. Ngược lại là La Quân cùng Lăng Tiên Sinh sau khi đi, cái kia mấy tên giữ cửa bảo an phạm dậy nói thầm tới. Tiểu tử kia kêu cái gì? Dài cao bảo an hỏi bên người béo bảo an. Béo bảo an hồi đáp, La Quân. Những này bảo an đều là ngoại xính, có chút công phu, nhưng không có rất mạnh. Dù sao ai cũng không dám đến thần vực nháo sự. Cao bảo an kỳ quái nói ra, từ còn không thời điểm,
cái này La Quân thì đang nói chuyện, nhưng là lại chỉ nhìn thấy hắn đang lầm bầm lầu bầu. Tiểu tử này bệnh thần kinh a. Béo bảo an nói ra, đó cũng không phải là, sau khi đi vào còn cái gì tiền bối, ngài không cần kiểm tra. Từ đâu tới tiền bối a? Trừ hắn, bóng dáng quỷ đều không một cái. Cao bảo an biến sắc, nói ra, ta dựa vào, nên không phải gặp quỷ a. Tiền bối, ngài ở chỗ nào? La Quân đi đến bóng rừng trên đường nhỏ, phía trước cũng là hắn nhà trọ. Lăng tiên sinh nói ra, ta ở chỗ này sớm không có chỗ ở, không ngại đêm nay ta tại ngươi nơi này mượn một đêm a. La Quân liền hoan hỉ nói ra, cầu còn không được a. Lăng tiên sinh cười một tiếng, nói, tiểu tử ngốc. La Quân chỗ ở nhà trọ chỉ có hắn một người. Tiến nhà trọ về sau, La Quân nói ra, tiền bối, nơi này gian phòng, ngài tùy tiện dùng. Đều có thể tắm, ta cho ngài tìm ta khăn mặt cùng áo ngủ thế nào. Lăng tiên sinh mỉm cười, nói ra, không có phiền toái như vậy, trời lạnh như vậy, một ngày không tắm rửa cũng không có gì. La Quân nghe vậy cũng liền không lại kiên trì, hắn nói ra, vậy chúng ta tiếp tục uống tửu nói chuyện phiếm, ta thật muốn nghe xem ngài lúc trước sự tích. Lăng tiên sinh nói ra, uống rượu có thể, nói chuyện phiếm cũng có thể. Nhưng là ta lúc đầu làm qua cái gì, lại là không có gì tốt trò chuyện. La Quân cười một tiếng, nói ra, người ta nói, ưa thích ức năm đó, đều là đại biểu hiện tại không được. Tiền bối ngài như thế không thích ức năm đó, cái kia đại biểu ngài hiện tại lợi hại hơn a. Lăng tiên sinh cười ha ha một tiếng, nói ra, hảo tiểu tử. La Quân cười ha ha, nói ra, vậy ta thì theo ngài trò chuyện ta cố sự được không? Lăng tiên sinh khẽ giật mình, theo rồi nói ra, cũng được, dù sao đêm dài đằng đẵng. Ngay sau đó, La Quân phải đi tìm rượu bia tới. Hắn chả tìm một số đậu phộng. Hai người ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, hai người uống vào rượu bia, bắt đầu nói chuyện phiếm đứng lên. Tiền bối, ngài lúc trước nhất định có thật nhiều hồng nhan chi kỷ a. La Quân bát quái hỏi. Lăng tiên sinh mỉm cười, nói ra, chúng ta nói xong trò chuyện ngươi sự tình, ngươi tại sao lại hỏi ta đến? La Quân cười hắc hắc, nói ra, ngài liền trả lời ta cái vấn đề này. Ta cảm thấy giống ngài dạng này người, tu vi cao thâm, phong độ nhẹ nhàng, vừa anh tuấn tiêu sái, nhất định có rất nhiều nữ nhân đều sẽ thích ngài nha. Lăng tiên sinh nhìn La Quân liếc một chút, hắn cười một tiếng, nói ra, là có rất nhiều, làm sao? La Quân nói ra, vậy ngài là xử lý như thế nào? Nói thực ra, ta cảm thấy ta cũng gặp phải loại vấn đề này. Ngài biết, ta tuy nhiên tu vi không thể theo ngài so, nhưng là, ta cũng rất đẹp trai nha. Con hàng này sau cùng vô sỉ một chút. Lăng tiên sinh cười ha ha một tiếng. La Quân có chút buồn bực, nói ra, ngài cười cái gì nha, đây là sự thật a. Không dám theo ngài so tu vi, nhưng ta là dám theo ngài so đẹp trai. Lăng tiên sinh nói ra, không có gì, chỉ là có chút hâm mộ ngươi. La Quân lập tức kỳ quái, nói, ta có cái gì tốt hâm mộ, ta mới hâm mộ ngài đây. Lăng tiên sinh nói ra, hâm mộ ngươi phiền não. Ta phiền não, La Quân càng thêm kỳ quái. Lăng tiên sinh khe khẽ thở dài, nói ra, ngươi sẽ không hiểu, chờ ngươi tránh thức trải qua một ít chuyện về sau, ngươi mới sẽ minh bạch, một người tuổi trẻ lấy, có thể làm vui vui mừng người nào, hoặc muốn kiếm tiền mà phiền não, đó là một kiện hạnh phúc sự tình. La Quân vô pháp hiểu Lăng tiên sinh nói loại cảm giác này. Lập tức, Lăng tiên sinh còn nói thêm, ngươi vừa rồi hỏi ta xử lý như thế nào đúng hay không? La Quân nói ra, đúng. Lăng tiên sinh nói ra, ta quan tâm ta, sau cùng đều là nữ nhân ta. Vậy ngài cũng là có thật nhiều lão bà. La Quân không khỏi kinh ngạc nói. Lăng tiên sinh nói ra, có thể nói như vậy. La Quân nói ra, nhưng là ngài sẽ không cảm thấy có chút không ổn sao. Bởi vì mỗi một nữ nhân đều là độc lập cá thể. Dạng này sẽ rất ủy khuất các nàng. La Quân còn nói thêm, mà lại, ngài có thể ưa thích nữ nhân, tất nhiên là vô cùng ưu tú, không phải sao. Lăng tiên sinh cười nhạt một tiếng, nói ra, người nói không sai. Ta cũng nhìn ra được, người thụ phương diện này làm phức tạp rất sâu. Đã hôm nay ngươi hỏi ta, vậy ta liền theo ngươi tốt nhất nói ra, nói ra. La Quân lập tức khiêm tốn thụ giáo. Lăng tiên sinh khe khẽ thở dài, nói ra, ta lúc tuổi còn trẻ, đã từng cùng ngươi có một dạng hoang mang. Chúng ta cũng không phải là trời sinh hoa tâm củ cải. Nếu như năm đó, ta không phải Trần Lăng, ta là một người bình thường, ta tự nhiên là cưới một cái thê tử, trải qua bình thường thời gian. Hắn đón đến,
nói, đương nhiên, ta không phải nói bởi vì ta rất lợi hại có bản lĩnh, cho nên ta muốn tam thê tứ thiếp. Mà là bởi vì, tình yêu vật này, hắn là nhân loại vô pháp kiềm chế. Bởi vì cảm tình mà có thể sinh ra lực lượng, nó là vô hạn. Ta mới vừa nói, nếu như ta là người bình thường, ta không có những phiền não này. Người nha, tại xã hội này quy tắc dưới, liền muốn tuân thủ quy tắc. Làm sao có thể tam thê tứ thiếp? Thế nhưng là về sau, ta cuốn vào rất nhiều phiền phức, còn thật nhiều cừu hận. Ta nhất định phải cường đại hơn, mạnh đại mới có thể bảo vệ người nhà của ta, thê tử. Nhưng trong này, ta gặp được rất nhiều người cùng sự tình, cũng sẽ cùng khác nữ nhân sinh ra gặp nhau, hoặc là sinh ra cảm tình. Ngay từ đầu ta lúc áp chế, ta không thể có lỗi với ta thê tử. Nhưng là loại này kiềm chế tình yêu nỗi lòng, sẽ để cho trong lòng ta không thoải mái. Ta không thoải mái, tu vi vô pháp đề bạt, nhưng ta cửu nhân càng ngày càng cường đại. Đây là một cái rất lợi hại mâu thuẫn tình huống. Lúc ấy, ta vì người nhà, thê tử, chỉ có qua thoải mái nỗi lòng, yêu hận tùy tâm. Lăng tiên sinh nói đến đây, liền nhìn La Quân liếc một chút, nói, tiểu huynh đệ, ngươi nên xử lý như thế nào ngươi cảm tình, cái kia muốn lấy quyết ngươi muốn làm cái gì dạng người. Ngươi nếu muốn làm tiểu phú tức an, trông coi lão bà, con gái sinh hoạt. Chỉ cần đây là ngươi muốn, ngươi đương nhiên, cũng nhất định muốn từ một mực. Nhưng ngươi nếu muốn tại trận này thiên địa sát kiếp bên trong chém giết thắng lợi, làm đại nhân vật, vậy ngươi liền không thể kiềm chế tình yêu. Bởi vì vậy cuối cùng sẽ chỉ hại người hại mình. Ngươi nghĩ kỹ ngươi muốn làm gì dạng người, như vậy trong lòng ngươi liền sẽ có đáp án. Xã hội này có xã hội quy tắc, trò chơi cũng có trò chơi quy tắc. Lăng tiên sinh tiếp tục nói, thần vực cũng có thần vực quy tắc. Người bình thường, muốn tuân theo quy tắc, mà ngươi nếu như muốn tại trận này thiên địa sát kiếp bên trong chỗ hết tài năng, vậy ngươi liền muốn nhảy ra quy tắc. Không thể để cho quy tắc trói buộc được ngươi, tựa như là đại tư bản gia, một ly rượu đỏ mấy trăm vạn, đó là người bình thường cả một đời đều phấn đấu không ra. La Quân có chút hiểu được, hắn cảm thấy mình tựa hồ giống như minh bạch một ít gì. Nhưng cụ thể, La Quân lại không nói ra được. Lăng tiên sinh nói ra, mà lại, ta bây giờ còn có một điểm cảm thấy có chút bi ai. La Quân lập tức hỏi, bi ai cái gì? Lăng tiên sinh nói ra, ta cảm giác được ta sinh mệnh còn rất lâu dài, nhưng người nhà của ta, thê tử lại đều đang thay đổi lão. Đây là các nàng sinh tử vô thường, ta vô pháp qua cải biến. Tại bên trong dòng sông thời gian, cuối cùng, các nàng đều chỉ sẽ trở thành khách qua đường. Mà ngài lại muốn vĩnh hằng, cho nên ngài cảm thấy bi ai. La Quân nói ra, Lăng tiên sinh cười nhạt một tiếng, nói ra, vĩnh hằng. Giữ thiên tề thọ sao? Hắn chưa hề nói là có còn hay không là. La Quân cũng không tiện hỏi nhiều. Lăng tiên sinh theo rồi nói ra, được rồi, nên nói ta đều nói. Phương diện này, ta cũng chỉ có thể nói đến thế thôi. Ngươi cũng nên nói một chút ngươi cố sự. La Quân uống một ngụm rượu bia, liền bắt đầu nói đến. Không biết vì cái gì. La Quân đối Lăng tiên sinh cảm giác đặc biệt tín nhiệm cùng thân thiết. Tựa như là bạn vong niên một dạng. Lăng tiên sinh trên người có loại ôn nhuận quân tử khí chất. La Quân liền từ chính mình thân thế bắt đầu nói lên. Sau đó lại giảng đến sư phụ vun trồng, cùng bị ném đến châu phi chiến trường ma luyện các loại. Sau cùng trở lại Hải Tân đến bảo hộ Nghiên Nhi các loại. La Quân theo Lăng tiên sinh cũng không có gì tốt khiêng kỵ, hắn nhìn lén Đinh Hàm tắm rửa. Ưa thích Đinh Hàm nói hết ra. Lại giảng về sau bị ép đủ loại, bất đắc dĩ thần vực, còn cưới Tư Đồ Linh Nhi. Sau đó, La Quân còn nói mình qua tìm Sở La Môn Vương bảo tàng, đạt được nguyên thạch các loại. Đây hết thảy sau khi nói xong, đã qua 2 giờ. Lăng tiên sinh nghe rất nghiêm túc. Hắn sau khi nghe xong, sắc mặt hơi hơi cổ quái, nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi liền nguyên thạch loại này chuyện cơ mật đều nói với ta, thì không sợ ta đoạt ngươi. Ngươi phải biết, cái kia ước quý có thể hiện ra 5 hạng không gian, chính là chứng minh nguyên thạch bên trong có phi thường cường đại pháp lực. Loại vật này, tại cao minh trong mắt người, cái kia là tuyệt đối hiếm thấy chân bảo. Nói thí dụ như ta. La Quân ngẩn ngơ, sau đó hắn cười một tiếng, đem cái kia nguyên thạch lấy ra, nói ra, tiền bối, ngài nếu muốn, cần gì phải đoạt. Vãn bối đưa ngài là được. Lăng tiên sinh lần nữa nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nói ra, thú vị, thú vị. Hắn đón đến, nói, bất quá tiểu huynh đệ a, cái này nguyên thạch tuy nhiên vô cùng quý giá, nhưng cũng đều vì ngươi đưa tới tai họa. Cái gọi là thất phu vô tội mang ngọc có tội chính là cái đạo lý này. Ta đề nghị ngươi đem tìm một chỗ hảo hảo giấu đi,
tuyệt đối không nên để lộ ra. Đợi đến tương lai, người có đầy đủ pháp lực tới mở nguyên thạch lực lượng, lại đi thu hồi lại dùng. La Quân không khỏi nói, cái này nguyên thạch còn cần pháp lực tới mở. Lăng Tiên Sinh nói ra, đương nhiên, pháp lực cũng là mạnh đại tinh thần lực, tựa như là tín hiệu liên lạc. Người có đầy đủ tín hiệu, mới có thể câu thông truyền vào bên trong pháp lực. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, bất quá tiền bối, ta hiện tại cũng không cần đến. Nếu không mượn trước ngài dùng một đoạn thời gian. Lăng Tiên Sinh khoát khoát tay, nói ra, không cần, tuy nhiên nguyên thạch là cái thứ tốt. Nhưng ta cùng ngươi hôm nay gặp mặt, chính là duyên phận. Ta tiền bối này muốn ngươi tiểu bối đồ, vật, vậy cũng quá không ra gì. La Quân nói ra, tiền bối. Không cần nhiều lời, Lăng Tiên Sinh nghiêm túc lên. La Quân thấy thế thì thật không dám nhiều lời. Sau đó, Lăng Tiên Sinh nói ra, đúng, ngươi nói từ Đồ Viêm lão tiên sinh, ta thật có chút ấn tượng. Ban đầu ở Yến Kinh, may mắn cùng lão tiên sinh gặp nhau. Lão tiên sinh tại công pháp trên việc tu luyện có chút nghi vấn, ta thuận tiện giao lưu một phen. Không nghĩ tới, giữa chúng ta còn có tầng này duyên phận. La Quân cười hắc hắc, nói ra, gia gia của ta một mực lấy gặp qua ngài làm vinh đâu. Chờ lần này trở về, ta nói một chút cùng với ngài kề đầu gối nói chuyện phiếm kinh lịch, nhất định tiện sát chết gia gia của ta. Lăng tiên sinh cười ha ha một tiếng. Hắn đón đến, nói ra, đúng, ta còn có chuyện muốn bàn giao ngươi. La Quân lập tức hạng vạt áo đang ngồi, nói, tiền bối mời nói. Lăng tiên sinh nói ra, ngươi lần này qua chấp hành sở La Môn Vương bảo tàng nhiệm vụ, thu hồi Tây Nại Pháp Điển. Ngươi sư tôn Phạm Vô Ngu, hắn khẳng định biết ước quỹ cũng bị ngươi tìm tới. Cái này nguyên thạch với hắn mà nói, phi thường trọng yếu. Hắn khẳng định nghĩ ra được, bất quá, hắn là trưởng bối, cũng không dễ trực tiếp trắng trợn cướp đoạt, bởi vì thần đế còn tại từ nơi sâu xa đây. Đón đến, Lăng Tiên Sinh tiếp tục nói, nhưng là, Phạm Vô Ngu trước tiên có thể đưa ngươi thu làm nội môn đệ tử. Khi đó, ngươi tuyệt đối đừng đáp ứng, ngươi như thành hắn nội môn đệ tử, như vậy hắn có trưởng khống ngươi sinh tử quyền lực. Đến lúc đó, ngươi nếu không giao nguyên thạch, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. La Quân cảm thấy run lên, hắn lúc này mới ý thức được cái này nguyên thạch có thể là cái mối họa lớn. Lăng Tiên Sinh tiếp tục nói, nhưng ngươi cũng tuyệt đối không thể đem nguyên thạch giao ra, bởi vì cái này nguyên thạch là ngươi cơ duyên. Tương lai đối với ngươi mà nói, có chớ đại tác dụng. Ngươi nếu đem cơ duyên chắp tay nhường cho, vậy tương lai, ai cũng cứu không ngươi. La Quân gật đầu, nói ra, ta nhớ kỹ, tiền bối. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lăng Tiên Sinh khoát khoát tay, nói ra, bất quá ngươi dù cho không trở thành Phạm Vô Ngu đệ tử, Phạm Vô Ngu chỉ sợ cũng sẽ dạy yêu thiêu thân, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn đề phòng. La Quân nói ra, ta sẽ, tiền bối. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút bất ổn. Đây chính là Phạm Vô Ngu a. Mà lại, bảo đảm không được hắn như Tả Thiên Tông, Ninh Thiên Đô mấy vị này sư tôn cũng động niệm đầu. Bất quá, La Quân âm thầm cắn răng, đã tiền bối đều nói, cái này là mình duyên phận. Chính mình tuyệt không thể đem chắp tay nhường cho, liều chết cũng muốn bảo vệ ở. Sau đó, hai người tiếp tục trò chuyện giết thì giờ. Lúc này, nhưng không có trò chuyện cái gì nghiêm túc đề tài. La Quân ngược lại là rất muốn cho Lăng Tiên Sinh chỉ điểm một chút võ học bên trên sự tình. Bất quá hắn cũng không tiện sách. Sách thật giống như sự tình có mưu đồ một dạng. Lăng Tiên Sinh lại cũng không nhiều lời những thứ này. Hai người uống đến sau cùng, đều uống có chút nhiều. Lăng Tiên Sinh tựa hồ rất là cảm khái, lại hoặc làm theo nói, là bởi vì hắn muốn rời khỏi, sở dĩ phải đối nơi này rất lợi hại lưu luyến. Hắn sau cùng ngâm nói, thiên địa làm gì dùng, không thể tịch bị, phong nguyệt làm gì dùng, không thể ẩm thực, trần thế làm gì dùng, vạn vật bên trong, biến hóa làm gì dùng, đạo pháp tự thành, diện bích làm gì dùng, không thấy cuồn cuộn, công án làm gì dùng, một đầu bao lớn, sinh ta làm gì dùng, không thể vui cười, diệt ta tác dụng gì, không giảm cuồng các đại thiên kiêu. Từ đâu mà đến, cùng sinh thế bên trên, tề nhạc mà ca, được lượt đường lớn. Vạn lý ngàn dặm, tổng tìm không thấy, không bằng cùng ta, gặp lại cười một tiếng. Mang giày mũ rộng vành ngàn năm đi, vạn cổ trường không nhất chiều du hí, đạp ca mà hành giả, vật ngã lưỡng vòng ở giữa. Này, 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 tiêu dao tự tại. La Quân nghe nhập thần, cái này bên trong có loại buông thả không bị trói buộc tiêu sái. Tựa như là Lăng Tiên Sinh chính hắn. Nhưng La Quân sẽ không hiểu,
Lăng Tiên Sinh là nhớ tới hắn tuổi trẻ khinh cuồng. Một năm kia Lăng Tiên Sinh bị mật tông trưởng giáo Điền Dã Nông thiết kế truy sát, hắn sau cùng bị Thiên Kim tiểu thư Nhiễm Linh Tố thu lưu ẩn thân. Nhưng lại bởi vậy cho Nhiễm Linh Tố rước lấy đại họa. Nhiễm Linh Tố bị địch nhân tìm lưu manh vòng ở giữa. Một lần kia, Lăng Tiên Sinh trong cơn giận dữ, giết người vô số, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền vì Nhiễm Linh Tố báo thù. Sau cùng, hắn cùng Nhiễm Linh Tố tại trong quán ba ngồi, hắn rộng mở vạt áo, lấy tay đánh bình rượu, cũng là ngâm bài thơ này ca. Khi đó hắn, tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng khí tức thanh xuân. Mà bây giờ, hắn lại thành tiền bối. Đây là Lăng Tiên Sinh cảm khái. Không biết qua thì nhiều, La Quân cùng Lăng Tiên Sinh trở về phòng của mình nghỉ ngơi qua. Sáng ngày thứ hai, La Quân rời giường. Hắn có loại dự cảm, Lăng Tiên Sinh đã rời đi. Hắn đi vào Lăng Tiên Sinh gian phòng, lại trông thấy cái kia trong phòng, tựa hồ bị tử cũng không có động qua. Lăng Tiên Sinh căn bản không có ngủ, hắn là tối hôm qua thừa dịp lúc ban đêm rời đi. La Quân không khỏi thầm nghĩ, Lăng Tiên Sinh đến muốn đi đâu? Thiên hạ to lớn. Hắn đến nơi đâu không được, tại sao muốn có nặng như vậy nỗi buồn ly biệt? Chẳng lẽ hắn là muốn rời khỏi địa cầu hay sao? Có thể cái này sao có thể nha? La Quân cũng không suy nghĩ nhiều, hắn chẳng qua là cảm thấy có thể cùng Lăng Tiền Bối dạng này truyền kỳ nhân vật nâng cốc ngôn hoan một đêm, cái kia là mình chớ đại phúc phận. Đồng thời, La Quân cũng phát hiện, giống như càng là có bản lĩnh người, càng là có tố chất, có phong độ. Tựa như Lăng Tiền Bối, ôn nhuận như nước. Cho tới bây giờ cũng sẽ không lớn tiếng quát lớn, hung hăng càn quấy. Nhưng là, hắn lại có thể đang đàm tiếu ở giữa, đem cơ tinh thân vương đánh lui, đem mật tông vô danh lão tổ nhất trưởng đánh chết. Để cái kia Tuyết Vô Nhai cùng Cao Thiên Đức nghe ngóng rồi chuồn. Không nói đến những này, La Quân sau đó liền đi tắm. Hắn thay đổi khô mát áo sơ mi, bên ngoài làm theo mặc một bộ áo khoác màu đen. Nhìn như vậy đứng lên, vẫn là rất có phạm. La Quân đối tấm gương chiếu chiếu, cảm thấy mình rất có động tác điện ảnh bên trong nhân vật chính phong phạm. Hắn đột nhiên lại ý tưởng đột phát, nếu như đem cái thế giới này xem như là một bộ phim. Như vậy Lăng Tiền Bối như thế người, đã từng là tuyệt đối nhân vật chính. Mà chính mình đâu? Chính mình dưới mắt mặc dù có chút thành tựu, nhưng cùng Lăng Tiền Bối, còn có những đại nhân vật kia so sánh, căn bản chính là không có ý nghĩa. Ta muốn làm gì dạng người? Cái này thực không cần hỏi. La Quân biết mình là thiên mệnh giả. Mà lại là thiên mệnh giả bên trong thiên mệnh giả. Lạc Ninh lúc trước tìm Tây Nại Pháp Điển thời điểm, cũng là quyết định điểm này. Lúc đầu, cái kia Tây Nại Pháp Điển mấy ngàn năm cũng không tìm tới. Lạc Ninh đã cảm thấy bằng La Quân vận khí có thể tìm tới. Lúc đó La Quân cũng cảm thấy treo. Có thể sự thực là, vẫn thật là tìm tới. Mà lại, Thái Âm xuất hiện, lại thành công hóa giải Trình Kiến Hoa nguy cơ. Đây hết thảy, đều không thể rời bỏ vận khí hai chữ. Nói như vậy đứng lên, chính mình vận khí thật đúng là tốt đến bạo dạp a. La Quân nghĩ đến Lăng Tiền Bối lời nói, hắn ở trong lòng đã có đáp án. Cái kia chính là muốn yêu liền muốn yêu, đừng đi kiềm chế tình yêu. Cái này là La Quân đốn ngộ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đốn ngộ về đốn ngộ. La Quân cũng sẽ tận lực không đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Có thể tránh được vẫn là muốn tránh cho. Không nói đến những này, lúc này vẫn là 6 giờ 30 điểm. Hừng đông còn không bao lâu, sáng sớm trong không khí tràn ngập hàn ý. Ngoài cửa sổ mấy cây không biết tên thụ, trên cành cây trụi lùi. Nhưng nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy những này thụ trên cành cây đã mọc ra mầm non. La Quân lúc này tiếp vào nước Mỹ Mỹ nữ Lai điện thoại. Lai thì là trước kia chiêu đãi La Quân bọn họ Mỹ nữ, nàng đối La Quân rất có hảo cảm. La Quân tiên sinh, buổi sáng tốt lành, Lai như chuông bạc thanh âm truyền đến, cũng mang mỉm cười. Vừa sáng sớm, nghe được dạng này rung động lòng người thanh âm, cái kia là có thể để cho lòng người tốt cả một đầu thiên. La Quân là cái miệng ba hoa người, lập tức nói, Lệ Tia tiểu thư ngươi tốt, sớm như vậy gọi điện thoại cho ta, chẳng lẽ là muốn ta? Lai kèn kẹt cười một tiếng, nói ra, La Quân tiên sinh, ngài thật hài hước. La Quân không khỏi phiền muộn. Tiểu cô nương này, có thể hay không nói chuyện phiếm a? Lai sau đó liền nói ra, La Quân tiên sinh, ta là muốn nhắc nhở ngài, sớm hơn 7 giờ, bình thường tại thần vực ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử đều muốn đi thần điện thăm viếng. Nếu như không đi, hậu quả hội rất nghiêm trọng, ngài là mới đến, cũng đừng vong hình.
La Quân sợ hãi cả kinh, mẹ trứng, thật đúng là kém chút quên. May mắn Lai nhắc nhở. Hắn nói gấp, tốt, đa tạ nhắc nhở. Vì cảm tạ ngươi, đêm nay ta mời ngươi ăn cơm a. Lai mỉm cười, nói ra, đến lúc đó ngài nhớ kỹ rồi nói sau. Bye bye, sau khi nói xong liền tắt điện thoại. La Quân liền cũng liền chỉnh lý một phen, sau đó nhanh chóng hướng thần điện mà đi. Buổi sáng thần điện là náo nhiệt nhất, nhưng nói là chuông vang cường thịnh. Cửa hương đàn bên trên cắm mấy cái trụ thô to thắp hương. Khói mù lượn lờ. Thần điện này cùng cái kia hương hỏa cường thịnh chùa miếu không hề khác gì nhau. La Quân đến thời điểm, hắn nhìn thấy bên ngoài thần điện tụ tập rất nhiều đệ tử. Tất cả mọi người ở bên ngoài phân đội hình đứng vững. La Quân đến một lần lại là có chút do dự, mẹ trứng, chính mình đứng bên kia a. Trong này có thể hay không rất có học vấn a. Chính mình là vô ngu sư tôn người, muốn là đứng ở thiên tông phe phái, hoặc là thiên đô phe phái bên kia, vậy liệu rằng náo ra chuyện cười lớn đến a. La Quân đang có chút do dự thời điểm, bên kia một cái mặc màu đỏ áo khoác nữ sinh đi tới. Nữ sinh này nhìn bất quá 18 tuổi, nàng tướng mạo luôn vui vẻ, nụ cười ngọt ngào, cho người ta như mộc xuân phong cảm giác. Nữ hài nhi này đi đến La Quân trước mặt, nói ra, người nhất định chính là La Quân sư đệ a. La Quân nhìn về phía nữ hài nhi, hắn rất lợi hại xác định chính mình không biết nàng. Cũng chưa từng thấy qua nàng tư liệu. Ta là, ngài là. La Quân lúc này cũng không dám lung tung miệng ba hoa. Bởi vì cô bé này thoạt nhìn không có tu vi. Mẹ nó, đầu năm nay, nhìn không có tu vi mới đáng sợ. Nữ hài nhi này có thể đứng ở chỗ này, chính mình lại không thấy qua tư liệu. 8-9 phần 10 là sư tôn danh nghĩa nội môn đệ tử a. Nữ hài nhi kia nghe vậy kèn kẹt cười một tiếng, nói ra, ta là Lãnh Vũ Tình, gọi ta Tinh sư tỷ liền tốt, không dùng cái gì ngài 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 a, nhiều xa lạ a. Nàng nói xong cũng kéo La Quân tay, nói ra, đứng ta bên này đến, ngươi là ta sư đệ, về sau sư tỷ bảo kê ngươi nha. La Quân liền cũng liền mơ mơ màng màng bị kéo qua qua. Hắn ngửi được Lãnh Vũ Tình trên thân mùi thơm. Tiểu sư đệ, ngươi ở chỗ này đứng đấy. Chúng ta muốn chờ các sư tôn bên trên song hương sau mới có thể đến phiên chúng ta. La Quân nói thầm một tiếng, ta dựa vào, liền lên hương đều muốn phân biệt đối xử a. Như chính mình nhỏ như vậy tôm tép, khẳng định là tại phía sau cùng, khổ cực. Đồng thời, La Quân liếc nhìn bên người. Bên người còn có thật nhiều đệ tử, mà lại rất lợi hại có mấy cái, nhìn thì thâm bất khả chắc. Riêng là một tên nam tử áo đen, hắn đứng rất cao nhổ, không nói một lời, lạnh lùng dị thường. Nam tử này thân thể bên trên tán phát lấy khí tức cường đại. La Quân nhìn một chút, thì không dám nhìn nữa. Đó là một loại không dám mạo hiểm phạm thiên uy cảm giác. Lãnh Vũ Tình thấy thế liền nói với La Quân, đó là chúng ta đại sư huynh Phạm Vô Tình, hắn có thể nghiêm túc, bất quá cũng không xấu, ngươi không cần sợ. La Quân cười ha hả, nói ra, ta không có sợ nha, cái này có cái gì tốt sợ. Lãnh Vũ Tình kèn kẹt cười một tiếng. La Quân theo rồi nói ra, ta nghe Ninh sư tỷ nói qua, ngươi mới 22 tuổi, ngươi hẳn là kêu ta sư huynh a. Lãnh Vũ Tình lập tức nhăn lại xinh đẹp tiểu mi đầu, nói ra, ngươi cái này chết ra hỏa, chỉ cần là trước nhập môn đều là sư huynh, sư tỷ. Ta chính là chỉ có 8 tuổi, chỉ cần ta tại ngươi phía trước nhập môn, đó cũng là sư tỷ của ngươi, hiểu chưa? La Quân a một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, hắn lại kỳ quái nói, Vũ Tình muội tử, làm sao ngươi biết ta nha? Chẳng lẽ ta đã nổi danh như vậy? Lãnh Vũ Tình nhìn không được thu hạ La Quân cánh tay, nói, chết ra hỏa. Muốn gọi sư tỷ biết không? Há, biết, Vũ Tình muội tử. La Quân cố ý nói ra. Lãnh Vũ Tình lập tức bị tức mặt đỏ bừng. La Quân nhìn lấy Lãnh Vũ Tình bộ dáng, không khỏi nhìn không được cười lên, cảm thấy nữ hài nhi này thật sự là chơi vui. Nghĩ không ra, tại thần vực bên trong còn có đơn thuần như vậy cô nương. Lãnh Vũ Tình cầm La Quân không có cách, khí không muốn nói chuyện với La Quân. La Quân liền hô, Tinh sư tỷ. Lãnh Vũ Tình lúc này mới chuyển âm vì Tinh, nói, cái này còn tạm được. Tinh sư tỷ, làm sao ngươi biết ta? La Quân hỏi. Lãnh Vũ Tình nói ra, ta làm sao không biết ngươi nha, ngươi cùng Ninh sư tỷ cùng đi tìm Tây Nại Pháp Điển. Chúng ta đều cho các ngươi mướt mồ hôi đây, không nghĩ tới các ngươi thật tìm trở về. Hôm qua ngươi giao nhiệm vụ, đã kinh động thần vực chúng đệ tử đây. Yên tâm đi, sư tôn nhất định sẽ hảo hảo khen ngợi ngươi. Ngươi cho chúng ta không ngại phe phái tăng thể diện,
Nàng nói chuyện Lỗ Hổng vỗ vỗ La Quân bả vai, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. La Quân nhìn không được cười lên, đồng thời cũng rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không cần nói, lúc này, đại sư huynh Phạm Vô Tình lãnh đạm khuyên bảo. Lãnh Vũ Tình le lưỡi, ngoan ngoãn không nói thêm gì nữa. La Quân đương nhiên cũng sẽ không nói. Sau đó, ba vị sư tôn tế bái hoàn tất, tiếp lấy ba vị sư tôn cùng một chỗ vừa nói vừa cười đi ra. Ba vị sư tôn tế bái hoàn tất, lại là mấy vị đệ nhất nội môn đệ tử tiến đến tế bái. Bất quá đệ nhất nội môn đệ tử không có mấy cái. Phần lớn đệ nhất nội môn đệ tử đều ra ngoài dạo chơi. Lúc này, ba vị sư tôn đi ra, La Quân liền cũng liền nhìn sang. Ba vị sư tôn, Tả Thiên Tông, Ninh Thiên Đô, Phạm Vô Ngu. La Quân tại trong tư liệu đều gặp, cho nên phân rõ ràng ai là ai. Bất quá dưới mắt chân thực gặp đến lúc đó, đó cùng trên tư liệu cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ba vị sư tôn nhìn vô cùng hài hòa, vừa nói vừa cười. Tả Thiên Tông cùng Ninh Thiên Đô rất nhanh liền rời đi. La Quân có thể cảm giác được trên người bọn họ khí tức, đó là một loại hỗn nguyên, không có kẽ hở cảm giác. Tựa hồ so Lăng Tiền Bối còn kinh khủng hơn, đáng sợ. Nhưng là La Quân biết, những người này là không thể theo Lăng Tiền Bối so. Bởi vì Lăng Tiền Bối sớm đã không có bất kỳ cái gì khí thế, hắn có là ôn nhuận như hơi nước chất. Không nói đến những này, lúc này, Phạm Vô Ngu đi đến Lãnh Vũ Tình chúng đệ tử phía trước. Chúng đệ tử cung kính hô sư tôn. La Quân cũng đi theo hô sư tôn. Phạm Vô Ngu ăn mặc trường sam màu xanh, hắn nhìn tựa như là cái phong cách cổ xưa văn sĩ. Hắn mặt hướng đường chính, nhìn khoảng 40 tuổi. Phạm Vô Ngu ân một tiếng, ánh mắt của hắn rơi vào La Quân trên thân. Ngươi chính là La Quân A, Phạm Vô Ngu từ tốn nói. La Quân rõ ràng cảm giác được áp lực, tuy nhiên Phạm Vô Ngu rất lợi hại ôn hòa, nhưng La Quân vẫn rất có áp lực. Hắn vội vàng ôm quyền thở dài, nói ra, chính là đệ tử. Phạm Vô Ngu nói ra, ngươi không cần khẩn trương. Hắn đón đến, nói ra, ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành rất không tệ, ngươi khen thưởng đã bị bổn tọa nhận lấy. Một hồi tế bái xong thần đế về sau, ngươi đến bổn tọa không ngại trong điện đến, bổn tọa sẽ đem ba hạt cửu chuyển kim đan cho ngươi, ngoài ra còn có khen thưởng. Tạ ơn sư tôn, La Quân lập tức nói. Phạm Vô Ngu sau khi nói xong liền rời đi. Chờ sư tôn rời đi về sau, La Quân mới thở phào một hơi. Mà mẹ nó, cùng những đại nhân vật này cùng một chỗ, quá không vui nhanh. Thời thời khắc khắc đều trong lúc vô tình theo cháu trai giống như. Lãnh Vũ Tình bỗng nhiên lên, nàng vỗ một cái La Quân bả vai, Ngân Linh Kiều cười nói, tiểu sư đệ, nói không chừng sư tôn một cao hứng liền sẽ thu ngươi làm nội môn đệ tử nha, ngươi nếu là thật làm nội môn đệ tử vậy là tốt rồi. Về sau ta có thể mỗi ngày khi dễ ngươi. La Quân cười ha ha, nói ra, ta khi dễ ngươi còn tạm được. Lãnh Vũ Tình dương dương quyền đầu, nói ra, hừ hừ, ngươi dám, ta đánh bẹt, đập dẹp ngươi. La Quân cười một tiếng, nhưng cũng thì không nói thêm lời. 10 giờ sáng, La Quân rốt cục tế bái xong thần đế. Lúc này, dương quang phổ chiếu tại bên ngoài thần điện trong đình viện, cái kia mấy cây lão tang thụ cành lá tươi tốt. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu cành lá, chiếu xạ trên mặt đất. Đây là một phái long lanh xuân quang. La Quân tâm lý lại là có 1000 vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Muốn là sớm biết tế bái thần đế phiền toái như vậy, hắn nói cái gì cũng không tại cái này thần vực bên trong qua đêm. Chỉ muốn rời khỏi thần vực, vậy liền không cần đến tế bái thần đế. Dù sao hàng năm chỉ cần cam đoan tế bái đầy đủ 12 lần, cái kia cũng không có cái gì sự tình. La Quân vừa ra thần điện, Lãnh Vũ Tình thì từ một bên nhảy ra. Nàng lộ ra rất vui, nói ra, đi thôi, tiểu sư đệ, chúng ta đi gặp sư tôn. La Quân cảm thấy lại là sinh cảnh giác, cái này Lãnh Vũ Tình đến là thật hồn nhiên ngây thơ, vẫn là. Nàng cùng mình như vậy thân mật, sẽ không phải là Vô Ngu sư tôn bày mưu đặt kế a. Mà lại, hiện tại chính mình mới vừa ra tới, nàng thì thủ ở một bên. Vô Ngu sư tôn có thể hay không đã biết mình nguyên thạch. Cái kia nguyên thạch, La Quân vẫn là giấu ở trên người. Chủ yếu là trong lúc nhất thời cũng không biết giấu chỗ nào tốt, vạn nhất bị trộm đi, hắn cũng không biết tìm ai khóc qua. Bây giờ La Quân dù sao cũng là cấp bậc bạch ngân đệ tử. Cái kia cũng không có người nào làm đến ăn cướp trắng trợn. La Quân trong lòng nghĩ phương pháp rất nhiều, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Hắn mỉm cười, nói ra, tốt. Dưới mắt La Quân cũng không có khác biện pháp,
bởi vì ba hạt cửu chuyển kim đan, đây chính là hắn nhất định phải được. Hắn phải đi Vô Ngu sư tôn chỗ nào nhận lấy. Ngay sau đó, Lãnh Vũ Tình phía trước dẫn đường, La Quân theo sát sau. Hai người hướng phía Không Ngại trong điện mà đi. Cái kia Không Ngại điện tại thần điện phía đông nam, Không Ngại ngoài điện đồng hồ thoạt nhìn như là một tòa nước Anh quý tộc cung điện, tràn ngập hoàng thất phong cách. La Quân cùng Lãnh Vũ Tình đi vào cung điện bên ngoài lúc, Lãnh Vũ Tình hướng người giữ cửa nhạt lạnh nói ra, chúng ta là phụng sư tôn chi mệnh đến đây, nơi này là thủ lệnh. Nàng sau khi nói xong, liền lấy ra thủ lệnh. Cái kia người giữ cửa lập tức cho đi. La Quân hơi kinh ngạc nhìn một chút Lãnh Vũ Tình, bởi vì lúc này Lãnh Vũ Tình lộ ra rất là trầm ổn lạnh lùng, cùng lúc trước hồn nhiên ngây thơ là hai thái cực. Bất quá, La Quân cũng không truy cứu những thứ này. Hắn hiện ở trong lòng bất ổn, luôn cảm thấy Vô Ngu sư tôn tìm chính mình không chỉ là muốn cho mình cửu chuyển kim đan đơn giản như vậy. Tiến cung điện về sau, Lãnh Vũ Tình hướng La Quân kèn kẹt cười một tiếng, nói ra, tiểu sư đệ, thế nào? Bị ta hù ngã, bọn họ những này canh cổng, đều là mắt chó coi thường người khác, liền phải đối bọn hắn hung một điểm, biết không? La Quân mỉm cười, nói ra, Cung điện kia đại điện mặt đất, bóng loáng như gương, bên trong trải một đầu màu hoàng kim thảm, chung quanh đồng khí, đồ bằng ngọc đủ loại, toàn bộ biểu dương phú quý, xa hoa. Mà tại đại điện trên cùng, còn có một chương cùng loại hoàng đế ngai vàng ghế dựa. Đây hết thảy nguyên bộ công trình, tựa hồ cũng là vì phụ trợ trên bảo tọa người. La Quân không khỏi âm thầm oán thầm, cái này thần vực bên trong từng cái, đều mẹ nó là muốn làm hoàng đế vẫn là sao thế. Tất cả đều là loại tính tình này. Tiểu sư đệ, người tại chỗ này đợi sẽ, ta qua báo cáo sư tôn. Lãnh Vũ Tình theo rồi nói ra. La Quân gật gật đầu. Lãnh Vũ Tình liền nhanh chóng vào bên trong điện. Không bao lâu, Lãnh Vũ Tình cùng Phạm Vô Tình đi ra tới. Đi ở trước nhất chính là Phạm Vô Ngu sư tôn. Phạm Vô Ngu sư tôn dưới mắt đổi một bộ kiểu áo tôn trung sơn màu đen, hắn nhìn lộ ra phá lệ uy nghiêm. Hắn ánh mắt nhàn nhạt mạc mạc, tốt giống sự tình gì đều không trải qua tại tâm. Thế nhưng là, trên người hắn chỗ bày ra uy nghiêm nhưng lại để bất luận kẻ nào cũng không dám khinh nhờn. Phạm Vô Ngu sư tôn vừa xuất hiện, La Quân liền cúi đầu xuống. Mấy cái này lão đại, một cái so một cái lợi hại. La Quân tại trước mặt bọn hắn bất quá là con tôm nhỏ mà thôi. Liền xem như Phạm Vô Tình duỗi ra một đầu ngón tay út, đều có thể bóp chết La Quân. Làm sao huống là Phạm Vô Ngu sư tôn. Bất quá, La Quân âm thầm nghĩ, cái này Phạm Vô Tình là con trai của Vô Ngu sư tôn a. Liền cũng tại lúc này, Phạm Vô Ngu ngồi vào bảo tọa bên trên. Phạm Vô Tình cùng Lãnh Vũ Tình phân biệt đứng tại hai bên. La Quân cũng là cảm kích thức thời người, lập tức ôm quyền thở dài nói, ngoại môn đệ tử La Quân, gặp qua sư tôn. Phạm Vô Ngu mỉm cười, nói ra, miễn lễ đi. Hắn tuy nhiên uy nghiêm, nhưng giờ phút này lại có vẻ rất là hòa ái. Tạ ơn sư tôn, La Quân lập tức nói. Hắn cũng không dám nhìn tới Phạm Vô Ngu ánh mắt. Cái này toàn bộ đại điện đều cho La Quân một loại rất cường liệt cảm giác áp bách. Lúc này, Phạm Vô Ngu nói tiếp, La Quân, ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành rất không tệ, cũng cho chúng ta không ngại phe phái tăng thể diện. Đây là ngươi ứng được thưởng, cầm đi đi. Hắn sau khi nói xong, liền để Phạm Vô Tình đưa lên hộp gấm. Phạm Vô Tình mặt không biểu tình, thật đúng là cùng danh tự rất xứng đôi. Hắn liền cầm hộp gấm đưa hiện lên đến La Quân trước mặt. La Quân tiếp nhận hộp gấm, lập tức nói, nhiều tạ ơn sư tôn. Hắn trên miệng đang nói cảm ơn, trong đầu lại là rất lợi hại phiền muộn. Hắn thật sợ bên trong không phải cửu chuyển kim đan, vạn nhất không phải, chính mình sau khi đi ra ngoài lại nói không phải, cái kia chính là muốn chết. Có thể La Quân cũng không tiện ngay trước Vô Ngu sư tôn mặt xem xét bên trong là không cửu chuyển kim đan. La Quân ngẫm lại, thầm nghĩ, đây là thần đế sở ban tặng, lượng cái này Vô Ngu sư tôn cũng không dám dở trò. Vừa nghĩ như thế, hắn cũng liền hơi thoáng an tâm. Đây là ngươi nên được, Phạm Vô Ngu cười nhạt một tiếng, nói ra. La Quân liền bảo trì một cái tôn kính tư thế, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Trong lòng của hắn chỉ khẩn cầu lấy nhanh lên cầm cửu chuyển kim đan, sau đó phủi mông một cái rời đi lấy Không Ngại điện, rời đi thần vực, trở lại Hoa Hạ qua. Mẹ trái trứng, nơi này thật sự là quá làm cho hắn cảm thấy không được tự nhiên cùng áp bách. Lạc Ninh cùng ngươi cùng một chỗ trước đi tìm Tây Nại Pháp Điển, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, sao không thấy nàng trở về? Phạm Vô Ngu lại hỏi. La Quân lập tức nói,
Hồi sư tôn lời nói, Ninh sư tỷ cảm thấy Jerusalem phong quang rất tốt, cho nên nhất thời lưu luyến quên về. Phạm Vô Ngu nói ra, thì ra là thế. Hắn đón đến, lại nói, người trẻ tuổi bên trong, giống người ưu tú như vậy cũng không có nhiều người. Bổn tọa đã có hơn 10 năm không hề thu đệ tử, hôm nay gặp ngươi lại là 10 phần hoan hỉ. Như vậy đi, ngươi ở chỗ này cho bổn tọa dập đầu 3 cái, bổn tọa như vậy thu ngươi làm đồ. 3 cái đầu về sau, ngươi chính là ta thần vực đệ nhị nội môn đệ tử, lấy sau thân phận tôn vinh vô cùng. Này bằng với là lớn lao ban ơn. Nếu là người bình thường nghe được khẳng định hội mừng rỡ như điên. Nhưng cái này một cái chớp mắt, La Quân lại cảm giác được dùng mình. Nếu là không có nghe Lăng Tiền Bối lời nói, La Quân vẫn không cảm giác được đến cái gì. Có thể giờ khắc này, La Quân nghĩ đến Lăng Tiền Bối nhắc nhở. Rất lợi hại hiển nhiên, Phạm Vô Ngu sư tôn là muốn mưu đoạt chính mình nguyên thạch. Lúc đầu, La Quân đã cảm thấy có chút không đúng. Cái này Phạm Vô Ngu đi cũng là cao lãnh phạm, nhưng mới rồi đối với mình như thế hòa ái, hắn nghe đều nổi da gà. Muốn đến, cái này Phạm Vô Ngu vì chính mình nguyên thạch, cũng coi là nhọc lòng. Thế nhưng là, dưới mắt chính mình muốn ứng đối như thế nào? Trực tiếp cự tuyệt sao? Làm sao, ngươi không nguyện ý, Phạm Vô Ngu thanh âm lập tức lạnh xuống. La Quân lập tức ôm quyền khom người nói, hồi sư tôn lời nói, đệ tử đương nhiên nằm mộng cũng nhớ trở thành ngài đệ tử thân truyền, chỉ là đáng tiếc, đệ tử nhưng không có cái này phúc phận. Nói thế nào, Phạm Vô Ngu nhạt lạnh nói ra. Lãnh Vũ Tình ở một bên lại là sắc mặt hơi hơi lo lắng. Cái kia Phạm Vô Tình y nguyên băng lãnh. La Quân liền nói ra, chỉ vì đệ tử từ nhỏ không cha không mẹ, chính là sư phụ ta đem ta thu dưỡng. Tại đệ tử trong lòng, chỉ có sư phụ một người, thực sự không cách nào lại bái người khác làm thầy. Còn mời sư tôn thông cảm đệ tử khó xử chỗ. Phạm Vô Ngu sắc mặt hơi hơi hòa hoãn, hắn nói ra, thế thì cũng không sao, ngươi làm bổn tọa đệ tử thân truyền. Nhưng cũng không ảnh hưởng ngươi cùng sư phụ ngươi quan hệ. Bổn tọa cũng không yêu cầu ngươi thay đổi địa vị. La Quân âm thầm trái tim băng giá, cái này Phạm Vô Ngu như thế đuổi tới phải tự làm đệ tử của hắn, quả nhiên là lang tử dã tâm, rõ rành rành. Lúc đầu nha, chính mình tư chất mặc dù không tệ. Có thể cùng mấy vị này đệ tử thân truyền so ra, vẫn là lạc hậu rất nhiều. Cái này Phạm Vô Ngu mắt cao hơn đầu, như không phải là bởi vì có mưu đồ. Nơi nào sẽ như thế ủy khuất cầu toàn, nhất định phải chính mình khi đệ tử của hắn không thể. La Quân có thể suy ra, một khi chính mình chân thành Phạm Vô Ngu đệ tử thân truyền, hậu quả kia tuyệt đối thê thảm. Sư tôn, La Quân lập tức nói, sư tôn nâng đỡ, đệ tử vô cùng cảm kích. Nhưng gia sư có lưu sư huấn, tuyệt không thể lại bái người khác làm thầy. Như làm trái thề, trời chu đất diệt. Cái kia Phạm Vô Tình lúc này rốt cục mở miệng, hắn nói ra, làm càn. La Quân, ngươi là tu đường lớn người, biết được cái gọi là lời thề, bất quá là cái đau răng chú a. Sư tôn nhiều lần nâng đỡ ngươi, ngươi há có thể lại mà ba không biết tốt xấu. Còn không mau dập đầu bái sư. Đúng vậy a, tiểu sư đệ. Lãnh Vũ Tình cũng nói, bái sư tôn, về sau chúng ta cũng là cùng một cái sư phụ. Sư phụ chỗ này, có ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt, ngươi làm sao ngốc như vậy a? Nàng là thật tâm vì La Quân lo lắng không yên. Lo lắng La Quân đắc tội sư tôn, lo lắng La Quân sẽ chọc cho đến đại họa. La Quân hít sâu một hơi, hắn nói ra, mặc kệ cái khác người đem lời thề khi làm cái gì, nhưng ta tuyệt sẽ không tuân cõng mình đối sư phụ lời thề. Cho dù là đao phủ gia thân, cũng tuyệt không lay được. Lúc này, La Quân nói vô cùng kiên quyết. Lãnh Vũ Tình gấp rậm chân, Phạm Vô Tình sắc mặt càng lạnh. Phạm Vô Ngu sắc mặt cũng rất khó coi, hắn nói ra, đã như vậy. Vậy bản tọa cũng liền tùy ngươi. Hắn chắc chắn sẽ không ép buộc La Quân bái sư, truyền đi, vậy hắn chẳng phải là danh tiếng quét rác. Đi xuống đi, Phạm Vô Ngu vung tay lên, nói ra. La Quân như gặp đại xá, vội vàng nói, đệ tử cáo lui. Sau đó, hắn bay mau rời đi không ngại điện. Lúc này, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, vui sướng đưa ấm. La Quân từng ngụm thở đứng lên, vừa rồi tại không ngại trong điện. Hắn cảm thấy mình thật giống như đưa thân vào tu la địa ngục. Một cái sơ sẩy, liền sẽ đưa tới họa sát thân. Còn tốt, đã trốn ra ngoài. La Quân cảm thấy cái này thần vực là không ở lại được, nhất định phải nhanh lên rời đi. Bất quá, lúc này La Quân vẫn là không nhìn được xuất ra hộp gấm, hắn mở ra hộp gấm nhìn một chút. Hộp gấm kia bên trong lại là nằm 3 khỏa màu đen đan hoàn.
Đan hoàn hào quang màu đen rất là kỳ dị, phía trên có lưu quang vận chuyển. Cẩn thận ngửi, có thể ngửi được một loại như trẻ con mùi thơm ngát. Tuyệt đối thiên đan, tuyệt thế bảo bối a. La Quân trong lòng tảng đá lớn rốt cục hạ xuống. Hắn cảm thấy mình nhất định phải nhanh lên rời đi, không phải vậy Phạm Vô Ngu khẳng định phải dạy cái gì yêu thiêu thân. Chính mình đến rời đi, sau đó nấp kỹ nguyên thạch. La Quân bước nhanh hướng thần vực chỗ cửa lớn đi đến. Nhưng mà, một trận cự biến cố lớn lập tức đánh đến nơi. La Quân đi vào thần vực chỗ cửa lớn, bảo an đã thay ca. Tiến thần vực cần quét hình đôi mắt mật mã, ra ngoài lại không cần. La Quân chính muốn đi ra ngoài, ngay vào lúc này, cái kia hai tên giữ cửa bảo an lại theo động trong tay cái nút, đem đại môn kia đóng lại. La Quân cảm thấy trầm xuống, hắn biết bảo an bất quá là chó giữ nhà, ngay sau đó âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi có ý tứ gì? Cái kia hai tên bảo an nhàn nhạt lạnh lùng quét mắt một vòng La Quân, nhưng không nói lời nào. La Quân thật sự là nghẹn nổi giận trong bụng, tại Phạm Vô Ngu nơi đó bị khinh bỉ thụ áp bách cũng liền a. Đến nơi đây, liền hai bảo vệ đều có thể mặc xác hắn. Như nơi này không phải thần vực, dựa theo La Quân cái này bạo tính khí, đã sớm phát tác. Hắn hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng. Ngay vào lúc này, cái kia trong phòng an ninh đi tới hai tên nam tử. Cái này hai tên nam tử lại là Phạm Vô Ngu hai gã khác đồ đệ, cái này hai tên đồ đệ lại là song bào thai huynh đệ, theo thứ tự là Đồ Lạnh, Đồ Nghèo. Đồ Lạnh, Đồ Nghèo 28 tuổi, hai người bọn họ một thân áo sơ mi đen, diện mục lạnh lùng, trong đôi mắt tràn đầy hàn ý. Hai người này tu vi cũng đã đạt tới hóa thần đỉnh phong. La Quân cũng không nhận ra hai người này, nhưng hắn đã cảm giác được kẻ đến không thiện. Tâm hắn dưới giật mình, nơi đây chính là thần vực. Hai người này chẳng lẽ dám động thủ không thành? La Quân tuy nhiên cảm thấy giật mình, nhưng hắn trên mặt lại là bất động thanh sắc, cũng là lạnh lùng nhìn về phía cái này hai huynh đệ. Vậy đại ca Đồ Lạnh đi vào La Quân trước mặt chạm định, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, thế nào, học trộm tôn đồ, vật liền muốn đi. La Quân sững sờ, sau đó, hắn lập tức liền minh bạch. Hai người này là Phạm Vô Ngu đồ đệ, bọn họ thủ tại chỗ này. Rõ ràng cũng là sớm đã tính toán kỹ. Như chính mình không làm Phạm Vô Ngu đồ đệ, như vậy, bọn họ muốn đi bước thứ hai, vu hãm chính mình. Đây thật là liên tục độc kế, hết thảy đều là vì trong tay mình nguyên thạch. Hỏng bét, La Quân âm thầm nóng nảy, mẹ trái trứng, nguyên thạch còn tại trong tay mình. Đợi chút nữa, Phạm Vô Ngu nói cái này nguyên thạch là hắn. Lão tử là trộm, cái này mẹ nó nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Trong nháy mắt, La Quân tâm tư bách biến, nhưng hắn thủy chung nghĩ không ra một biện pháp tốt tới. Cái kia Đồ Nghèo liền nói, thế nào, tiểu tặc, ngươi là muốn chúng ta động thủ mời ngươi trở về? Vẫn là ngươi chủ động cùng chúng ta trở về. La Quân biết mình động thủ bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ, hắn trầm giọng nói ra, ta cùng các ngươi trở về. Hắn nói xong cũng quay người phía trước đi đầu. Cái kia Đồ Lạnh cùng Đồ Nghèo liền một trái một phải, cưỡng ép ở La Quân. Không cho La Quân mảy may chạy trốn cơ hội. Cũng không lâu lắm, La Quân liền tại Đồ Lạnh cùng Đồ Nghèo cưỡng ép dưới, lần nữa đi vào Phạm Vô Ngu Vô Ngu Điện. Cái kia Phạm Vô Ngu vẫn ngồi ở bảo tọa bên trên, hắn đại đồ đệ Phạm Vô Tình cũng vẫn là ở một bên lạnh lùng nhìn lấy. Mà Lãnh Vô Tình nhìn thấy cái bộ dáng này không khỏi bị kinh ngạc, nàng cũng không hiểu rõ đây là có chuyện gì. Quỳ xuống, ngay vào lúc này, Phạm Vô Tình lạnh lùng quát lớn. La Quân lại là cười lạnh, hướng cái kia cao cao tại thượng Phạm Vô Ngu nói ra, Phạm Vô Ngu, trước đó ta nói ngươi vẫn là cái nhân vật. Hiện tại xem ra, cũng không đủ là cướp gà trộm chó hạng người. Ta đến có hay không trộm ngươi đồ, vật, ngươi so với ai khác tâm lý đều rõ ràng. Không phải liền là làm một khỏa nguyên thạch sao, cho ngươi chính là, hắn sau khi nói xong, trong tay xuất ra viên kia nguyên thạch, hướng phía Phạm Vô Ngu ném qua. Đây cũng là không có cách nào sự tình. La Quân là vạn vạn không nghĩ đến, Phạm Vô Ngu vì viên này nguyên thạch, thế mà liền như thế bị ổi sự tình đều làm được. Ngay vào lúc này, cái kia Phạm Vô Tình đưa tay tiếp được nguyên thạch. Sau đó, hắn cung kính đưa hiện lên cho Phạm Vô Ngu. Phạm Vô Ngu tiếp nhận, hắn đem nguyên thạch trong tay vuốt ve. Sau đó, trong mắt của hắn phát sinh biến hóa, đó là một loại cực độ kinh hỉ. Bất quá, hắn rất tốt che giấu đi. Ta có thể đi sao? La Quân nhìn về phía Phạm Vô Ngu, lạnh lùng nói ra. Phạm Vô Ngu nhàn nhạt nhìn một chút La Quân,
lại là nói với Phạm Vô Tình, này tiểu tặc trộm bổn tọa nguyên thạch, phải làm xử trí như thế nào? Phạm Vô Tình lập tức nói ra, hồi bẩm sư tôn, này tiểu tặc to gan lớn mật, thực sự đáng chết. Bất quá thần đế ở trên, từ trước đến nay công chính nghiêm minh, khi giao cho tài phán sở công chính thẩm phán, đã định chịu tội. Phạm Vô Ngu nói ra, vậy thì tốt, người đem hắn áp cho tài phán sở. Vâng, sư tôn, Phạm Vô Tình mắt không biểu tình trả lời. Gia hỏa này, thật đúng là Phạm Vô Ngu trước mặt một đầu trung thành nhất chó săn. Sư tôn, ngay vào lúc này, Lãnh Vũ Tình đứng ra, nàng nói gấp, sư tôn, là quân hắn niên thiếu không hiểu chuyện, đã trộm đồ đã trả lại, chuyện này coi như a. Phạm Vô Ngu lạnh lùng nhìn về phía Lãnh Vũ Tình, sau đó, hắn đứng dậy liền đi, lại là không thèm để ý Lãnh Vũ Tình. Lãnh Vũ Tình vô cùng nóng nảy, có thể nàng lại không thể làm gì. Cái này một cái chớp mắt, La Quân ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn vẫn cho là Lãnh Vũ Tình bất quá là giả hồn nhiên ngây thơ, chính là Phạm Vô Ngu phái tới mê hoặc chính mình. Hiện tại xem ra, cô bé này lại là không có làm bộ. Tiểu sư đệ, Lãnh Vũ Tình bi thiết nhìn về phía La Quân. La Quân khóe miệng giơ lên, cười nhạt một tiếng, nói ra, không có việc gì, Tình sư tỷ, đại không phải liền là vừa chết, 18 năm về sau, ta vẫn là một trang hảo hắn. Lúc này, La Quân tâm lý vô cùng rõ ràng. Chính mình đại khái là không có đường sống. Phạm Vô Ngu đoạt chính mình nguyên thạch, hắn nhất định phải chính mình chết. Không phải vậy, truyền đi, Phạm Vô Ngu thế mà đoạt một tên ngoại môn đệ tử đồ, vật. Cái kia Phạm Vô Ngu mặt mo là không có địa phương đặt. Cho nên chuyện này, Phạm Vô Ngu là nhất định muốn xử tử chính mình, dùng cái này đến xứng danh. Tuy nhiên, thượng tầng mấy vị sư tôn tâm lý đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mọi người trên mặt mũi lại là nhất định phải muốn làm như thế. Như vậy, chính mình là nhất định phải bị hy sinh. Sau đó, Phạm Vô Tình đem La Quân áp ra Vô Ngu Điện. Lãnh Vô Tình tại Vô Ngu Điện bên trong ngơ ngác. Có đôi khi, giữa người và người duyên phận chính là như vậy kỳ quái. Nàng và La Quân mới quen, có thể nàng đã cảm thấy cùng La Quân đã rất là quen thuộc. Không nói đến những này, La Quân bị Phạm Vô Tình áp giải đến tài phán sở. Tài phán sở chính là Tả Thiên Tông sư tôn trưởng quản. Thiên Tông phe phái là tam đại phe phái cường đại nhất. Mà lại, Lâm Văn Long, Hàng Hành Thiên những người này đều là Thiên Tông phe phái. Mặt khác, còn giống như bỏ sót một ít gì đó. Trình Kiến Hoa cũng là Thiên Tông phe phái. Mà mẹ nó, La Quân cảm thấy mình lần này thật sự là ngày chó, rơi xuống Thiên Tông phe phái trên tay, đó cũng là đừng nghĩ sống. Chờ một hồi, không đúng. La Quân đột nhiên tỉnh ngộ ra một việc. Vì cái gì Phạm Vô Ngu khẳng định như vậy trên tay mình có nguyên thạch? Là, La Quân chợt tỉnh ngộ, mẹ con chim, nhất định là Trình Kiến Hoa đổ chó hoang. Là hắn hướng Phạm Vô Ngu cáo bí. Tài phán sở bên trong cũng là một ngôi đại điện, bất quá tòa đại điện này lại là xâm nghiêm vô cùng, khắp nơi toát ra một loại khiến người ta hít thở không thông trang nghiêm. Đại điện trên cùng là như quan tòa an tỏa cái bàn. Đại điện hai bên là hai hàng cái bàn, đây là cho bồi thẩm đoàn ngồi, mà phía dưới cùng còn có khán đài. Cái này tài phán sở, nghiễm nhiên chính là một cái tòa án. La Quân bị Phạm Vô Tình áp sau khi đi vào, hắn rất nhanh liền nhìn thấy người quen cũ Trình Kiến Hoa. Trình Kiến Hoa trên mặt thương tổn đã khôi phục, hắn cùng hai tên thủ hạ đi lên phía trước. Cái kia hai tên thủ hạ lại là tài phán sở chấp pháp đội thành viên. Chấp pháp đội thành viên tu vi đều là cao thâm mặt chắc. Có thể đi vào chấp pháp đội, đều là thiên tài. La Quân liếc một chút quét tới, liền nhìn ra cái này hai tên chấp pháp đội chính là hóa thần đỉnh phong tu vi. La Quân trong lòng âm thầm thất sắc, Thiên Tông phe phái tùy tiện hai tên chấp pháp đội viên đều là hóa thần đỉnh phong, quá kinh khủng. Hắn cũng minh bạch Trình Kiến Hoa tâm tư, Trình Kiến Hoa là sợ chính mình cá chết rách lưới, dứt khoát đem hắn cho giết. Cho nên Trình Kiến Hoa mới tìm như thế hai tên cao thủ đến hộ giá hộ tống. Vô Tình sư huynh, người tốt, Trình Kiến Hoa lên mỉm cười, nói ra. Cái kia Phạm Vô Tình xưa nay đối với người nào đều là lãnh lãnh đạm đạm, lúc này lại là đối Trình Kiến Hoa ôm quyền cười một tiếng, nói ra, Trình sư đệ, người ta mang cho ngươi tới. Ngươi có thể đến chiếu cố thật tốt. Trình Kiến Hoa mỉm cười, nói ra, đó là đương nhiên, ta nhất định sẽ hảo hảo đến chiếu cố chúng ta vị tiểu sư đệ này. Phạm Vô Tình cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy thì tốt. Ta thì không nói nhiều, cáo từ. Đi thong thả,
Trình Kiến Hoa cũng liền ôm quyền, nói ra. Phạm Vô Tình nói xong cũng đi. Sau đó liền chỉ còn La Quân đối mặt Trình Kiến Hoa. To như vậy tài phán sở trống trải bỏ, có ánh sáng mặt trời từ phía bên ngoài cửa sổ chiếu vào, nhưng lại để La Quân cảm thấy có chút thanh lãnh. Trình Kiến Hoa cười tủm tỉm nhìn về phía La Quân, nói, La Quân, núi không chuyển nước chuyển, không nghĩ tới nhanh như vậy, ngươi thì chuyển tới trong tay của ta. Ngươi nói đây có phải hay không là châm chọc? La Quân ngậm miệng lại, hắn chả có thể nói cái gì đó. Trình Kiến Hoa lại nói, La Quân, ngươi vận khí là ta cuộc đời gặp qua tốt nhất. Điều này nói rõ ngươi là thiên mệnh giả bên trong vương giả. Chỉ tiếc, ngươi không trân quý vận may như thế này. Lời thề bất quá là đau răng chú thôi, ngươi như tại Jerusalem trực tiếp giết ta, hiện tại ngươi như thế nào lại có loại kết cục này? La Quân trong lòng nhìn không được bi thương. Hắn nhìn về phía Trình Kiến Hoa, hắn ở trong nháy mắt này đột nhiên thật có chút hận chính mình. Tại sao muốn dùng cái gọi là nhân nghĩa đến trói buộc chính mình? Trước đó liền nên không để ý lời thề, đem tên này cho giết. Nhất niệm chi nhân, lại là nhất niệm chi nhân. Trước đó trên lôi đài, đối Nhạc Lan Đình nhất niệm chi nhân, kém chút hại chết chính mình. Hiện tại lại là kết cục này. La Quân trong lòng hối hận vô cùng. Muốn giết cứ giết đi, ta không có gì để nói nhiều. La Quân theo rồi nói ra. Trình Kiến Hoa mỉm cười, nói ra, không nóng nảy. Lần này, ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút, người vẫn sẽ hay không có vận khí tốt tới cứu ngươi. Ta thật nghĩ không ra, còn sẽ có cái dạng gì ngoài ý muốn có thể cứu được ngươi. Đây là đang thần vực, vô luận là chúng ta Thiên Tông phe phái vẫn là không ngại phe phái, tất cả mọi người nghĩ ngươi chết. Nơi này là võ học thánh địa, bất kỳ người nào đều không xông vào được tới. Liền xem như Hoa Hạ quân đội, bọn họ cũng không dám đối nơi này động thủ. Huống chi, nơi này vẫn là Los Angeles. Hắn ngừng một lát, còn nói thêm, trước đó có câu nói ngươi không có nói sai, mọi thứ có thể một có thể hai không thể ba. Đây là ta lần thứ ba cùng ngươi giao phong, là ta lần thứ ba giết ngươi, nếu như ta lần này còn giết không ngươi, vậy liền đáng đời tương lai là ta Trình Kiến Hoa chết tại trên tay ngươi. Ta ngược lại muốn xem, lần này, ngươi còn có thể hay không sống sót. La Quân nghĩ không ra mình còn có sống sót cơ hội. Hắn biết, lần này chỉ sợ thật là mình khí số đã hết. Sau đó, Trình Kiến Hoa nhạt lạnh lẽo sau lưng hai tên chấp pháp đội viên nói ra, trước đem hắn giam giữ vào ngục giam bên trong, ba ngày sau đó 12 giờ trưa, sư tôn hội tế bái thần đế, triệu tập bồi thẩm đoàn, cùng các vị sư tôn, công khai thẩm phán cái này cướp gà trộm chó đồ, vật. Cướp gà trộm chó đồ, vật. Trình Kiến Hoa câu nói này nhói nhói La Quân tâm, La Quân làm người làm việc, luôn luôn cúi đầu không thẹn với thiên địa. Nhưng lần này lại bị ấn lên dạng này tội danh, càng nguy hiểm hơn là, hắn bất lực phản kháng, phản bác. Sau đó, cái kia hai tên băng lãnh chấp pháp nhân viên tiến lên đây áp La Quân. La Quân liền mặc cho lấy bọn hắn áp giải vào ngục giam. Tài phán sở ngục giam là xây dưới đất. Thần vực ngục giam cùng đóng băng trừng phạt là một thể. Bất quá đóng băng trừng phạt càng tàn khốc hơn, đó là tối tăm không mặt trời phòng tối. Mà ngục giam tương đối thì rộng lớn một số. Bất quá đồng dạng cũng là tối tăm không mặt trời. Tiến xuống dưới đất ngục giam thời điểm, La Quân tại chấp pháp đội viên áp giải dưới, đi qua thật dài lòng đất bậc thang. Cái kia bậc thang hai bên xuống nước đường ống đã rỉ sét, trong không khí tràn ngập nói không nên lời mùi nấm mốc. Mà lại, sau khi tiến vào, đại môn thì quan bế. Đại môn quan bế về sau, lầu này dai một đường hướng xuống, phảng phất là thông hướng địa ngục. Lầu dai bên trong có trắng như tuyết chướng mắt ánh đèn này tựa như là Nazi thẩm vấn phạm nhân lúc ánh đèn. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương chi ý tràn ngập mà đến. Hết thảy có 200 bậc thang, hạ dai bậc thang về sau, chính là ước chừng 2.000 mét vuông ngục giam. Mỗi một ở giữa ngục giam đều là độc lập. Trung gian hành lang bốn phương thông suốt, mặt đất u ám ẩm ướt. La Quân vừa đưa ra, chỉ nghe thấy vô số lão thử đang bỏ động thanh âm. Cái này ngục giam hoàn cảnh, thật đúng là ác liệt a. Thần vực bên ngoài như thiên đường, nhưng ngục giam lại như địa ngục. La Quân được đưa tới một kiếm ngục giam phía trước, cái kia chấp pháp nhân viên mở cửa. Cửa mở thời điểm, xông vào mũi mùi nấm mốc nhi truyền đến. Hắn nhìn vào bên trong, liền gặp cái này ngục giam chỉ có 10 mét vuông, bên trong chỉ có một cái giường, một cái bồn cầu, ngoài ra, không có vật khác. Đồng thời, tại La Quân chuẩn bị đi vào thời điểm, hai tên chấp pháp nhân viên đối La Quân tiến hành soát người.
trên người hắn 3 hạt cửu chuyển kim đan, điện thoại di động chờ đều bị vô tình lục soát đi. Sau cùng còn có một đạo trình tự, chấp pháp nhân viên tại La Quân trên thân đánh một châm. Cái này về sau, thiết môn quan bế. La Quân liền cùng ngoại giới chính thức ngăn cách. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến chấp pháp nhân viên càng chạy càng xa thanh âm. La Quân trong lòng nói không nên lời uể oải, tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới lại có dạng này một trận đại tai ách chờ đợi mình. Mà lại, vô pháp siêu thoát. Đồng thời, La Quân cảm giác được thân thể càng ngày càng mềm, khí lực đang dần dần mất đi. Hắn không khỏi giật mình, lúc đầu, hắn cho là mình là bách độc bất xâm. Không nghĩ tới dược vật này lợi hại như vậy, vẫn là để chính mình mất đi lực lượng. Lực lượng trôi qua để La Quân càng thêm tuyệt vọng. Hắn quay đầu nhìn hướng phía sau giường sắt, cái kia trên giường vết rỉ loang lổ, trung gian thì một chương tấm ván gỗ. La Quân cũng không chê, quay người thì nằm trên đó. Bởi vì hắn cảm thấy trong thân thể lực lượng trôi qua quá nhanh, dược vật này quá lợi hại. La Quân cảm thấy đứng đấy quá mệt mỏi, nhất định phải nằm mới dễ chịu một số. La Quân nằm xuống về sau, nhắm mắt lại. Trong ngục giam này, ánh đèn đều không có. Thiết môn quan bên trên về sau, trong phòng này vô luận ban ngày hay là ban đêm, đều là tối tăm không mặt trời. La Quân không khỏi bắt đầu nghĩ, lần này chính mình hội có kết cục gì? Là bị phán xử tử hình, vẫn là cả đời cầm tù. Nếu là muốn cả đời cầm tù, còn không bằng chết tính toán. Hẳn là sẽ không là cả đời cầm tù, bởi vì chỉ cần mình còn sống một ngày, cái kia cũng sẽ là Phạm Vô Ngu cùng Tả Thiên Tông bên này một cái vết bẩn. Tả Thiên Tông bên này khẳng định là được chỗ tốt, mới sẽ phối hợp Phạm Vô Ngu. Nói không chừng chính mình đến 3 hạt cửu chuyển kim đan cũng là bị giao nộp qua hiếu kính Tả Thiên Tông. Cửu chuyển kim đan tốt như vậy đồ, vật, cái kia chính là Tả Thiên Tông cũng phải quan tâm. La Quân hít một hơi thật sâu, sau đó lại nặng nặng phun ra một ngụm chọc khí. Cái này một cái chớp mắt, trong lòng của hắn là nản chí. Một người vận khí luôn có dùng hết thời điểm. Có thể chính mình là một cái kẻ vô năng sao, vì cái gì mỗi lần đều muốn theo dựa vào vận khí. Nếu là lúc trước, trực tiếp đem Nhạc Lan Đình trên lôi đài chém giết. Kể từ đó, Nhạc Đại Bằng cũng sẽ không có nhiều như vậy oán khí, có lẽ thì căn bản không có đằng sau sự tình. Về phần cùng cái kia Dương Lăng ân oán, ngược lại là không cách nào tránh khỏi. Bất quá cùng Dương Lăng ở giữa, cuối cùng vẫn là hóa giải không sai biệt lắm. Bây giờ cũng chính là một cái hàng hành thiên, căn bản không đủ gây sợ. Nhưng là, chính mình rơi xuống dưới mắt tình trạng này. Lại là bởi vì đối Trình Kiến Hoa nhất niệm chi nhân. Chính mình trước đó liền trực tiếp không để ý lời thề đem Trình Kiến Hoa giết. Như vậy, Phạm Vô Ngu cũng sẽ không khẳng định chính mình có nguyên thạch, nói không chừng chàng tai nạn này liền không có. Nếu là có cơ hội trốn qua kiếp nạn này, tương lai hành sự nhất định muốn suy đi nghĩ lại, tâm tư kín đáo, đem khả năng nguy hiểm tận khả năng bóp chết tại nảy sinh trạng thái. La Quân nghĩ tới đây, đột nhiên từ giễu cợt cười một tiếng. Còn có cơ hội trốn qua kiếp nạn này sao? Mấy vị thần vực lão đại muốn chính mình chết, người nào có bản lĩnh tới cứu mình? Trừ phi là thần đế hiển linh. Nhưng thần đế hội hiển linh sao? Đem sinh tử đại sự qua ký thác cùng tối tăm thái hư bên trong, quả nhiên là thật đáng buồn a. La Quân càng ngày càng tâm cho. Hắn nghĩ không ra, trăm cây nghìn đắng muốn đi vào thần vực, trăm cây nghìn đắng lấy được Tây Nại Pháp Điển. Sau cùng lại là đem chính mình xa vào đến loại này vạn kiếp bất phục cấp độ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mỗi một giây đối với La Quân tới nói đều là giày vò, tia, a tấn. Loại cảm giác này La Quân ghét cay ghét đắng. Rơi vào đường cùng, La Quân ngồi xuống. Hắn hiện tại khí lực cũng vẻn vẹn cũng là ngồi xuống, đơn giản đi lại. La Quân cảm thấy nơi này để hắn có chút không thở nổi. Mà thống khổ nhất là, căn bản không nhìn thấy tuyệt vọng. Thần vực đại biểu là cái gì? Là quốc tế tính võ học thánh địa. Là thiên hạ chí tôn. Mình tại thần vực trong ngục giam, liền xem như chính mình đột phá đến hóa thần, đột phá đến thần thông 9 tầng, thì tính sao? Vẫn khó thoát khỏi cái chết. Làm người tuyệt vọng không phải khó khăn, mà chính là biết vĩnh viễn không có hy vọng. Câu nói này quả thật không giả. Tại thống khổ như vậy bên trong, La Quân vượt qua một ngày một đêm. Một ngày một đêm qua bên trong, hắn liền con mắt đều không có bế qua, chính là như vậy ngơ ngác. Lạc Ninh tại La Quân vào tù cùng ngày thì thu đến Lãnh Vũ Tình điện thoại. Lãnh Vũ Tình khóc cho Lạc Ninh gọi điện thoại, Ninh sư tỷ, không tốt.
La Quân tiểu sư đệ bị sư phụ giam giữ tiến hắc ngục bên trong. Lạc Ninh hãi nhiên thất sắc, nàng liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Lãnh Vũ Tình thút thít nói ra, sư tôn nói tiểu sư đệ trộm hắn nguyên thạch. Lạc Ninh nghe vậy cơ hồ phẫn nộ phải rời khỏi, nói vớ nói vẩn, cái kia nguyên thạch chính là ta cùng La Quân tìm tới. Chính là Jehovah ước quỹ bên trong đồ vật, làm sao có thể là học trộm tôn? Lãnh Vũ Tình nói ra, nhưng bây giờ chúng ta nên làm cái gì? 3 ngày sau đó, tài phán sở liền muốn đối tiểu sư đệ công khai thẩm ti a xử lý. Cho đến lúc đó, tiểu sư đệ thì chết chắc. Tốt, ta biết, Lạc Ninh nói ra, sau đó, nàng tắt điện thoại. Giờ khắc này, Lạc Ninh lần nữa cảm nhận được sư tôn phạm vô ngu vô sỉ sắc mặt. Càng là vô sỉ a. Thời gian qua rất nhanh. La Quân bị giam giữ tại hắc ngục sự tình cũng không đối ngoại tuyên dương. Trầm Mặc Nùng cũng không có liên hệ La Quân, bởi vì nàng hiện tại cảm giác phải chủ động liên hệ, có chút sốt ruột cửu chuyển kim đan ý vị. Cứ việc trong nội tâm nàng thực cũng rất chờ mong cùng lo lắng. Mà Trầm Phong bọn họ cũng không có liên hệ La Quân. Huống hồ, coi như liên hệ cũng không thể tránh được. Bọn họ lực lượng cũng không có cách nào cùng thần vực chống lại. Liền xem như Trầm Mặc Nùng đối với chuyện này, thực nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thần vực là tại Los Angeles, cũng không phải ở trong nước. Mà lại, thần vực sở dĩ lại ở Los Angeles, cũng là cân nhắc đến quốc gia khả năng tạo thành quản thúc. Ở chỗ này, thần vực cũng là vua không ngai. Lâm Thiến Thiến nếu là biết, đồng dạng không thể làm gì. Trong thiên hạ, không ai có thể quấy rầy trong thần vực chính. 3 ngày sau đó 12 giờ trưa, La Quân tại một vùng tăm tối bên trong, rốt cục nghe được truyền đến tiếng bước chân. Trong 3 ngày này, hắn mỗi ngày cũng là một cái bánh bao, một chén nước. Ăn và ngủ đều trong ngục giam này. Dạng này thời gian, dạng này tuyệt vọng có thể đem bất kỳ một cái nào kiên cường hán tử đánh bại. Cho dù là La Quân, vẻn vẹn qua 3 ngày, hắn tinh thần trạng thái cũng kém tới cực điểm. Dâu ria xồm xoàm, hai mắt vô thần. Cửa sắt lớn mở ra. Mãnh liệt chướng mắt bắn đèn chiếu đến, La Quân không tự chủ được nhắm mắt lại. Tới là 2 tên hắc bào chấp pháp đội viên. Chấp pháp đội viên áp La Quân, đi ra phía ngoài. La Quân ngơ ngơ ngác ngác, hắn không biết dạng này đi bao lâu. Hắn thân thể cơ hồ toàn bộ đều dựa vào tại chấp pháp đội viên trên thân. Đột nhiên, dừng lại. La Quân rốt cục cảm giác được chung quanh tình huống không thích hợp, tựa hồ phá lệ trang nghiêm, túc mục. Tựa hồ nơi này không gian rất lợi hại trống trải, tựa hồ còn có thật nhiều người tại vây xem. Hắn đột nhiên mở to mắt, một sát na này, hắn mới phát hiện mình đi vào tài phán sở thẩm phán trên đại điện. Hắn chỗ đứng là giám sát khu dưới chân là một cái nhô lên sân khấu. Lóa mắt ánh đèn chiếu xạ ở trên người hắn. Lúc này, trên khán đài Lãnh Vũ Tình lòng chua xót rơi lệ. Nàng nhớ kỹ 3 ngày trước La Quân, hắn là như thế khôi hài hài hước, hắn là đẹp trai như vậy khí. Nhưng bây giờ, hắn lại ria mép kéo cặn bã, uể oải suy sụp. Mà Trình Kiến Hoa cũng tại trên khán đài, hắn lạnh lùng nhìn lấy La Quân. Lúc này, trong lòng của hắn bốc lên ra vô cùng khoái ý. Hàng Hành Thiên cũng tới. Hàng Hành Thiên là nghe nói La Quân tình huống cố ý chạy đến. Hắn muốn nhìn La Quân báo ứng. Về phần Tiêu Băng Tình hay là ngu ngốc trạng thái. Hàng Hành Thiên các đệ tử cũng không phải là thần vực đệ tử, cho nên cũng không có tư cách tiến tới nơi này. Bồi thẩm đoàn bên trong. Mấy vị chấp pháp trưởng lão ăn mặc màu trắng áo choàng, sắc mặt nghiêm túc mà dày đặc. Tài phán sở trên cùng, cũng chính là quan tòa vị trí chỗ ở. Cái kia Tả Thiên Tông ăn mặc ngân sắc áo choàng, hắn lại là pháp tướng trang nghiêm. Về phần Ninh Thiên Đô cùng Phạm Vô Ngu thì là ở một bên có chuyên môn ghế dựa. Phạm Vô Ngu một thân trường sam màu xanh, sắc mặt nhạt lạnh. Hắn này tấm cao cao tại thượng bộ dáng, thực sự khiến người ta buồn nôn. Về phần Ninh Thiên Đô sư tôn, Ninh Thiên Đô nhìn mới chừng 30 tuổi, hết sức trẻ tuổi. Hắn lộ ra ôn nhuận nho nhã, mặc trên người màu trắng áo khoác. Tựa như là một vị nho nhã thanh niên tinh anh. Tất cả mọi người đã đến đông đủ. La Quân trong đầu bỗng nhiên hiện lên Trình Kiến Hoa lời nói. Cướp gà trộm chó đồ, vật. Câu nói kia nhói nhói tâm hắn. Ta La Quân xưa nay đỉnh thiên lập địa, tuyệt sẽ không là cướp gà trộm chó hạng người. Ta La Quân. Sinh làm nhân kiệt, chết cũng là hy sinh oanh liệt. Muốn đến nơi này, La Quân đột nhiên thẳng tắp sống lưng. Ánh mắt của hắn dày đặc lạnh lên,
hắn đối xử lạnh nhạt liếc nhìn quá khứ. Bao quát Tả Thiên Tông, hắn cũng lạnh lùng nhìn lấy. Đến giờ này khắc này, Ta La Quân lại còn có cái gì tốt kiêng kỵ, rất sợ hãi. Hắn lạnh lùng liếc nhìn hướng mấy vị chấp pháp trưởng lão, lạnh lùng liếc nhìn hướng Ninh Thiên Đô, Phạm Vô Ngu. Nhìn về phía Phạm Vô Ngu thời điểm, La Quân ánh mắt phá lệ rét lạnh. Phạm Vô Ngu trên mặt lạnh lùng, cảm thấy lại là tức giận cùng giật mình. Giật mình tại người trẻ tuổi này dũng khí. Phạm Vô Ngu trên mặt lạnh lùng, cảm thấy tức giận cùng giật mình. Giật mình tại người trẻ tuổi này dũng khí, tức giận tại người trẻ tuổi này vô lễ. Cái kia thẩm phán trên ghế Tả Thiên Tông cũng hơi hơi kinh ngạc, hắn nói thầm, kẻ này nhìn như tầm thường, nội tâm lại có không gì sánh nổi phong mang. Hôm nay nếu không giết hắn, ngày khác có thể trở thành họa lớn. Trong chớp nhoáng này, Tả Thiên Tông giết La Quân tâm tư kiên cố hơn quyết. Ha ha, La Quân bỗng nhiên lệ cười rộ lên, hắn nhất chỉ Phạm Vô Ngu, nói, Phạm Vô Ngu, người tính là gì sư tôn? Làm một khỏa nguyên thạch, giống như này vu hãm tại ta. Đây cũng là một cái được người kính ngưỡng sư tôn phải làm sự tình. Ngươi cho dù có nguyên thạch lại như thế nào, lấy như ngươi loại này lòng dạ, vĩnh viễn không có ba vị đại đế cùng thần đế thành tựu. Làm càn, ngay vào lúc này, Phạm Vô Tình đứng lên, trong mắt của hắn tuôn ra hàn mang, nghiêm nghị nói, thật nhỏ tặc, đến lúc này, vẫn không quên ăn nói bừa bãi, nói xấu sư tôn. Hôm nay tại cái này tài phán sở, có ngày tông sư tôn, chư vị chấp pháp trưởng lão tới làm thẩm phán, ai đúng ai sai, tự nhiên ti a ra manh mối. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, Phạm Vô Tình, người bất quá là một đầu chó săn, cút xuống đi. Cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn vì ngươi chủ tử L.I.O. ta chân. Phạm Vô Tình nhất thời mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Yên lặng, ngay vào lúc này, Tả Thiên Tông vỗ cái kia kinh đường mộc, lạnh giọng quát. La Quân trong lòng hơi kinh hãi, hắn cũng liền không lại tranh chấp xuống dưới. Thực hết thảy, đều không có gì tốt tranh. Hắn liền nhìn về phía Tả Thiên Tông. Tả Thiên Tông quét La Quân liếc một chút, hắn lần thứ nhất phát hiện có người dám nhìn thẳng hắn ánh mắt, lại không có không tránh né. La Quân trong mắt, đó là một loại chẳng sợ hãi, đỉnh thiên lập địa tinh thần. Tả Thiên Tông trầm giọng nói ra, nơi này là tài phán sở, là thần vực lớn nhất công chính, nghiêm túc phương. Hiện tại, bổn tọa thì ngoại môn đệ tử La Quân ăn cắp Phạm Vô Ngu sư đệ nguyên thạch sự kiện, chính thức bắt đầu thẩm ti a xử lý. Trước hết mời nguyên cáo phương thuyết lời nói. Nguyên cáo phương bên này cũng là Phạm Vô Ngu, bất quá Phạm Vô Ngu lại là lười nhác cùng La Quân đến tranh luận. Phạm Vô Tình đại biểu Phạm Vô Ngu đứng lên, hắn trước hướng Tả Thiên Tông thở dài, sau đó lại hướng mấy vị chấp pháp trưởng lão thở dài. Như thế về sau, mới lên tiếng, Thiên Tông sư tôn, chư vị trưởng lão, sự tình là như thế này. Sư tôn ta một mực có một khỏa nguyên thạch, cái này nguyên thạch cùng với ta sư bên tôn thân đã có 20 năm lâu. Ta khi còn nhỏ đợi, thì từng gặp. Cái kia nguyên thạch luôn luôn cũng là đặt ở Vô Ngu điện bảo tọa bên trên. Bởi vì ta sư tôn có tìm tòi nguyên thạch thói quen. Cùng ngày, sư tôn ta triệu La Quân tiểu tặc này đến đây, bản ý bên trên, sư tôn ta là muốn cho hắn ba hạt cửu chuyển kim đan khen thưởng. Không nghĩ tới, tiểu tặc này lại nói không muốn kim đan, muốn bái sư tôn ta vi sư, muốn trở thành sư tôn ta đệ tử thân truyền. Hắn ngừng một lát, lại cười lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tặc này tư chất bình thường. Sư tôn ta thu đệ tử thân truyền như thế nào lại coi trọng hắn dạng này mặt hàng, thế là không chút do dự thì cự tuyệt. Lại nói, sư tôn ta làm thế nào có thể ham hắn điểm ấy ơn huệ nhỏ. Không nghĩ tới, tiểu tặc này ghi hận trong lòng, hắn nhìn thấy sư tôn thói quen vuốt ve nguyên thạch, thì dậy ác ý. Về sau, chúng ta liền rời đi Vô Ngu điện, tiểu tặc này cũng không biết là lúc nào, đem nguyên thạch trộm đi. Nếu không phải hai ta vị sư đệ đi mau một bước, cái này nguyên thạch thì không tại. Lúc ấy, tiểu tặc này trước tiên cũng là muốn rời đi thần vực, điểm này, cửa bảo an có thể làm chứng. Mà lại, hắn tại sao muốn vội vã rời đi? Điều này nói rõ hắn trộm đồ, hắn là tặc. Câu nói sau cùng phá lệ chói tai. La Quân tâm bị đâm đau nhức. Hắn bị người mắng qua lưu manh, sắc bại hoại, nhưng chưa bao giờ bị người mắng qua là tặc a. Thiên Tông sư tôn, các vị trưởng lão, ta hiện lên thuật hoàn tất. Phạm Vô Tình sau khi nói xong, liền ngồi xuống. Lúc này, Tả Thiên Tông vừa nhìn về phía La Quân, nói ra, bị cáo phương, người có thể vì người chính mình biện chứng. Nơi này có rất nhiều chấp pháp trưởng lão, còn có bổn tọa tại, nếu như ngươi là bị oan uổng, chúng ta sẽ trả ngươi một cái trong sạch.
La Quân trong lòng dấy lên một chút hy vọng, hắn trầm giọng nói ra, Thiên Tông Sư Tôn, chư vị trưởng lão, cái kia nguyên thạch vốn là ta. Chính là ta cùng Lạc Ninh qua tìm Tây Nại Pháp Điển lúc, thuận tiện tìm tới Jehovah ước quỹ. Cái này nguyên thạch cũng là từ Jehovah ước quỹ bên trong lấy ra. Điểm này, Lạc Ninh có thể làm chứng. Lạc Ninh ở đâu? Tả Thiên Tông hỏi. Phạm Vô Tình đứng lên, nói ra, Thiên Tông Sư Tôn, Lạc Ninh sư muội người tại Jerusalem, cũng không trở về. Tả Thiên Tông liền nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi chứng nhân cũng không ở nơi này, bởi vậy, đầu này chứng cứ không thể giữ lời. Ngươi còn có hắn chứng nhân sao? La Quân không khỏi ngẩn ngơ, hắn chả có một cái chứng nhân cũng là Lăng Tiền Bối, nhưng Lăng Tiền Bối chỉ sợ đã qua rất xa địa phương, chính mình đi chỗ nào có thể tìm tới hắn đâu. La Quân không khỏi thở dài. Ngay vào lúc này, một thanh âm truyền vào tới. Nàng nói ra, ta có thể vì La Quân làm chứng, nguyên thạch thật là chúng ta tại Jehovah ước quỹ bên trong lấy ra. Vừa dứt lời âm, một thân màu trắng áo khoác Lạc Ninh đi tới. Nàng nói ra, còn có, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua trên bảo tọa có nguyên thạch. Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua sư tôn ta có cái này mai nguyên thạch. Nàng đón đến, vừa nhìn về phía Lãnh Vũ Tình, nói, Tình sư muội, người thấy qua sao? Lãnh Vũ Tình đứng lên, nàng sợ hãi nhìn một chút Phạm Vô Ngu cùng đại sư huynh. Sau đó, nàng nói ra, ta xác thực chưa từng thấy sư tôn có nguyên thạch. Tình thế đột ngột chuyển, đây là tất cả mọi người không tưởng được. Lạc Ninh đi tới, nàng đứng tại La Quân bên này. Phạm Vô Ngu sắc mặt thủy chung đạm mạc. La Quân nội tâm cuồng hỉ đứng lên, hắn nhìn thấy sinh cơ. Tả Thiên Tông nhân tiện nói, hiện tại mời nguyên cáo phương thuyết lời nói. Phạm Vô Tình đứng lên, hắn nói ra, ta không biết hai ta vị sư muội là bởi vì nguyên nhân gì muốn nói như thế trái lương tâm lời nói, cái này mai nguyên thạch một mực đang bảo tọa bên trên, Thiên Tông sư tôn, ngài là đi qua Vô Ngu điện. Ngài thấy qua không có. Tả Thiên Tông trên mặt bất động thanh sắc, hắn nói ra, bổn tọa xác thực thấy qua. Mà lại, cái này mai nguyên thạch vẫn là bổn tọa năm đó cùng không ngại lão đệ cùng một chỗ tại San Francisco lúc đoạt được. La Quân sắc mặt đại biến. Hắn như bị vào đầu tưới một thùng thấu xương nước đá. Cái này Tả Thiên Tông cùng Phạm Vô Ngu quả nhiên là cấu kết cùng một chỗ a. Phạm Vô Tình lại tiếp tục nói, mà lại, trên bảo tọa vẫn luôn có nguyên thạch ấn ký, điểm này, các vị chấp pháp trưởng lão có thể đi nhìn xem. Hắn đón đến, chuyển hướng Lạc Ninh cùng Lãnh Vô Tình, nói, Lạc Ninh sư muội, Tinh sư muội hai người các ngươi ăn nói bừa bãi, đổi trắng thay đen, đến là mục đích gì? Cái này La Quân cho các ngươi uống gì thuốc mê? Các ngươi thế mà làm ra phản bội sư tôn, nói xấu sư tôn sự tình, thật sự là khiến người ta đau lòng a. Lãnh Vũ Tình nhất thời sắc mặt trắng bệch. Lạc Ninh trầm mặc xuống dưới, nàng cúi đầu xuống. Nàng sợ lúc ngẩng đầu sẽ để cho Phạm Vô Ngu trông thấy trong mắt nàng lửa giận. Bị cáo phương, ngươi có thể nói chuyện, Tả Thiên Tông còn nói thêm. La Quân lạnh lùng nhìn về phía Tả Thiên Tông, nói, ngươi nói láo. Tả Thiên Tông trong mắt hàn mang nở rộ, nói. Bổn tọa nói, câu câu là thật. Hắn đón đến, tiếp tục nói, còn có, cái này tài phán sở, nơi này là lớn nhất công chính địa phương. Mỗi người đều có quyền lên tiếng lực, người có, bổn tọa càng có. Nhưng không có khả năng ngươi nói thì là chân lý, người khác nói tất cả đều là nói láo. Tả Thiên Tông tiếp tục nói, nếu như ngươi không có cái gì cãi lại, như vậy cãi lại giai đoạn liền muốn đến đây là kết thúc, chúng ta tiến vào dưới một giai đoạn, thẩm phán giai đoạn. Hắn không hề cho La Quân phản bác cơ hội, đối các vị chấp pháp trưởng lão nói ra, mời các vị trưởng lão cho ra thẩm phán ý kiến tới. Hết thảy 6 tên chấp pháp trưởng lão, mỗi một tên chấp pháp trưởng lão đều là công tham tạo hóa hạng người. Bọn họ là tài phán sở người, mà Tả Thiên Tông là tài phán sở sở trưởng. Bất quá, bọn họ cũng không thuộc về với Thiên Tông phái hệ người. Tài phán sở các trưởng lão là thuộc về thần đế trực hệ cấp dưới. Cái này cũng là chuyện này. Tại sao muốn công khai thẩm phán nguyên nhân? Nếu như không phải là bởi vì này, Tả Thiên Tông có thể trực tiếp theo Phạm Vô Ngu tự mình ước định cẩn thận, sau đó làm dáng một chút là được. Các chấp pháp trưởng lão bắt đầu xì xào bàn tán. La Quân đứng phá lệ cố hết sức, hắn không biết vẫn sẽ hay không có kỳ tích. Những này các chấp pháp trưởng lão đến có phải hay không Tả Thiên Tông người? Bọn họ có thể hay không tránh thức chủ trì công đạo? Hắn không tự chủ được nhìn về phía Lạc Ninh. Lạc Ninh cũng nhìn về phía La Quân. La Quân nhìn thấy Lạc Ninh ánh mắt rất lợi hại phức tạp, hắn cười nhạt một tiếng, lắc đầu.
đây ý là nói, không trách ngươi, hết thảy đều không trách ngươi. Cái này một cái chớp mắt, Lạc Ninh hốc mắt đỏ lên, nước mắt tràn mi mà ra. La Quân tại nàng sinh mệnh bên trong, là đặc thù nhất tồn tại. Hắn là nàng duy nhất nam nhân. Mặc kệ lúc ấy tình huống như thế nào, nhưng hai người thật là phát sinh tiếp xúc da thịt. Bất quá điểm này, Lạc Ninh cũng không thèm để ý. Đối với nàng tới nói, thân thể bên trên sự tình đều là xương mai uống nước, phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng là, La Quân nhưng mỗi lần tại sinh tử thời khắc, mỗi lần đều là bởi vì chính mình mà lâm vào mức độ này. Nhưng hắn mỗi lần đều là như thế này thoải mái cười một tiếng, không có chút nào quở trách. Đồng thời, La Quân quay đầu nhìn một chút Lãnh Vũ Tình. Hắn đối Lãnh Vũ Tình là cảm kích, chính mình cùng nữ hài nhi này bèo nước gặp nhau, nàng lại là thật tâm đợi chính mình tốt. Lãnh Vũ Tình nhìn thấy La Quân cười một chút, nàng càng thêm lòng chua xót. Liền cũng tại lúc này, các chấp pháp trưởng lão thương lượng song song. Đại trưởng lão Lý Bắc Minh đứng lên. Đại trưởng lão này một thân hắc bào, công pháp mượt mà. Hắn hắc bào tại không gió tình huống dưới cũng có thể tự nhiên phiêu giật, đây đều là hắn tự thân khí chàng quá mạnh duyên cớ. Lý Bắc Minh nhìn về phía Tả Thiên Tông, hắn nói ra, chúng ta ý kiến nhất trí chính là, ngoại môn đệ tử La Quân trộm cắp nguyên thạch là thật, đề nghị tử hình. Sau đó, hắn nói xong liền ngồi xuống. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cảm giác mình trên thân khí lực bị hoàn toàn rút sạch. Quả nhiên là không có kỳ tích a. Lạc Ninh cùng Lãnh Vũ Tình đều là thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, các nàng nói không nên lời một câu. Cái kia Hàng Hành Thiên tại trên khán đài lạnh lùng nhìn lấy, hắn thầm nghĩ, đại khái đây chính là báo ứng đi. Bây giờ tài phán sở các vị trưởng lão cũng đồng ý, vậy chuyện này cũng là ván đã đóng thuyền. Dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Cái này La Quân, chết chắc. Trình Kiến Hoa trên tay thói quen chuyển động pháp giới. Cái này pháp giới đối với hắn cảm ứng bốn phía từ trường có trợ giúp rất lớn, hắn hiện tại vô ý thức liền sẽ chuyển động pháp giới. Giờ khắc này, nhìn thấy La Quân cái này địch nhân vốn có rốt cục đi đến tránh thức tuyệt lộ. Trình Kiến Hoa buông lỏng một hơi, đồng thời lại hơi xúc động. La Quân dù sao cũng là một cái giá trị phải tôn trọng đối thủ, chính mình sau cùng lại không phải dùng quang minh chính đại thủ đoạn đánh giết hắn, ngược lại là dùng loại thủ đoạn này. Cái này khiến Trình Kiến Hoa cảm thấy không phải quá sảng khoái. Cùng lúc đó, Tả Thiên Tông nói, toàn thể đứng dậy. Tất cả mọi người đứng lên. Tả Thiên Tông nghiêm nghị nói ra, bổn tọa tuyên bố, vốn nên án ngoại môn đệ tử La Quân ăn cắp phạm vô ngu sư tôn nguyên thạch là thật, phán xử tử hình. Tức thời xử quyết, hắn sau khi nói xong, lại nói, mời chấp pháp đội viên đem nghi phạm nhanh chóng áp gây nên hình phạt đài, tử hình phạt đội viên xử quyết. Tả Thiên Tông sau khi nói xong, lập tức ký tên thủ lệnh. Hai tên hắc bào chấp pháp đội viên ầm vang xác nhận, lập tức đi trước áp giải La Quân. La Quân tại thời khắc này ngược lại bình tĩnh trở lại, hắn không có đại hống đại khiếu, không có hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Hắn chỉ là đối xử lạnh nhạt liếc nhìn toàn trường, sau cùng cười ha ha, cái gọi là thần vực, cái gọi là tài phán sở, ha ha. Không gì hơn cái này, thần đế, ngươi cũng không gì hơn cái này. Thủ hạ ngươi, toàn bộ đều là mặt hàng này. Người chỗ hấp thu tín ngưỡng lại có thể cường đại đi nơi nào? Ha ha ha! Tả Thiên Tông đám người sắc mặt lập tức biến, cái này La Quân lá gan thực sự quá lớn, thế mà liền thần đế cũng dám nghi vấn. Lạc Ninh cùng Lãnh Vũ Tình nhìn lấy đây hết thảy phát sinh, các nàng cũng vô lực qua ngăn cản. Tại cả cái thần vực trước mặt, hai người bọn họ lực lượng thật sự là quá yếu ớt. Huống chi, Lãnh Vũ Tình tuy nhiên đối La Quân có hảo cảm, nhưng cũng còn chưa tới có thể vì La Quân đi chết cấp độ. Sẽ không còn có kỳ tích a. Trình Kiến Hoa hờ hững nhìn lấy, lẩm bẩm nói, người rốt cục có thể đi chết đi. Thế nào biết đúng lúc này, một đạo uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Dừng tay. La Quân nghe được cái thanh âm này lúc, hắn thần hồn run rẩy, đè nén không được nội tâm cuồng hỉ. Bởi vì cái này thanh âm thình lình chính là, Lăng Tiền Bối. Bọn chuột nhắt phương nào giả thần giả quỷ, cút ra đây. Phạm Vô Tình cái thứ nhất quát lạnh nói. Một thân tuyết áo khoác trắng, nhìn tựa như là 9 ngày tiên nhân Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng xuất hiện. Lăng tiên sinh vẫn là như thế ôn nhuận như nước, sắc mặt hắn bình tĩnh, nhàn nhạt nhiều đi vào tài phán sở đại điện, sau cùng đứng tại trong đại điện. Tả Thiên Tông, Ninh Thiên Đô, Phạm Vô Ngu ba người sắc mặt đại biến, các chấp pháp trưởng lão sắc mặt đại biến. Còn có một số thần đế thân truyền nội môn đệ tử cũng là biến sắc.
mà Phạm Vô Tình những người này lại không biết, nào biết đây là cái gì quỷ a. Bất quá, Phạm Vô Tình từ các sắc mặt người biến hóa bên trong cũng biết người này cũng không đơn giản. Lăng Tiên Sinh nhàn nhạt nhìn về phía Phạm Vô Tình, nói, người mới vừa nói ai là bọn chuột nhắt. Ta sao? Lăng Tiên Sinh lời nói nhàn nhạt, Phạm Vô Tình lại khẩn trương khắp khuôn mặt là mồ hôi. Hắn nói không nên lời một câu. Ha ha, Lăng Tiên Sinh cười to, nói, ta nếu là bọn chuột nhắt, như vậy người cái này trông thấy ta thì nói không ra lời oát con lại tính là thứ gì. Phạm Vô Ngu hít sâu một hơi, hắn đứng lên, nói ra, Lăng Sư Huynh, ngươi là tiền bối, là công tham tạo hóa nhân vật. Dạng này đến khi phụ một tên tiểu bối, không tốt ra. Lăng Tiên Sinh nhạt lạnh nhìn về phía Phạm Vô Ngu, nói ra, Phạm Vô Ngu, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói với ta câu nói này. Ngươi đường đường thần vực sư tôn cấp bậc nhân vật, thế mà ham một cái ngoại môn đệ tử Nguyên Thạch, còn cùng Tả Thiên Tông những người này đến cùng một chỗ vu hãm La Quân. Ngươi xứng làm sư tôn sao? Dưới đài xôn xao. Phạm Vô Ngu lệ quát một tiếng, nói, làm càn. Lăng Tiên Sinh cười ha ha một tiếng, nói ra, Phạm Vô Ngu, ta nhìn ngươi nhiều năm như vậy sống an nhàn sung sướng, khi sư tôn là khi ngốc a. Lão tử giáo huấn ngươi vài câu, ngươi lại dám nói là làm càn, cũng là đập ngươi lại như thế nào. Hắn nói vừa xong, đột nhiên lăng không vung tay lên. Ba một tiếng. Một cái thanh thúy cái tát vang lên. Phạm Vô Ngu mặt già bên trên xuất hiện một cái rõ ràng dấu bàn tay. Cái này một cái chớp mắt, La Quân trong lòng kêu to thống khoái. Lăng Tiên Sinh nhàn nhạt nhìn về phía Phạm Vô Ngu, nói ra, hiện tại ta có phải hay không càng làm càn. Phạm Vô Ngu trong mắt lóe lên cực đoan lửa giận, hắn qua nhiều năm như vậy thật là cao cao tại thượng, chưa từng nhận qua dạng này vũ nhục. Nhưng hắn lại sợ hãi trước mắt Lăng Tiên Sinh. Cái này Lăng Tiên Sinh chính là trong truyền thuyết Trung Hoa Đại Đế. Năm đó hắn cùng Ma Đế, Tu La Đại Đế rong ruổi ngang dọc thời điểm, hắn Phạm Vô Ngu bất quá là cái tiểu bối mà thôi. Lăng Tiên Sinh gặp Phạm Vô Ngu không dám động thủ, hắn lại lạnh lùng nhìn về phía Tả Thiên Tông, còn có mấy vị chấp pháp trưởng lão. Tả Thiên Tông, làm sao, nhìn thấy sư huynh ta không biết muốn tới chắp tay bái kiến sao? Lăng Tiên Sinh nhạt lạnh nói ra. Cái kia Lý Bắc Minh lại trước đứng lên, từ tốn nói, Trần Lăng, nhiều năm không thấy. Nghĩ không ra ngươi vẫn là cái này tính tình nóng nảy a. Lăng Tiên Sinh cười nhạt một tiếng, nói, Lý Bắc Minh, ngươi ngồi xuống trước, ngươi hôm nay sở tác sở vi cho thần đế mất mặt. Ta đợi chút nữa lại tìm ngươi tính sổ sách. Hắn sau khi nói xong xông Tả Thiên Tông nói, Tả Thiên Tông, lăn xuống tới. Tả Thiên Tông ánh mắt thăm thẳm, nói ra, Lăng Sư Huynh, ngươi mặc dù là chúng ta Sư Huynh, nhưng cũng không phải chúng ta trưởng bối, mà lại, tại cái này tài phán sở bên trong. Ta mới là sở trường. Ngươi hành vi, thật là càng quy củ. Bổn tọa niệm tình ngươi chính là sư huynh, hiện tại không cùng ngươi truy cứu, ngươi đi đi. Lăng Tiên Sinh lắc đầu, nói ra, xem ra các ngươi bọn này giếng chi con ếch thật đúng là tự cho là đúng, vô pháp vô thiên. Ta nói lại lần nữa xem, lăn xuống đến. Không xuống, ngươi lại nên làm như thế nào? Tả Thiên Tông lửa giận bay thẳng, đột nhiên đứng lên. Cái kia Phạm Vô Ngu ở một bên lập tức cũng đứng lên. Bước nhanh vọt đến Lăng Tiên Sinh sau lưng. Hắn lạnh lùng nói ra, chư vị chấp pháp trưởng lão, Thiên Đô Sư Huynh, cái này Trần Lăng cuồng vọng vô lễ, hôm nay đại náo tài phán sở, hoàn toàn không đem sư tôn thần đế để vào mắt, không đem chúng ta để vào mắt. Mọi người cùng nhau đem bắt giữ hắn, lại từ tài phán sở đối với hắn thẩm phán. Lý Bắc Minh chờ mấy vị trưởng lão liền ầm vang đứng lên. Cái kia Ninh Thiên Đô đứng lên, hắn lại là nói ra, chư vị. Lăng Sư Huynh ngày đó tại ta có chỉ điểm tri ân. Hôm nay chư vị như muốn đối phó Lăng Sư Huynh, không thể nói được, ta Ninh Thiên Đô liều chết cũng phải tương trợ Lăng Sư Huynh. Phạm Vô Ngu bọn người không khỏi hơi biến sắc. Lăng Tiên Sinh nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói ra, Thiên Đô, ta không nhìn lầm ngươi. Bất quá, hôm nay không cần ngươi xuất thủ, tuy nhiên hôm nay ta bất quá là nhất tôn thân ngoại hóa thân ở chỗ này. Nhưng là cái này mấy tiểu bối, ta còn không để vào mắt. La Quân cả đám không khỏi ngây người. Tình huống như thế nào? Thân ngoại hóa thân. Nói cách khác, đây không phải Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng bản thể. La Quân thầm nghĩ, ta dựa vào, Lăng tiền bối một bộ thân ngoại hóa thân liền đã vô địch. Nếu như bản thể hắn đi ra, cái kia còn đến. Tả Thiên Tông không để ý tới hắn, trực tiếp đối Lăng Tiên Sinh xuất thủ. Hắn lòng bàn tay hướng lên trời, trong lòng bàn tay đột nhiên thêm một cái thái cực phù ấn.
Cái này thái cực phù ấn chính là đặc thù vải vóc chế tác, phía trên phù ấn có thượng cổ đại năng tinh huyết tồn tại. Có thể hỏa tốc dung hợp từ trường chi lực. Tả Thiên Tông đối đầu Lăng Tiên Sinh, xuất thủ cũng là tuyệt chiêu, thái cực âm dương giết. Chỉ gặp Tả Thiên Tông trong tay quang mang chớp động, trong nháy mắt từ trường quấy. Tiếp theo, Tả Thiên Tông đột nhiên hướng Lăng Tiên Sinh lăng không đánh ra nhất trường. Trong chốc lát, cái kia thái cực âm dương giết như tràn đầy đao nhận hình cầu, hình xoắn ốc đụng giết mà đến. Cái này có lực lượng kinh khủng có thể đem sắt thép trong nháy mắt rảo sát thành phấn vụn. Cùng lúc đó, Lý Bác Minh cũng thi triển ra càn khôn chỉ lực. Hắn pháp bảo chính là càn khôn ngọc xích, một chỉ điểm ra, một đạo càn khôn kiếm tức điên cuồng rảo giết tới. Mà Phạm Vô Ngu cũng xuất thủ. Phạm Vô Ngu trong tay chính là huyền đô ly địa diễm quang kỳ. Đạo này cờ xí tại Phạm Vô Ngu pháp lực thôi động dưới, như lưu quang chảm giết tới. Các đại chấp pháp trưởng lão toàn bộ đồng loạt ra tay, pháp bảo ra hết. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cùng một đám đệ tử toàn bộ nhìn mắt trợn tròn. Trận chiến đấu này đã giống như là thượng cổ thần thoại chiến đấu, hoàn toàn là bọn họ không thể lý giải. Lăng Tiên Sinh bị trùm tại pháp bảo trung ương, đây là một cái tuyệt sát chi trận. Hắn là tại pháp trận trong van xin. Hơi chút vô ý, liền sẽ bị rảo sát thành phấn vụn. Liền cũng tại lúc này, Lăng Tiên Sinh thân thể đột nhiên phiêu tán. Hừ, bọn tiểu bối, chỉ bằng các ngươi cũng dám đến động thủ với bản tọa. Lăng Tiên Sinh thanh âm truyền đến. Sau đó, thân thể của hắn hóa thành màu đen mây khói. Hắn tôn này thân thể vốn cũng không phải là thân thể, chính là thân ngoại hóa thân. Cùng loại thần hồn tồn tại. Cái kia màu đen mây khói đột nhiên hướng không trung bay đi. Sở hữu pháp bảo kiếm quang lập tức truy sát tới. Lúc này, cái kia màu đen mây khói đột nhiên hóa thành ngôi sao đầy trời. Trong một chớp mắt, ngôi sao quấy, toàn bộ hội tụ vào một chỗ hình thành một cái vòng xoáy. Linh hồn lốc xoáy. Đây là Lăng Tiên Sinh tự sáng tạo một đại sát chiêu, chính là có thể đem người linh hồn đều xé rách ra ngoài. Cái kia linh hồn lốc xoáy giống như hư giữa không trung hắc động. Đây là Lăng Tiên Sinh đại tự tại bản thể ở trong hư không quan sát hắc động về sau, tiến hành để luyện ra. Trong chớp mắt, sở hữu pháp bảo kiếm khí toàn bộ bị cuốn vào linh hồn lốc xoáy bên trong. Sau đó, sở hữu pháp bảo, kiếm khí đều bị rảo thành phấn vụn, trở thành linh hồn lốc xoáy một bộ phận. Cùng lúc đó, La Quân đứng cách cái kia linh hồn lốc xoáy có chút khoảng cách, nhưng hắn đều cảm giác được ẩn ẩn có loại sức mạnh tại lôi kéo, tựa hồ có loại muốn đem chính mình thần hồn lôi ra bản thể cảm giác. Thật là khủng khiếp linh hồn lốc xoáy. Tả Thiên Tông bọn người thấy thế cùng nhau thất sắc. Sau đó, linh hồn lốc xoáy biến mất, Lăng Tiên Sinh khôi phục bản thể. Hắn đối xử lạnh nhạt liếc nhìn mọi người, nói ra, các ngươi cho là ta chỉ là các ngươi sư huynh, nghĩ đến đám các ngươi cùng ta bất quá là một cộng một chênh lệch. Nhưng các ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu, khi các ngươi tránh thức đến độ cao nhất định về sau, chỗ lực lượng tăng trưởng tuyệt không còn là một cộng một tăng trưởng. Cho nên ta nói, các ngươi đám người này bây giờ sẽ chỉ mù quáng tự đại, tự cho là đúng. Lấy các ngươi loại này cướp gà trộm chó tâm tư, nghĩ cũng đừng nghĩ nhòm ngó tránh thức đại đạo. Tả Thiên Tông bọn người một câu đều nói không nên lời, bọn họ sắc mặt trắng bệch trắng bệch. Lăng Tiên Sinh nói lần nữa, lúc đầu, theo ta tính tình, liền đem bọn ngươi đám người này toàn bộ cho giết. Nhưng là, hư giữa không trung còn có tối tăm thần đế ở trên. Các ngươi thay hắn trưởng quản thần vực, nếu là đem bọn ngươi đều giết, thần đế khó tránh khỏi sẽ đối với ta có cái nhìn, ta không thể không cho thần đế mặt mũi này. Hắn trong lời nói, đối thần đế không phải kính sợ, mà là một loại ngang hàng luận giao. Phạm Vô Ngu, nguyên thạch giao ra đây cho ta. Lăng Tiên Sinh nhìn về phía Phạm Vô Ngu. Phạm Vô Ngu đối mặt Lăng Tiên Sinh áp lực, lúc này hắn một câu cũng nói không nên lời. Hắn sau một hồi khá lâu, đem nguyên thạch lấy ra. Lăng Tiên Sinh khẽ vươn tay, cái kia nguyên thạch liền bay đến trong tay hắn. Hắn nói ra, cái này nguyên thạch chính là Jehovah ước quý bên trong đồ, vật, Phạm Vô Ngu, bằng ngươi bản sự cũng là tham không thấu. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng có lại đánh cái chủ ý này. Hắn đón đến, vừa nhìn về phía Ninh Thiên Đô, nói ra, Thiên Đô. Ninh Thiên Đô cái này mới hồi phục tinh thần lại, hắn đi tới, nói, sư huynh mời nói. Lăng Tiên Sinh nói ra, năm đó ta nhìn ngươi, liền biết ngươi lớn nhất chính trực. Hôm nay, cái này là quân tiểu huynh đệ bị ta như thế nháo trò, hắn tại không ngại phe phái tự nhiên cũng không tiếp tục chờ được nữa. Về sau, ngươi liền đem hắn thu vào môn hạ, ngươi xem coi thế nào.
Ninh Thiên Đô vội nói, sư huynh phân phó, Thiên Đô tự nhiên là vui lòng. Chỉ là chỉ sợ không ngại sư huynh hội không đồng ý. Lăng Tiên Sinh liền nhìn về phía Phạm Vô Ngu, nói, người có ý kiến gì không? Phạm Vô Ngu lúc này lại nào dám có ý kiến, hắn rủ xuống đôi mắt, nói ra, hết thảy nhưng bằng sư huynh ngươi an bài. Lăng Tiên Sinh hướng Ninh Thiên Đô cười một tiếng, nói ra, hắn nói không có vấn đề. Ninh Thiên Đô nhân tiện nói, đúng. Tiền bối, ngay vào lúc này, La Quân cũng mở miệng. Lăng Tiên Sinh nhìn về phía La Quân, hắn mỉm cười, nói, tiểu huynh đệ, ta đến còn không tính quá trễ à. La Quân nói ra, ngài ân cứu mạng, vãn bối vô cùng cảm kích. Lăng Tiên Sinh nhàn nhạt nhiều cười một tiếng, nói ra, việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến. Giờ này khắc này, trên khán đài, tâm tư phức tạp nhất hẳn là thuộc Trình Kiến Hoa. Trình Kiến Hoa nhưng nói là tâm cho như chết, hắn không có nghĩ đến cái này La Quân, hắn vận khí thế mà tốt đến trình độ này. Cũng là tại dạng này tuyệt cảnh dưới, hắn y nguyên được cứu. Hơn nữa còn trèo lên Trung Hoa Đại Đế đại nhân vật như vậy. Ta lần thứ ba giết La Quân mà không chết, về sau không thể sẽ cùng hắn đối nghịch, không phải vậy liền thực biết bị đến họa sát thân. Đây là Trình Kiến Hoa trong nháy mắt ngộ ra đến huyền cơ. Cái kia Hàng Hành Thiên cũng mắt trợn tròn, hắn trong nháy mắt này, trong lòng cũng không dám lại có xuống tay với La Quân tâm tư. Giờ phút này La Quân tự nhiên không biết những người này phức tạp tâm tư, hắn chỉ nói là nói, tiền bối, vãn bối còn có việc muốn nhờ. Ngươi nói, Lăng Tiên Sinh lộ ra rất là ôn hòa. La Quân nói ra, vừa rồi Lạc Ninh sư tỷ cùng Lãnh Vũ Tình tiểu muội đứng ở ta nơi này một bên vì ta nói chuyện, lấy Phạm Vô Ngu có thù tất báo tính cách, ta chỉ sợ các nàng thời gian về sau cũng không dễ chịu. Khẩn cầu ngài để Thiên Đô sư tôn thuận tiện đưa các nàng cũng thu về môn hạ. Lăng Tiên Sinh nói, người muốn cũng coi như chu toàn. Hắn nói ra, thuận tiện còn có người cái kia thê tử cùng mấy vị huynh đệ, ta nhìn đều không thích hợp đợi tại Phạm Vô Ngu môn hạ. Cùng một chỗ toàn bộ đến Thiên Đô môn hạ đi. Ninh Thiên Đô thủ hạ trong nháy mắt muốn nhiều ra nhiều như vậy hắn tướng, hắn tự nhiên là hoan hỉ. Bất quá hắn cũng không dám biểu hiện rất rõ ràng lộ ra, nói ra, sư huynh, cái này. Lăng Tiên Sinh lại lần nữa nhìn về phía Phạm Vô Ngu, nói, có thể chứ. Phạm Vô Ngu trong mắt lóe lên cực độ tức giận, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống qua. Hiện tại cũng là Tả Thiên Tông lợi hại như vậy nhân vật, cùng mấy vị chấp pháp trưởng lão đều thành người câm. Hắn thì phải làm thế nào đây? Có thể, Phạm Vô Ngu cắn răng nói ra. Lăng Tiên Sinh nhân tiện nói, tốt, cái kia cứ như vậy định. Sau đó, hắn lại nói với La Quân, há mồm. La Quân lập tức há mồm. Lăng Tiên Sinh bắn ra một giọt máu tới. Viên này huyết châu rất nhanh bay vào La Quân miệng bên trong, huyết châu vào cổ họng, hắn chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực chi ý trong nháy mắt đốt lượt toàn thân. Trong thân thể khí huyết đi theo bắt đầu sôi trào lên. Tất cả lực lượng ở trong chớp mắt khôi phục. La Quân trong mắt tuôn ra tinh quang đến, hắn rốt cục sống tới. Mà lúc này, Lạc Ninh cùng Lãnh Vũ Tình cũng là tâm tư phức tạp. Hai người cũng không phản đối đến Ninh Thiên Đô môn hạ. Lạc Ninh từ không cần nhiều lời. Mà Lãnh Vũ Tình vốn là rất sùng bái Phạm Vô Ngu sư tôn. Nhưng mấy ngày nay, La Quân sự kiện cho nàng rất lớn bóng mờ. Nàng nhìn thấy Phạm Vô Ngu cùng đại sư huynh Phạm Vô Tình bị ổi vô sỉ. Dạng này không ngại phái là nàng không muốn đợi tiếp nữa. Làm phiền các ngươi, đem ta cửu chuyển kim đan trả lại cho ta. La Quân lúc này từ trên đài nhảy đi xuống. Hắn nhìn về phía Tả Thiên Tông, nói ra. Tả Thiên Tông cảm thấy không khỏi thịt đau, hắn cùng Phạm Vô Ngu đạt thành hợp tác điều kiện chính là, ba hạt cửu chuyển kim đan về hắn. Hiện tại, hắn nhưng lại không thể không trả lại ra ngoài. Tả Thiên Tông tâm lý đối Phạm Vô Ngu một vạn cái con mẹ ngươi, hắn trên mặt bất động thanh sắc, chỉ là nói, chấp pháp đội viên ở đâu. Lập tức có chấp pháp đội viên đi ra. Đem cửu chuyển kim đan trả lại, Tả Thiên Tông nói ra. Vâng, sư tôn. Ba hạt cửu chuyển kim đan rất nhanh liền trở lại La Quân trên tay, La Quân thở phào một hơi. Cái này về sau, Lăng Tiên Sinh liền nói ra, chúng ta đi. La Quân, Lạc Ninh, Lãnh Vũ Tình cùng Ninh Thiên Đô đều theo ở phía sau. Thuộc về Thiên Đô phe phái đệ tử cũng đều theo ở phía sau. Một đoàn người rất nhanh liền ra tài phán sở. Lúc này là 1 giờ chiều. Ánh nắng tươi sáng mà chướng mắt. Nhưng cái này một tháng phần ánh sáng mặt trời là ôn nhu, cũng là thích hợp nhất phơi tắm nắng. La Quân đứng dưới ánh mặt trời,
mấy ngày nay kinh lịch với hắn mà nói là tuyệt đối khắc cốt ghi tâm, hắn chịu đủ tuyệt vọng cùng bất lực. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, tuyệt không cần để cho mình ở vào dạng này tình trạng. Lúc này, Ninh Thiên Đô đối Lăng Tiên Sinh cung kính nói ra, sư huynh, nếu không ngài đến ta Thiên Đều Điện qua ngồi một chút. Lăng Tiên Sinh khoát khoát tay, nói ra, không cần, ta cái này muốn đi. Ninh Thiên Đô không khỏi giật mình, nói, nhanh như vậy muốn đi. Lăng Tiên Sinh nói ra, không đi không được, nếu không phải vì La Quân tiểu huynh đệ sự tình, ta sớm đi. Ta đại tự tại bản thể nguyên thần ở trong hư không gặp được một chút phiền toái, ta nhất định phải tiến đến tụ hợp, mới có thể giúp giải nạn. Ninh Thiên Đô bừng tỉnh đại ngộ, nhân tiện nói, vậy ta tiễn ngài một chút. Lăng Tiên Sinh mỉm cười, nói, không cần, ta có mấy câu bàn giao La Quân tiểu huynh đệ, sau đó muốn đi. Ninh Thiên Đô thấy thế nhân tiện nói, vậy được rồi. Ngay sau đó, Lăng Tiên Sinh thì nói với La Quân, tiểu huynh đệ, đi theo ta đi. La Quân đối Lăng Tiền Bối vô cùng cảm kích, nghe vậy hắn liền nói, vâng, Tiền Bối. Hắn sau đó lại hướng Ninh Thiên Đô chắp tay, nói, sư tôn, đệ tử sau đó lại hướng ngài được quỳ bái đại lễ. Ninh Thiên Đô mỉm cười, nói ra, không cần khách khí như vậy, ta không phải phạm vô ngu, người không cần đến để ý như vậy cẩn thận. La Quân trong lòng thoáng buông lỏng. Sau đó, La Quân liền cùng Lăng Tiên Sinh đi. Hai người trực tiếp ra thần vực, ngay tại đầu kia Hương Sơn trên đại đạo hành tẩu. Hương Sơn trên đại đạo rơi diệp phiêu linh, dương quang phổ chiếu, ngô đồng thụ hương tùy phong trận trận bay tới. Nơi này phong cảnh lại là cực kỳ mỹ lệ, tràn ngập nói không nên lời tình thơ ý họa. La Quân không khỏi nói ra, tiền bối, ngài là tính ra ta có cái này một khó, cho nên mới không đi đúng không? Lăng Tiên Sinh cười một tiếng, nói ra, xem người xem khí, trước người ấn đường biến thành màu đen, thân thể có sát khí, chính là đại kiếp buông xuống. Bất quá, người trong kiếp số mang theo tử khí, đây là hóa hung vì cát hiện ra. La Quân nói ra, ngài xuất thủ, tự nhiên là hóa hung vì cát. Lăng Tiên Sinh nói ra, không sai, thật là ta xuất thủ duyên cớ, nhưng trước đó, ta không thể bởi vì trông thấy hóa hung vì cát, đã cảm thấy có thể an tâm rời đi. Cái này bên trong nhân quả quan hệ, rất là vi diệu. La Quân nói ra, vẫn là muốn đa tạ tiền bối ngài cứu giúp. Lăng Tiên Sinh nói ra, dư thừa lời khách sáo, chúng ta liền không nói. Nếu chỉ là thuần túy vì ngươi cảm tạ, ta cũng không cần phí những này trắc trở. La Quân nói ra, vãn bối lắng nghe tiền bối dạy bảo. Lăng Tiên Sinh cười cười, nói ra, ngươi là một hạt rất tốt hạt giống. Cho nên, ta nguyện ý ở trên thân thể ngươi dưới chút công phu, có lẽ tại tương lai, ngươi xảy ra bất ngờ trưởng thành một gốc đại thụ che trời, đây là rất thú vị. Hắn đón đến, lại nói, còn có, La Quân tiểu huynh đệ, tiếp đó, ta muốn đi. Ta muốn đi cùng ta đại tự tại bản tôn nguyên thần tụ hợp, bản tôn nguyên thần bây giờ ở trong hư không bị dòng chảy vẫn thạch vây khốn, vô pháp xông phá. Ta chuyến đi này, trở lại lúc có lẽ là mấy trăm năm về sau, mấy ngàn năm sau. Cái kia hư giữa không trung thời không cùng nơi này khác biệt, có địa phương một giờ, này nhân gian cũng là 7 năm trôi qua. Đây là thời gian một loại thuyết tương đối. Bất quá, hoa hạ thủy chung là sinh ta dục của ta phương. Ta đối hoa hạ, đối với địa cầu đều là có rất cảm giác sâu sắc tình. Lăng Tiên Sinh nói ra, tương lai liền có thiên địa sát kiếp, đây là một trận kiếp số khổng lồ. Đến lúc đó, quần ma loạn vũ, quốc ngoại cũng sẽ có rất nhiều thế lực ngấp nghé ta hoa hạ đại địa. Ta hy vọng tương lai ngươi có thể gánh vác lên trách nhiệm này. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, tiền bối, chỉ cần ta sống, liền sẽ không cho phép ngoại nhân loạn ta hoa hạ. Ngài trước kia là thế nào làm, vãn bối hiện tại liền làm như thế đó. Lăng Tiên Sinh mỉm cười, nói ra, nhiều ngày như vậy mệnh giả, ngươi không phải xuất sắc nhất, nhưng là, ngươi trong mắt ta lại là đức hạnh tốt nhất. Cho nên, ta cũng coi trọng nhất ngươi. Một người có tài vô đức tựa như là năm đó Trần Thiên Nhai, hắn càng xuất sắc, thì càng u ác tính. Như Phạm Vô Ngu, Tả Thiên Tông loại này, tuy nhiên vô đức, còn tốt, năng lực không tính xuất chúng, cũng không hứng nổi quá gió to sóng tới. Có đức không tài, là một mực thuốc tốt, hữu đức hữu tài, chính là linh đan diệu dược. Mà có tài vô đức, là kịch độc thuốc. Vô tài vô đức, cái kia chính là phế phẩm. La Quân nhà tù nhớ kỹ Lăng Tiền Bối lời nói. Hắn cũng muốn từ bản thân cái này cùng nhau đi tới, tuy nhiên nhiều lần đều hiểm tử hoàn sinh. Cái này bên trong tự nhiên có vận khí tốt thành phần, nhưng cũng cùng mình đức hạnh có không thể chia cắt quan hệ thân mật.
nếu như chính mình không phải thương hại Early, ra tay trợ giúp, cái kia cũng sẽ không đạt được thái âm. Nếu như chính mình không phải gặp Lăng Tiền Bối, Lăng Tiền Bối coi trọng chính mình đức hạnh, chính mình lần này cũng không sống nổi. Đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ. Bên trong thiên địa, tự nhiên chính khí trường tồn. La Quân tại cái này một cái chớp mắt minh bạch rất nhiều. Liền cũng tại lúc này, Lăng Tiên Sinh đem cái kia nguyên thạch lấy ra, đưa tới La Quân trước mặt, nói ra, cái này cho ngươi. La Quân ngẩn ngơ, sau đó, hắn lại không tiếp, ngược lại nói, tiền bối, bằng vào ta trước mắt năng lực, ta còn chưa xứng có được cái này nguyên thạch. Còn mời ngài thay vãn bối thay bảo quản. Lăng Tiên Sinh nao, hắn theo rồi nói ra, ta thay ngươi bảo quản. Nhưng ta không biết lúc nào trở về, có lẽ ta lúc trở về, ngươi cũng đã không tại nhân thế. La Quân nói ra, cái kia cũng không sao, nhưng là, ngày này vừa đi, cũng nói nguy hiểm vô cùng. Vãn bối hy vọng cái này nguyên thạch có thể đến giúp ngài. Lăng Tiên Sinh cười nhạt một tiếng, nói ra, thật sự là thú vị, Phạm Vô Ngu làm mọi thứ có thể để muốn lấy được đồ, vật, ngươi lại không chút do dự đưa cho ta. La Quân cười một tiếng, nói ra, có lẽ, đây chính là ngài nói đức hạnh đi. Ta tin tưởng tiền bối ngài, cho nên... Dù cho tiền bối ngài muốn vãn bối hiện đang đi làm biết rõ hẳn phải chết sự tình, vãn bối cũng sẽ không chối từ. Lăng Tiên Sinh không khỏi cảm khái, hắn nói ra, quân tử bằng phẳng, tiểu nhân hay ưu tư. Chúng ta quý giá nhất tài phú cũng là thành tín, nhưng là có người tổng thì nguyện ý vì một điểm nho nhỏ lợi ích vứt bỏ thành tín. Nhưng lại không biết, hắn vứt bỏ là đa bảo quý đồ, vật. Hắn đón đến, nói ra, ta cũng không thể bạch chiếm ngươi cái này tiện nghi, như vậy đi, ta đưa ngươi một vật. Hắn nói xong từ trong tay áo móc ra một dạng sự vật, đưa tới La Quân trước mặt. Tiền bối, ta không thể nhận ngươi đồ, vật. La Quân vô ý thức cự tuyệt. Đồng thời, hắn trông thấy vật kia sự tình là một cái kim sắc huy chương. Lăng Tiên Sinh nói ra, cái này mai kim sắc huy chương là ta tại Thái Hư bên trong Ngao Du, trong lúc vô tình thu thập ngôi sao vẫn thạch. Loại này vẫn thạch rất lợi hại hiếm thấy, có thể rất tốt chứa đựng ta pháp lực. Cho nên... Ta sử dụng cái này tấm huy chương chế tác một chiêu đạo pháp. Chiêu này đạo pháp gọi là đại dự ngôn thuật. Ngươi cầm huy chương này, ngày khác nếu như gặp phải không có thể giải quyết nguy hiểm, liền đem dũng mãnh tiến ra, nói không chừng còn có thể cứu ngươi nhất mệnh. La Quân nghe vậy không khỏi tim đập thình thịch, ngay sau đó liền có chút xấu hổ cười một tiếng, nói ra, vậy vãn bối thì cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn tiếp nhận kim sắc huy chương. Khởi động cái này kim sắc huy chương phương pháp cũng là chú ngữ. Những chú ngữ này âm tiết chi lực cùng kim sắc huy chương bên trong pháp lực có thể câu thông. Người đem chú ngữ ghi lại, chú ngữ là, Lăng Tiên Sinh nói xong chú ngữ về sau, hỏi La Quân, nhớ kỹ sao? La Quân gật đầu. Lăng Tiên Sinh cười một tiếng, nói ra, tốt a, vậy cứ như vậy đi. Chúng ta tống quân thiên lý, cuối cùng cũng có từ biệt. Tiểu huynh đệ, xin từ biệt. Hắn sau khi nói xong, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang. Thế mà thì như vậy hướng phía chân trời phóng đi. La Quân không khỏi ngây người. Trong tay hắn vuốt ve cái này mai kim sắc huy chương, nội tâm lăn lộn không thôi. Lăng Tiền Bối nhân vật như vậy, quả thực cũng đã là trong chuyện thần thoại xưa như thế đại La Kim Tiên. Trước đó, Trầm Mặc Nùng còn nói pháp lực vô biên, lúc ấy chính mình còn tại ảo tưởng. Mà Lăng Tiền Bối cũng đã đến nước này. Nếu ta có một ngày, có thể đến Lăng Tiền Bối bản lãnh như vậy. Thật là tốt biết bao. La Quân tâm lý ảo tưởng một phen, hắn cảm thấy có phải thế không không có hy vọng. Sự do người làm. Năm đó Lăng Tiền Bối trước mặt bọn họ không có đường, bọn họ đều đi ra một con đường. Bây giờ, đại đạo đường đã đi tới, chính mình không có đạo lý sẽ biết sợ đi không ra. Sau đó, La Quân quay người trở về thần vực bên trong. Hắn trước tiên qua Thiên Đô trong điện gặp Ninh Thiên Đô Sư Tôn. Ba đại Sư Tôn bên trong. La Quân đối Ninh Thiên Đô là lớn nhất hảo cảm. Trước đó là hảo cảm, hiện tại là tín nhiệm. Đơn giản là, Lăng Tiền Bối tín nhiệm Ninh Thiên Đô. Ngày đó đều điện trưởng quản Vũ Vương Đỉnh, tại cả cái thần vực bên trong, địa vị cũng là biến nặng thành nhẹ nhàng. Thiên Đô điện cùng luyện đan phòng, Vũ Vương Đỉnh là cùng một chỗ. La Quân tới trước Thiên Đô ngoài điện mặt đình viện chỗ, cái kia trong đình viện loại không ít hoa hoa thảo thảo, nhìn cũng rất là ấm áp. Thiên Đô điện kiến trúc toàn thân hiện ra tường trắng ngói đỏ, thoạt nhìn như là yến kinh một số tứ hợp viện. La Quân tiến đình viện, sau đó đi vào Thiên Đô điện chỗ cửa lớn. Chỗ cửa lớn có hai tên bảo an bộ dáng người trông coi.
thần vực đệ tử, vô luận là ngoại môn vẫn là nội môn, cũng sẽ không đến làm giữ cửa sự tình. Ta là La Quân, muốn gặp Thiên Đô Sư Tôn. La Quân đối hai tên nhân viên bảo an nói. Trong lúc này một tên nhân viên bảo an nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, Thiên Đô Sư Tôn đã thông báo, ngươi có thể đi vào. Hai người nói xong cũng tránh ra nói. Đa tạ, La Quân nói một tiếng, sau đó đi vào Thiên Đô Điện. Thiên Đô trong điện, thủ đi vào trước là một cái đại đường. Bên trong bàn trà, cái ghế đều là đàn mộc chế tạo, rất có phục cổ phong vị nói. Nóc phòng rất cao, tầm mắt khoáng đạt. Trong hành lang, có một nữ tử đang đánh quét vệ sinh. Nữ tử kia tuổi còn trẻ, có chút xinh đẹp, mặc là màu đỏ váy, lại là cái nước Mỹ cô nàng. La Quân nhìn ra cái này nước Mỹ cô nàng không có tu vi, hẳn là Thiên Đô trong điện quét dọn vệ sinh phục vụ viên. Thần vực vẫn là cho ngoại giới cung cấp không ít vào nghề cơ hội. Nơi này tiền lương rất cao, bảo hộ đầy đủ. Rất nhiều người Mỹ, người Hoa đều nguyện ý tới nơi này làm việc. Mà lại, muốn đi vào thần vực cũng không dễ dàng như vậy. Thứ nhất, thần vực đối bằng cấp có rất lợi hại yêu cầu cao. Thứ hai, thần vực đối một người đức hạnh, bối cảnh cũng có rất lợi hại yêu cầu cao. Đức hạnh có quan hệ tốt, bối cảnh sạch sẽ hơn. Thần vực đối đãi nhân viên tha thứ, nhưng là tại nhân viên tiến trước khi đến liền muốn ký hiệp nghị bảo mật. Nếu như tiết lộ thần vực bí mật, hậu quả kia cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Ta là tới mỗi ngày đều sư tôn. La Quân đối cái kia nước Mỹ cô nàng dùng tiếng Anh khách khí nói ra. Cái kia nước Mỹ cô nàng mỉm cười, nói ra, tốt, ngươi chờ, ta qua thông báo. La Quân ngay tại trong hành lang đứng thẳng người, hắn tựa như là cọc tiêu. Không bao lâu, Ninh Thiên Đô đi ra. Cùng hắn đi ra đến chả có Lạc Ninh, Lãnh Vô Tình, cùng chính hắn đích truyền đại đệ tử. Ninh Thiên Đô đích truyền đại đệ tử gọi là Lâm Băng. Lâm Băng 36 tuổi. Nàng ăn mặc trắng như tuyết váy dài, biểu lộ lãnh đạm. Nàng tuy nhiên 36 tuổi, nhưng nhìn cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Lâm Băng tu vi đã là thần thông ngũ trọng, nàng là Ninh Thiên Đô dưới trướng giường cột. Ninh Thiên Đô dưới trướng hết thảy chỉ có 3 tên đệ tử, nhưng 3 tên đệ tử đều là hạng người tu vi cao thâm. Hai gã khác nam đệ tử lâu dài đều bên ngoài du lịch. Ninh Thiên Đô đối bọn hắn rất là khoan hậu. Sư tôn, La Quân gặp Ninh Thiên Đô. Lập tức ôm quyền chắp tay. Ninh Thiên Đô mỉm cười, nói ra, ta đã để Băng Nhi đem đồ, vật chuẩn bị kỹ càng, vào đi. Hắn nói xong xoay người rời đi. La Quân không khỏi hiếu kỳ. Lãnh Vũ Tình tâm tình có chút xa xút, La Quân đi tại Lạc Ninh cùng nàng bên người. Hắn tuy nhiên tâm lý hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Không bao lâu, La Quân ba người theo Ninh Thiên Đô hòa Lâm Băng đi vào nội đường. Trong nội đường, nước trà nóng hôi hổi. Ninh Thiên Đô ở trên thủ ngồi xuống, hắn nói ra, La Quân, bổn tọa dự định thu các ngươi làm đệ tử thân truyền, các ngươi có bằng lòng hay không? Đây là cầu còn không được sự tình, La Quân đương nhiên nguyện ý. Trở thành nội môn đệ tử về sau, thân phận còn tại hoàng kim cấp khác đệ tử phía trên, đây là cấp đại đội nhảy A. Đệ tử nguyện ý, La Quân hoan hỉ nói ra. Ninh Thiên Đô nói ra, còn có Trầm Phong bọn họ, bổn tọa cũng cùng nhau thu. Ngươi cùng bọn hắn thông báo một tiếng, sau khi trở về, liền đến gặp bổn tọa. Vâng, sư tôn, La Quân nói ra. Ninh Thiên Đô mỉm cười, nói, về sau liền muốn đổi giọng gọi sư phụ. Lâm Băng ở một bên đem trà ngược lại tốt, đối La Quân ba người nói, các ngươi cho sư phụ kính trà dập đầu đi, như thế về sau, chính là sư phụ ta đệ tử thân truyền. La Quân ba người theo lời làm theo. Riêng phần mình quỳ bái xong, Ninh Thiên Đô hài lòng cười một tiếng. Hắn cũng thực là cao hứng. Bởi vì vô luận là La Quân vẫn là Lạc Ninh, hoặc là Lãnh Vũ Tình, đây đều là hạt giống tốt ha. Ninh Thiên Đô xưa nay không nguyện ý cùng Tả Thiên Tông bọn họ tranh cái cao thấp, nhưng là, dưới thực lực tăng cường, cái kia cũng là chuyện tốt ha. Ninh Thiên Đô sau đó để Lâm Băng xuất ra 3 cái hộp gấm, hắn nói ra, các ngươi bây giờ đều đã có riêng phần mình võ học tử, các ngươi đại đạo đã hình thành. Vi sư tuy nhiên thu các ngươi làm đệ tử, nhưng là tại tu vi bên trên, các ngươi đều nhất định muốn chính mình qua tìm tòi, vi sư dạy không các ngươi cái gì. Đây là vi sư một điểm lễ gặp mặt. Hắn sau khi nói xong, liền cho La Quân ba người một người phát một cái hộp gấm. La Quân cảm thấy hơi hơi kích động, hắn biết trong này đồ, vật là đan dược. Nhất định là thượng hạng đan dược. Đa tạ sư phụ, ba người cùng kêu lên nói ra. Ninh Thiên Đô mỉm cười, theo rồi nói ra,
vi sư còn có chuyện muốn làm, các ngươi có khó khăn gì hoặc là nghi hoặc tìm đại sư tỷ. Hắn sau khi nói xong, liền đứng dậy rời đi. La Quân ba người lập tức cung kính nói, cung tiễn sư phụ. Ninh Thiên Đô cho người ta như Mộc Xuân Phong cảm giác, cái này khiến La Quân cảm thấy rất dễ chịu. Ninh Thiên Đô sau khi đi, Lâm Băng hướng ba người vươn tay nói ra, hoan nghênh các ngươi. La Quân ba người liền cùng Lâm Băng nắm tay. Về sau, Lâm Băng nói ra, chúng ta Thiên Đô Điện, trưởng quản Vũ Vương Đỉnh. Chủ yếu phụ trách luyện đan chi đại sự. Chúng ta xưa nay không tranh với người đấu, Tả Thiên Tông cùng Phạm Vô Ngu cũng không dám tới tìm chúng ta phiền phức. Hỏng luyện đan đại sự, ai cũng đảm đương không nổi. Sau đó, ta sẽ dẫn các ngươi dần dần quen thuộc luyện đan bộ. La Quân ba người gật đầu, nói ra, vâng, sư tỷ. Lâm Băng theo rồi nói ra, hôm nay thì đến nơi đây, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. La Quân ba người ngay sau đó thì ra Thiên Đô Điện. Ánh sáng mặt trời là như thế diễm lệ. La Quân có loại đầu thai làm người cảm giác, hắn nhìn về phía Lạc Ninh tại cúi đầu trầm tư cái gì. Lãnh Vũ Tình tâm tình cũng là xa xút. La Quân đi vào Lãnh Vũ Tình trước mặt, hắn ôn nhu nói, Vũ Tình, thật xin lỗi. Lãnh Vũ Tình nao nao, sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn về phía La Quân. Nàng con người rất là sạch sẽ, đơn thuần. La Quân cũng rất chân thành. Lãnh Vũ Tình miễn cưỡng cười một tiếng, nói ra, ngươi lại không có làm qua có lỗi với ta sự tình, tại sao phải nói xin lỗi? La Quân nói ra, nhưng ngươi không vui. Hắn đón đến, nói ra, ngươi không vui là bởi vì rời đi không ngại phe phái sao? Lãnh Vũ Tình vẫn chưa trả lời, một bên Lạc Ninh nói ra, Vũ Tình từ nhỏ đã tại không ngại phe phái lớn lên, Phạm Vô Ngu xưa nay tuy nhiên nghiêm khắc, nhưng đợi Vũ Tình cũng có dưỡng dục tri ân. Đột nhiên thay đổi địa vị, nàng không vui là không thể tránh được. Lãnh Vũ Tình không khỏi nhìn về phía Lạc Ninh, nói, cái kia Ninh sư tỷ ngươi thì sao? Ngươi thì không khó qua sao? Lạc Ninh trầm mặc một cái chớp mắt, theo rồi nói ra, cũng không có gì tốt khổ sở, không nói cái này. Ta và ngươi hiện tại khẩn yếu nhất cũng là dọn nhà. Chúng ta không thích hợp lại đợi tại không ngại phe phái trong phòng. Lãnh Vũ Tình gật gật đầu, nói ra, ừm. Ta giúp các ngươi đi, La Quân lập tức nói. Lạc Ninh không có cự tuyệt. Lãnh Vũ Tình lại hỏi Lạc Ninh, nói, Ninh sư tỷ, vậy chúng ta chuyển đến nơi đâu đâu? Lạc Ninh nói ra, có thể tìm Lâm Băng sư tỷ an bài. La Quân làm theo nói ra, chúng ta cái kia trong căn hộ còn có nhiều gian phòng, nếu không mọi người thì ngủ cùng chỗ, cũng náo nhiệt chút. Tốt lắm, Lãnh Vũ Tình lập tức nói, nàng là cái ưa thích náo nhiệt người. Lạc Ninh ngẩn ngơ, nàng đối Lãnh Vũ Tình cũng có thương tiếc. Gặp nàng thật vất vả thoải mái, nhưng cũng không đành lòng cự tuyệt. Trận này dọn nhà hành động tiếp tục đến tối mới tính toàn chuyển tốt. Về sau, tại La Quân trong căn hộ, La Quân đi tắm trước, sau đó đổi quần áo sạch, nhẹ nhàng thoải mái đến trong phòng khách. Mà Lạc Ninh cùng Lãnh Vũ Tình cũng tại riêng phần mình tắm rửa. Lúc này, La Quân cũng mới có thời gian đến xem Thiên Đô Sư Tôn đưa cho hộp gấm đến là cái gì tốt bảo bối. Hắn đem hộp gấm mở ra. Ở bên trong là một hạt mượt mà màu trắng đan dược. Người đứng lên, không có bất kỳ cái gì vị đạo. Thần vực chỗ luyện đan dược, phẩm chất thiên hạ vô song. Bất luận cái gì đan dược, bề ngoài đều ngửi không ra vị đạo. Bởi vì đan dược thành công ngay tại ở có thể đem sở hữu dược tính mật nhốt ở bên trong. Đây là cái gì đan? La Quân trong lúc nhất thời cũng không nhận ra được. Hắn đối đan dược nhận biết quá nhỏ bé. La Quân đang định qua mở ra sổ ghi chép, tại thần vực trang web chính thức bên trong hảo hảo điều tia, a thêm. Đúng lúc này, Lạc Ninh đi tới, nàng nói ra. Đây là tam thanh nguyên khí đan, thuộc về tiên đan cấp bậc. So người cửu chuyển kim đan thấp một cái cấp bậc, nhưng là tam thanh nguyên khí đan cũng là cực kỳ quý giá. Lạc Ninh đi tới, nói ra. La Quân hơi kinh hãi, hắn tự nhiên biết tiên đan quý giá chỗ. Trước đó trầm mặc nùng thì là muốn một hạt tiên đan đây. Lạc Ninh đi lên phía trước, nàng đã mặc quần áo tử tế. Trắng thuần áo lông cừu, áo khoác màu đen. Nhìn, nàng vẫn là như vậy tư thế hiên ngang. Bất quá, tóc nàng còn có chút ẩm ướt, nhìn lại nhiều một tia vũ mị. La Quân ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Ninh, hắn thứ nhất mắt liền thấy Lạc Ninh cao ngất. Hắn không khỏi nhớ tới tại cái kia Sở La Môn Vương trong lăng mộ sự tình, khi đó, hắn mặc dù là vội vã, nhưng cũng là xác thực thưởng thức được Lạc Ninh tư vị.
Lạc Ninh lại là không có chú ý tới La Quân tại nghĩ những thứ này loạn thất bát tao sự tình. Nàng ngồi ở bên cạnh một bên một mình trên ghế salon, sau đó nói tiếp, Thiên Đô Sư Tôn làm người xác thực quang minh lỗi lạc, mà lại xuất thủ cũng là hào phóng. Cho dù là Thiên Đô Sư Tôn, ta tin tưởng trên tay nàng tiên đan cũng không nhiều. Lần này trực tiếp cho chúng ta ba hạt, cũng coi là rất bàn tay lớn bút. La Quân tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Hắn thu liễm suy nghĩ, nói ra, Lăng tiền bối có một câu nói rất đúng. Lời gì, Lạc Ninh không khỏi hỏi. La Quân nói ra, xem người xem khí, người có thể dùng thần sắc, giọng điệu lừa gạt người. Nhưng trên người một người toát ra khí chất lại lừa gạt không người. Ta đệ nhất lần gặp Phạm Vô Ngu cùng Tả Thiên Tông thời điểm, đã cảm thấy hai người này đáng sợ, không thể suy nghĩ, không dám quá nhiều giao lưu. Đó là một loại hung ác nham hiểm cảm giác, mà Thiên Đô Sư Tôn thì khác biệt, hắn cho người ta một loại có thể thân cận, như Mộc Xuân Phong cảm giác. Còn có Lăng Tiền Bối, ta đệ nhất lần gặp Lăng Tiền Bối, đã cảm thấy Lăng Tiền Bối phá lệ thân cận, tín nhiệm. Lạc Ninh nhìn La Quân liếc một chút, nói, vậy ta đâu? Ta có phải hay không cũng rất khó tiếp cận, mà lại không thể suy nghĩ. La Quân mỉm cười, nói ra, không phải. Sư tỷ ngươi tuy nhiên lạnh lùng, nhưng là có thể tín nhiệm. Ta không lo lắng ngươi hội ở sau lưng vạch trần ta đau nhỏ. Lạc Ninh sắc mặt nhàn nhạt, từ chối cho ý kiến. La Quân trầm ngâm nói, Phạm Vô Ngu cùng Tả Thiên Tông là cao quý thần vực sư tôn, chính là nhất đại tông sư. Lần này thế mà bí quá hóa liều, vì ta một khối nguyên thạch, mà làm ra như thế sự tình. Thần vực nổi danh bên ngoài, nhưng dưới mắt nhìn mấy vị này sư tôn bố cục, thực sự khó mà khiến người ta bội phục. Lạc Ninh nói ra, thực cái này cũng không kỳ quái. Cái gọi là bảo vật động nhân tâm, người bây giờ còn không biết rõ nguyên thạch lực lượng. Nàng đón đến, nói ra, đương nhiên, nguyên thạch lực lượng cố nhiên làm lòng người động, càng lớn nhất về kết nguyên nhân cũng là người quá yếu ớt. Một tên ăn mày có được ngàn vạn tài sản, khó tránh khỏi khiến người ta ngấp nghé. Nếu như là Lăng Tiền Bối có được nguyên thạch, chỉ sợ ai cũng không dám động ý định này. La Quân phải thừa nhận Lạc Ninh nói có đạo lý. Hắn nói ra, có lẽ, Phạm Vô Ngu cùng Tả Thiên Tông là cảm thấy cái này nguyên thạch là dễ như trở bàn tay, căn bản không cần hoa phí sức làm gì nghĩ. Mà lại, đến nguyên thạch, lại giết ta. Thần không biết, quỷ không hay. Lạc Ninh nói ra, không sai. Bọn họ lớn nhất sai lầm, cũng không nên nói là sai lầm, là bọn họ nghĩ không ra Lăng Tiền Bối sẽ ra ngoài. Sẽ còn che chở ngươi. Đây cũng là tất cả mọi người không nghĩ tới. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, ta cũng không nghĩ tới. Lạc Ninh nói ra, thiên mệnh giả vận khí thật là khiến người ta hâm mộ. Sau này, giải ngươi người muốn đối địch với ngươi lúc, chỉ sợ còn nhiều hơn suy nghĩ suy nghĩ. La Quân nói ra, thế thì cũng không thể nói tất cả đều là vận khí. Hắn có chút đáng ghét người khác đem hắn chỗ làm một chuyện gì đều quy công cho vận khí. Thật giống như hắn bản thân mình không có nỗ lực. Lạc Ninh nghe ra La Quân tâm tình, nàng cười nhạt một tiếng, nói ra, đây là đương nhiên, mọi thứ trước có nguyên nhân sau mới có kết quả. Ngươi nếu không phải để Lăng Tiền Bối thưởng thức, Lăng Tiền Bối cũng sẽ không vì ngươi ra mặt. Tựa như ngươi lần trước cứu chúng ta Thái Âm, nếu không phải ngươi tâm địa tốt, cũng sẽ không có Thái Âm. Nếu để cho Trình Kiến Hoa cùng ngươi tình cảnh giống nhau, hắn không có những này kỳ ngộ. Nàng nói đến Thái Âm thời điểm, rốt cục nhớ tới hai người phát sinh quan hệ sự tình. Sắc mặt nàng có chút không tự nhiên lại. La Quân cũng đồng dạng nghĩ đến, hắn bận bịu đổi chủ đề, nói đến, Phạm Vô Ngu là vì nguyên thạch, cái kia Tả Thiên Tông phối hợp Phạm Vô Ngu lại là vì cái gì? Lạc Ninh nói ra, đương nhiên là vì cái này ba hạt cửu chuyển kim đan. Nàng đón đến, nói ra, cửu chuyển kim đan chính là bảo đan cấp bậc, liền xem như Tả Thiên Tông dạng này người cũng phải vì đó phát cuồng. La Quân lại một lần nữa xác thực cảm nhận được trên tay mình cửu chuyển kim đan chỗ chân quý. Hắn còn nói thêm, Vũ Vương đỉnh chỗ luyện đan dược là ai tại bảo quản? Vì cái gì những sư tôn này đều cũng không đủ đan dược? Lạc Ninh nói ra, Vũ Vương đỉnh chỗ sinh mỗi một hạt đan dược đều là có ghi chép, không dung có bất kỳ sơ thất nào. Mà lại, thần đế giám sát thần vực, ai cũng không dám tại đan dược bên trên làm tay chân. Đan dược luyện tốt về sau, Thiên Đô Sư Tôn sẽ đem toàn bộ nộp lên trên đến thần điện. Thì cùng ngươi nộp lên trên nhiệm vụ một dạng, đan dược sẽ bị thần đế nguyên thần thu lấy, mà có nhiệm vụ sau khi hoàn thành, thần đế nguyên thần sẽ đem khen thưởng phóng tới la trên bàn, từ bộ phận hành chính người nhận lấy. La Quân nói ra, đã thần đế giám sát thần vực,
cái kia Phạm Vô Ngu cùng Tả Thiên Tông như thế hãm hại tại ta, chẳng lẽ không sợ thần đế trách tội? Lạc Ninh nói ra, ngươi không muốn đem thần đế muốn trở thành có được thất tình lục dục người. Đến thần đế cấp bậc kia, hắn đối mặt là vũ trụ tinh hà, nhân loại chúng ta nhỏ bé vô cùng. Tựa như là ngươi sẽ không đi quản một đám lão thử ở giữa công bình hay không, ngươi chỉ cần quản, bọn họ phải chăng dựa theo ngươi quy củ đến làm việc. Phạm Vô Ngu nói ngươi trộm nguyên thạch, Tả Thiên Tông thông qua bàn ăn chỗ thẩm phán ngươi, tịch thu ngươi cửu chuyển kim đan, hết thảy đều theo chiếu quy củ tới. Cho nên, bọn họ không e ngại thần đế trách tội. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không khỏi nói ra, ta nhìn Lăng Tiền Bối bây giờ tu vi chỉ sợ không kém thần đế, nhưng hắn lại là lòng mang chính nghĩa cùng thiên hạ. Lạc Ninh nói ra, riêng phần mình đạo bất đồng, thần đế tính cách cùng Lăng Tiền Bối tính cách cũng là hoàn toàn tương phản. Tất cả mọi người là y theo chính mình tính tình đến còn sống, không tồn tại là có đúng hay không, chỉ cần không có thương tổn đến người khác liền tốt. La Quân gật gật đầu, nói ra, ngươi nhìn so ta còn muốn thấu triệt. Hắn sau khi nói xong lại nói, đúng, có một hạt cửu chuyển kim đan là thuộc về ngươi. Hắn nói thì từ mặt khác hộp gấm bên trong đem cửu chuyển kim đan lấy ra, đưa cho Lạc Ninh. Lạc Ninh không có chối từ, nàng cũng xuất ra tự thân hộp gấm, đem cửu chuyển kim đan tiếp đi vào. Sau đó, nàng nói ra, cái kia nguyên thạch tại trên tay ngươi, chung quy là không ổn. Nếu như ngươi một mực cất giấu, không cho ngoại nhân biết còn tốt. Dưới mắt, ta nhìn ngươi vẫn là đem giao cho Thiên Đô Sư Tôn bảo quản, đó mới đỡ một ít. La Quân liền nói ra, nguyên thạch ta đã giao cho Lăng Tiền Bối bảo quản. Lạc Ninh không khỏi nhíu mày, nói ra, Lăng Tiền Bối đã đi đúng không? La Quân nói ra, vâng. Lạc Ninh nói, chỉ sợ ngươi nói như vậy ra ngoài, ngoại nhân cũng sẽ không tin tưởng a. La Quân nói ra, vậy làm sao bây giờ? Lạc Ninh nói ra, chuyện này, ngươi nhất định phải xử lý tốt. Xử lý không tốt, tương lai hậu hoạn vô cùng, ngươi vẫn là đi theo Thiên Đô Sư Tôn tốt tốt thương lượng một chút. La Quân gật đầu, hắn biết Lạc Ninh là thật vì muốn tốt cho hắn. Đúng, sư tỷ, La Quân hỏi, ngươi tại Tây Nại Pháp Điển bên trong đến thấy cái gì? Lạc Ninh nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, không có gì. Nàng đứng lên, nói ra, buồn ngủ, ta trước đi ngủ. Nàng nói xong cũng đi. La Quân không khỏi ngẩn người ra. Tuy nhiên Lạc Ninh cũng không nói gì, nhưng là La Quân từ Lạc Ninh đủ loại phản ứng đến xem. Chỉ sợ cha mẹ của nàng chết cùng Phạm Vô Ngu thoát không can hệ. Phạm Vô Ngu loại này tiểu nhân hèn hạ là làm được ra dạng này sự tình tới. La Quân cũng có thể hiểu được Lạc Ninh cẩn thận từng ly từng tí, chuyện này không thể coi thường, nàng không nguyện ý nói với bất kỳ ai đi ra. Trong nội tâm nàng có lẽ có kế hoạch, chỉ là, nàng sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết. La Quân khẽ thở dài một cái. Sau đó, La Quân mở tivi. Nước Mỹ đài truyền hình La Quân là có thể xem hiểu. Lúc này là buổi tối khởi điểm, bên ngoài gió bắc gầm thét. Trong căn hộ ấm áp như xuân, cái này trong căn hộ là bắn chúng van xin điều hòa không khí. La Quân không thấy bao lâu, Lãnh Vũ Tình cũng tắm rửa đi ra. Nàng thổi khô tóc, thay đổi màu đỏ áo khoác, quần bò. Nàng bộ dáng xinh đẹp đáng yêu. Là cái thời thượng bên trong mang theo đáng yêu nữ hài tử, khiến người ta nhịn không được thương yêu. Mà lại, nàng tâm địa mềm mại, trong tính cách rất là cảm tính, yêu rơi nước mắt. Dạng này nữ hài nhi lấy về nhà, hội rất hạnh phúc. Đương nhiên, cũng là được nhiều dỗ dành một chút. Lãnh Vũ Tình trực tiếp ngồi vào La Quân bên người, cũng không làm sao khiêng kỵ. La Quân lập tức ngửi được trên người nàng mùi thơm. Cái bụng nhất định đói à? La Quân mỉm cười, hỏi. Lãnh Vũ Tình tội nghiệp gật gật đầu, nói ra, từ giữa trưa đến bây giờ, một mực không có ăn cái gì. La Quân nói ra, ta gọi điện thoại chọn món ăn. Lãnh Vũ Tình cười một tiếng, nói ra, tốt. La Quân ngay sau đó liền cầm máy bay riêng chọn món ăn. Chọn món ăn hoàn tất về sau, La Quân lại ngồi trở lại trên ghế salon. Lãnh Vũ Tình bỗng nhiên xuất ra một cái hộp gấm kia chính là Thiên Đô Sư Tôn đưa. Nàng đưa tới La Quân trước mặt. Nói ra, ây, chỉ cần ngươi về sau hô sư tỷ của ta, ngoan ngoãn khi ta sư đệ. Vật này thì tặng cho ngươi. La Quân ngẩn ngơ, cái này dụ hoặc thật đúng là không nhỏ a. Hắn trấn an định tâm thần, nói ra, được rồi, về sau ngươi chính là ta tình sư tỷ. Bất quá, vật này ngươi thu hồi đi, đây không phải phổ thông đồ, vật, vừa rồi Ninh sư tỷ cũng nói, đây là tam thanh nguyên khí đan, là thuộc về tiên đan cấp bậc.
giá trị quá quý giá. Lãnh Vũ Tình nói ra, ta đương nhiên biết cái này không phải phổ thông đồ, vật nha, xin nhờ, ta đối đan dược nhận biết so ngươi phải sâu. Vậy ngươi trả lại cho ta, La Quân hơi hơi ngạc nhiên nói. Lãnh Vũ Tình nói ra, dù sao ta cũng đối luyện công hứng thú gì không lớn, trước kia đều là vô ngu sư tôn bức ta. Nàng đến bây giờ, vẫn là gọi là vô ngu sư tôn. Bởi vậy có thể thấy được cô gái nhỏ này tâm địa có bao nhiêu thiện lương. Bất quá ngươi thì khác biệt nha. Lãnh Vũ Tình hì hì cười một tiếng, nói ra, tiểu sư đệ ngươi là thiên mệnh giả, ngươi nhất định phải biến rất lợi hại mới được nha. Ngươi nhìn ngươi bây giờ ngay cả ta đều đánh không lại. Chờ ngươi về sau lợi hại, cũng liền không ai sẽ đến oan uổng ngươi, khi dễ ngươi, đúng hay không? Ngươi cũng sẽ bảo hộ ta, đúng hay không? La Quân nội tâm không khỏi ủ ấm, cái này Tình sư tỷ, chính mình cùng với nàng bèo nước gặp nhau, nàng lại là toàn tâm toàn ý đợi chính mình tốt. Mà lại, La Quân cũng biết Tình sư tỷ tốt là không có có ý đồ gì tâm. Đây là nàng tính tình cho phép. Lần thứ nhất gặp nhau, Tình sư tỷ sẽ không đối với mình có cái gì nhất kiến trung tình nhân tố. La Quân cũng không cảm thấy mình có lớn như vậy mị lực. La Quân nhìn về phía Lãnh Vũ Tình, nàng đôi mắt xanh triệt gặp. Cái này khiến La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, cảm thấy Tình sư tỷ thật là một cái tinh khiết nữ hài nhi. Lúc này, Lãnh Vũ Tình vẫn là đem hộp gấm kia đưa lấy, nói ra, cầm nha, tiểu sư đệ. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, Tình sư tỷ, cái này ta thật không thể nhận. Quá quý giá. Lãnh Vũ Tình nói ra, quý giá cái gì nha? Trong mắt ta, cũng chính là càng nhiều dư đông tây. La Quân liền nói ra, như vậy đi, Tình sư tỷ. Ngươi trước giữ lại, nếu như về sau ta có cần ta lại tìm ngươi muốn. Ngươi nhìn ta trên người bây giờ đan dược cũng không ít đây. Lãnh Vũ Tình gặp La Quân là thật không muốn, nàng liền cũng liền không tốt lại kiên trì. Ngay sau đó, nàng thu hồi hộp gấm, hi hi cười một tiếng, nói ra, về sau coi như không bảo đảm đâu, có lẽ ta một cao hứng lại đưa cho người khác, hoặc là chính ta ăn. Đây là chính ngươi không muốn. La Quân mỉm cười, lại không nhiều nói. Đồ ăn rất nhanh liền đưa tới, 10 phần phong phú. Toàn bộ đều là đường hầm tứ xuyên đồ ăn. Thần vực phúc lợi đãi ngộ, đó là không nói. Có chuyên môn nhà bếp ban tử, mà lại phần lớn đều là Hoa Hạ tự điển món ăn. La Quân để Lãnh Vũ Tình qua hô Lạc Ninh dưới tới dùng cơm. Lãnh Vũ Tình lập tức nghe lời hấp tấp qua hô, Lạc Ninh cũng là đói, nàng đi theo xuống tới cùng nhau ăn cơm. Trước đó nàng nói buồn ngủ, bất quá là không muốn trả lời La Quân nói xong. Lãnh Vũ Tình cùng Lạc Ninh đến đây, lập tức, Lãnh Vũ Tình liền nói, không đúng rồi, ta mới là sư tỷ của ngươi, sao có thể để ngươi cho chỉ huy đâu. La Quân cười ha ha một tiếng, cảm thấy người tiểu sư tỷ này quá mức hồn nhiên đáng yêu khiến người ta đau. Lúc ăn cơm đợi, Lãnh Vũ Tình nói ra, chúng ta cái này tòa nhà nhà trọ cũng không có tên, cái này không tốt lắm a. Lạc Ninh tựa hồ cũng có chút cưng chiều vị tiểu sư muội này, mỉm cười, nói ra, người muốn gọi nó tên là gì. Lãnh Vũ Tình ngẹo đầu tự hỏi nói ra, gọi trời nắng nhà trọ thế nào. Có thể, Lạc Ninh nói ra. La Quân càng là không có yêu cầu gì, chỉ cần Lãnh Vũ Tình ưa thích liền tốt. Liền cũng nói, có thể. Lãnh Vũ Tình liền cười hì hì nói ra, vậy thì tốt, thì vui vẻ như vậy quyết định. Vào lúc ban đêm 9 điểm, Lâm Băng tự mình đến La Quân chỗ trời nắng nhà trọ. Nàng đến không phải cái gì khác, mà chính là muốn mời La Quân đi một chuyến Thiên Đô Điện, sư tôn cho mời. Lâm Băng nói ra, La Quân cũng không nhiều lời, ngay sau đó theo Lâm Băng ra nhà trọ. Ban đêm trong thần vực vô cùng xinh đẹp, suối phun trắng như tuyết, mỗi cái mặt cỏ, hòn non bộ đều có trắng như tuyết ánh đèn. Hơn nữa còn có thiên nhiên dòng suối nhỏ, suối nước. Nếu như nơi này danh lam thắng cảnh mở ra, lúc đó hấp dẫn rất nhiều du khách đến đây. Bởi vì nơi này đến một lần danh lam thắng cảnh xinh đẹp, thứ hai, thần trong khu vực quá thần bí. Không nói đến những này, lúc này Lâm Băng một thân màu trắng áo khoác, tư thế hiên ngang. Vị đại sư này tỷ đã 36 tuổi, nhưng ở trên người nàng không nhìn thấy một tia tuế nguyệt dấu vết. Nàng cho La Quân cảm giác cũng là bốn chữ, băng lãnh cao quý. Sư tỷ, người biết sư phụ tìm ta là chuyện gì sao? La Quân hòa Lâm Băng song song đi tới, hắn không khỏi hỏi. Cũng không phải La Quân rất ngạc nhiên, không có lòng dạ. Mà chính là hắn cảm thấy đến tìm một chút đề tài a. Không thể một mực không nói một lời đi. Bất quá Lâm Băng hiển nhiên không quá cảm kích,
nàng sặc La Quân một câu, qua chẳng phải sẽ biết sao. La Quân cái này xấu hổ a, ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời. Đồng thời, La Quân cảm thấy âm thầm cô, giống như mặc kệ là Lạc Ninh vẫn là Lâm Băng, hoặc là Phạm Vô Tình, bọn họ đều là cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là băng lãnh, khó mà tới gần. Cái này là bởi vì cái gì? Là, lúc đầu nha, trên cái thế giới này, giữa người và người khoảng cách sớm đã kéo dài. Người bình thường cùng người bình thường ở giữa, phần lớn đều lấy lạnh lùng đối đãi. Huống chi là đến Lâm Băng, Lạc Ninh cấp độ này, không có khả năng gặp mặt thì cùng ngươi cười hì hì khách sáo. Mà Lãnh Vô Tình lại là một cái ngoài ý muốn, nàng có tinh khiết nhất tâm tư, không có nhiều như vậy ngươi lừa ta gạt. Không nói đến những này, La Quân rất nhanh liền hòa Lâm Băng đến Thiên Đô Điện. Thiên Đô trong điện đèn đuốc sáng trưng. La Quân tại trong nội đường nhìn thấy Ninh Thiên Đô. Ninh Thiên Đô thay đổi một thân đường sam, ánh mắt của hắn ôn nhuận, khí chất nho nhã. La Quân tại lễ nghĩa bên trên không dám có thiếu, lập tức ôm quyền chắp tay, nói, đệ tử gặp qua sư tôn. Ninh Thiên Đô mỉm cười, nói ra, làm sao còn gọi sư tôn. Nên hô sư phụ mới là. Vâng, sư phụ, La Quân lập tức nói. Ninh Thiên Đô nói ra, muộn như vậy gọi ngươi đến, là vì ngươi nguyên thạch. La Quân hơi kinh hãi. Ninh Thiên Đô lập tức nói, ngươi không cần khẩn trương, vi sư sẽ không cướp đoạt ngươi nguyên thạch. La Quân lập tức mồ hôi, nói ra, sư phụ, đồ nhi không có nghĩ như vậy. Ninh Thiên Đô nói ra, cái này đều không trọng yếu là nguyên thạch vật này hiện tại đã truyền ra. Nếu như ngươi một mực cầm trên tay, lúc đó rất không an toàn. Vi sư thực trước kia cũng nghĩ đến, nhưng một mực không tốt đề cập với ngươi. Chính là sợ ngươi cảm thấy vi sư sẽ như Phạm Vô Ngu một dạng có ý đồ. La Quân lập tức nói ra, sư phụ, đệ tử tuyệt sẽ không nghĩ lung tung. Lăng Tiền bối tín nhiệm ngài, vậy liền chứng minh ngài tuyệt đối là một cái có thể tín nhiệm trưởng giả. Hắn đón đến, nói ra, nguyên thạch đã bị đệ tử giao cho Lăng Tiền bối bảo quản, Lăng Tiền bối lúc gần đi đưa cho vãn bối vật này. Hắn sau khi nói xong liền đem kim sắc huy chương lấy ra. Ninh Thiên Đô liền vươn tay ra, La Quân lập tức đưa lên trước. Ninh Thiên Đô đem cái này kim sắc huy chương vuốt ve trên tay, sau đó, hắn hơi hơi thất sắc nói ra, tốt cường đại pháp lực ba động. Hắn đón đến, bất khả tư nghị nói, Lăng sư huynh tu vi đến như thế nào cấp độ. Vẻn vẹn cũng là cái này một tấm huy chương bên trong ẩn tàng pháp lực, liền đã để vi sư cảm thấy được uy hát yêu ta tính. Hắn thì thào sau khi nói xong, liền đem kim sắc huy chương trả lại La Quân. La Quân, cái này kim sắc huy chương bên trong có cường đại pháp lực. Người giữ ở bên người, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, người muốn sống tốt cất giữ. Ninh Thiên Đô nói ra. Vâng. Sư phụ, La Quân nói ra. Ninh Thiên Đô theo rồi nói ra, trước mắt mà nói, liền xem như chúng ta nói cho ngoại nhân, nguyên thạch đã giao cho Lăng sư huynh bảo quản, nhưng bên ngoài người vẫn là không quá sẽ tin tưởng. Hắn đón đến, nói ra, như vậy đi, vi sư sẽ đối với bên ngoài công bố, nguyên thạch ngươi thả tại vi sư nơi này. Cứ như vậy, người cũng sẽ không có phiền phức, mọi người cũng dễ dàng tin tưởng một số. La Quân nao nao, sau đó cảm kích vô cùng. Hắn tiếp lấy lại có chút lo lắng nói, vậy liệu rằng cho sư phụ ngài mang đến phiền phức? Ninh Thiên Đô mỉm cười, nói ra, tiểu tử ngốc, có thể có phiền toái gì? Phạm Vô Ngu cũng dám đạt được đồ, vật, vi sư cũng không dám chảnh trên tay. La Quân ngay sau đó cũng liền không tốt nói thêm cái gì, nhân tiện nói, đa tạ sư phụ. Ninh Thiên Đô khoát khoát tay, nói ra, đây là vi sư phải làm, người đã cho vi sư dập đầu, nhập môn. Vi sư làm sao cũng đều nên che chở ngươi. Hắn đón đến, còn nói thêm, vi sư đệ tử không nhiều, bây giờ mấy người các ngươi, liền cũng coi như cường thịnh một số. Bất quá vi sư cũng chỉ ngóng trông các ngươi có thể có riêng phần mình thành tựu. Thần vực là một cái bồi dưỡng nhân tài địa phương, vi sư hy vọng các ngươi có thể đem thần vực uy danh phát dương quang đại. La Quân nói ra, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực. Ninh Thiên Đô nói ra, ngươi nghe vi sư nói xong. Hắn tiếp tục nói, muốn tu vi đề bạt, cái này không có đường tắt. Thì theo sách một dạng, được bản thân nỗ lực, mà thần vực có khả năng cung cấp, cũng liền theo một số ưu tú đại học một dạng, có thể cung cấp tốt điều kiện cùng hoàn cảnh. Chúng ta thần vực bên trong tốt nhất là cái gì? Là đan dược, tu vi đến hậu kỳ, đan dược không thể thiếu. Nhưng là, các ngươi muốn thu hoạch đan dược, cũng nhất định phải thông qua hoàn thành các hạng nhiệm vụ đến nhận lấy. Đan dược luyện chế. Bên trong cần thiết tài liệu không phải bỗng dưng mà đến.
nhất định phải là dựa vào mọi người trăm cây nghìn đắng thu thập mà đến. Muốn lấy được tốt đan dược, nhiều đan dược, thì phải bỏ ra làm phiền động. Cho nên, vì sự ý là, cứ việc hiện tại, người đã coi như là nội môn đệ tử. Nhưng là, người tâm tính muốn thả tốt, vẫn là cùng trước đó một dạng, không ngừng hoàn thành nhiệm vụ. La Quân nói ra, vâng, đệ tử ghi nhớ sư phụ ngài dạy bảo. Ninh Thiên Đô cười cười, nói ra, tốt, vậy cứ như vậy đi. La Quân nhân tiện nói, đệ tử cáo lui. Ninh Thiên Đô nói ra, chờ một chút, hắn vừa nhìn về phía Lâm Băng, nói ra, Băng Nhi, người mang La Quân đi xem một chút luyện đan bộ, thăm một chút. Về sau, cái này luyện đan bộ chung quy là đều muốn giao cho trên tay các ngươi. Lâm Băng nói ra, vâng, sư phụ. La Quân cảm thấy hơi hơi kích động lên, luyện đan bộ là thần vực hạch tâm vị trí. Có thể tới kiến thức nơi này, hắn bao nhiêu cũng sẽ cảm thấy kích động bành trướng. Sau đó, La Quân thì hòa Lâm Băng hướng luyện đan bộ đi đến. Cái kia luyện đan bộ là ở trên trời đều bọc hậu phương. Đi qua một đầu thật dài hành lang, sau cùng lại đến một cái hợp kim titan trước cổng chính. Đại môn đóng chặt lấy, Lâm Băng thông qua đôi mắt quét hình về sau, đại môn vừa rồi mở ra. Lâm Băng nói với La Quân, trước mắt mà nói, các ngươi sẽ không bị được phép tùy ý tiến vào luyện đan bộ. Nơi này, nhất định phải thông qua luyện đan bộ các trưởng lão khảo sát qua về sau, mới sẽ dành cho tư cách này. Bất quá chờ ngươi nhập môn thời gian dài, sư phụ sẽ cho ngươi xin. La Quân gật gật đầu, nói ra, ta minh bạch, sư tỷ. Hắn đồng thời trong lòng ấm áp, thầm nghĩ, xem ra đại sư tỷ cũng không phải thật lạnh lùng, nàng lần này giải thích, cũng là sợ trong lòng mình không nhớ quá. Cái kia đại môn mở ra, La Quân liền trông thấy ước chừng có 30 cấp bậc thang hướng kéo dài xuống. Cái này luyện đan bộ cũng là kiến tạo dưới đất. Mà lại, theo đại môn mở ra, một cỗ sóng nhiệt liền đối diện xông lại. La Quân theo Lâm Băng xuống thang, đại môn kia một lần nữa đóng lại. Bên trong một mảnh u ám, ngẫu nhiên có hỏa quang nhảy vọt. Khi La Quân theo Lâm Băng nhìn thấy toàn bộ luyện đan bộ lúc, La Quân nội tâm cảm thụ chỉ có hai chữ, cái kia chính là rung động. Đó là một loại như thế nào chẳng diện. Cái này lòng đất luyện đan bộ ước chừng có 2.000 mét vuông rộng như vậy rộng rãi, có loại nhìn không thấy cuối cảm giác. Mà bắt mắt nhất cũng là trong lúc này Vũ Vương Đỉnh. Cái kia Vũ Vương Đỉnh. La Quân là thật không nghĩ tới cái đỉnh này lại là thật lớn như thế, tựa như là một tòa căn phòng một dạng. Bên trong đoán chừng có thể chứa đựng 200 người. Dạng này một ngụm đỉnh, đến là thế nào chế tạo? Lại là thế nào vận chuyển đến nơi đây? La Quân cảm thấy đây là một cái rất đại nạn đề. Còn có, cái kia luyện đan bộ bên trong, các bộ môn, các ty đều tại các phụ trách. Nơi này tựa như là một cái cự đại gia công nhà máy. Có thật nhiều cao cấp thiết bị đang tinh luyện dược tài lại phải được qua chuyên nghiệp nhân viên thông qua nghiệm chứng, xử lý. La Quân theo Lâm Băng một đường đi vào, hắn càng phát ra cảm giác được cái này luyện đan không dễ dàng. Đây cũng không phải là lực lượng một người có thể hoàn thành. Cái này bên trong cần thiết tài lực, vật lực, nhân lực là không thể đo lường. La Quân đồng thời còn nhìn thấy 4 tên luyện đan trưởng lão đang Vũ Vương Đỉnh phía dưới vận khí khống chế. Bọn họ khống chế là Vũ Vương Đỉnh phía dưới tinh thuần hỏa sát. Cái kia hỏa sát 10 phần cổ quái, La Quân chỉ nhìn thấy phía dưới có xanh mênh mang ngọn lửa thoát ra. La Quân ở bên ngoài lại là cảm giác không thấy nhiệt độ. Mà lại, những cái kia xanh mênh mang ngọn lửa tựa như là bỗng dưng sinh ra. Những này ngọn lửa, La Quân nhìn không được hỏi Lâm Băng. Lâm Băng không dám đánh nhiễu luyện đan trưởng lão, nàng nhẹ giải thích rõ nói, đây chính là thu thập núi lửa bộ ngũ hành hỏa sát. Chỉ cần lấy pháp lực thôi động, liền có thể sinh ra to lớn nhiệt lượng. Cũng chỉ có loại này nhiệt lượng mới có thể thôi động Vũ Vương Đỉnh bên trong trận pháp. Bất quá, ngũ hành hỏa sát cực chân quý, mà lại mỗi ngày lượng tiêu hao rất lớn. Cho nên, cũng cần các đệ tử đi làm nhiệm vụ tới lấy hỏa sát. Tương đối mà nói, hỏa sát có cố định vị trí thích hợp, cũng phải tốt hoàn thành một số. Nhưng là, lấy lửa sát cũng có nguy hiểm rất lớn. Không ít đệ tử đều chết ở chính giữa. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn là càng phát giác luyện đan không dễ. Người muốn đi lên tu tiên đại đạo, cảm giác thì theo tạo đạn hạt nhân một dạng, từng bước một, vô cùng gian nan a. Nếu như không có đầy đủ tư nguyên, nhân lực, vật lực, căn bản không có khả năng đến độ cao này. La Quân trước kia đem luyện đan muốn đơn giản, coi là luyện đan cũng là trong tiên hiệp như thế, một người một ngụm đỉnh,
tài liệu hướng bên trong ném một cái, chính mình vận điểm chân hỏa liền có thể hoàn thành. Lý tưởng cùng hiện thực thật đúng là có chênh lệch a. Nửa giờ sau, La Quân hòa Lâm Băng ra luyện đan bộ. Lâm Băng liền nói với La Quân, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Ngươi nhớ một chút ta dãy số, nếu có phiền phức, thì gọi điện thoại cho ta. Chỉ cần là tại quy tắc bên trong, ta có thể làm được, ta đều sẽ giúp ngươi. La Quân cảm thấy cảm kích, nói ra, tạ tạ sư tỷ. Lâm Băng cười nhạt một tiếng, liền báo dãy số. La Quân ghi lại về sau, liền cùng Lâm Băng cáo biệt. Hắn phát hiện, Lâm Băng tựa hồ cũng là mặt lạnh tim nóng người. Trở lại trời nắng nhà trọ sau đã là lúc rạng sáng, lúc này, Lạc Ninh cùng Lãnh Vũ Tình tự nhiên cũng đều ngủ. La Quân liền nhẹ chân nhẹ tay về đến phòng. Hắn cũng không nóng nảy ngủ, mà chính là đem viên kia tam thanh nguyên khí đan lấy ra. La Quân khoanh chân ngồi ở trên giường, sau đó đem tam thanh nguyên khí ăn vào bụng bên trong. Tam thanh nguyên khí đan vào cổ họng trong nháy mắt, lập tức hóa thành ba cỗ thanh khí tại trong thân thể của hắn tán loạn. Loại này khí lưu cảm giác phá lệ mãnh liệt, kỳ diệu. La Quân yên tĩnh lĩnh ngộ. Trước kia, hắn cần hút một hơi, sau đó sử dụng khẩu khí này tại thể nội gột rửa huyết dịch cùng cốt tủy. Nhưng cái này một hạt đan dược thế mà cũng có thể sinh ra ba cỗ thanh khí, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Rất nhanh, cái này ba cỗ thanh khí thì dung nhập vào La Quân trong máu. La Quân hơi kinh hãi, thế mà không phải cho tế bào hấp thu, mà chính là tiến vào huyết dịch. Ba cỗ thanh khí đem La Quân huyết dịch mãnh liệt quấy. La Quân có thể cảm giác được huyết dịch cùng cốt tủy đều tại sinh ra biến hóa, là đang thay đổi mạnh. Đó là một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Sau một hồi khá lâu, ba cỗ thanh khí rốt cục biến mất. La Quân đứng dậy cảm thụ thân thể, hắn lực lượng vẫn là 4.000 cân không có biến hóa. Nhưng là, hắn cảm nhận được rõ ràng chỗ tốt. Cái kia chính là trước đó chính mình tu vi tăng trưởng quá nhanh, có loại đốt cháy giai đoạn cảm giác. Tựa như là một chiếc xe, tốc độ đạt tới 140 mã, nhưng bản thân trọng lượng quá nhẹ, phối trí không đủ, dẫn đến tốc độ mau dậy đi, xe lơ mơ. Đó là cực không khỏe mạnh. Mà bây giờ, thì là cho tốc độ phối hợp đầy đủ trang bị. La Quân kim đan đỉnh phong dưới mắt đã thì giống như trầm phong, là đi qua tích lũy, chân thật luyện ra một dạng. Đây là tam thanh nguyên khí đan diệu dụng. La Quân minh bạch, nếu như mình không ăn tam thanh nguyên khí đan, như vậy mình muốn đột phá đến hóa thần. Chí ít còn muốn lịch luyện nửa năm, nhưng là dưới mắt ăn tam thanh nguyên khí đan, như vậy chính mình chỗ chờ đợi cũng là một cái cơ duyên. Thì theo ái tình một dạng. Dưới mắt La Quân là tương đương, nhà, xe, tiền giấy đều có. Liền chờ duyên phận buông xuống, một khi buông xuống, lập tức nước chảy thành sông. Lúc này, La Quân trên tay còn có hai hạt càng thêm lợi hại cửu chuyển kim đan. Nhưng là La Quân không có ý định phục dụng cửu chuyển kim đan, thứ nhất là quá phận dựa vào đan dược, cái kia cũng không tốt. Đan dược thủy chung là phụ trợ. Quan trọng còn muốn có chính mình lĩnh ngộ cùng kinh lịch. Thứ hai, hai hạt cửu chuyển kim đan, La Quân cũng không tính lưu cho mình. Hắn định cho Trầm Mặc Nùng một hạt, cho Trầm Phong một hạt. Không nói đến những này, La Quân còn kỳ quái một việc. Cái kia chính là dĩ vãng ăn tụ linh đan. Tụ linh đan dược tính đều bị tế bào hấp thu. Vì cái gì tam thanh nguyên khí đan lại vừa vặn bị huyết dịch cùng cốt tủy hấp thu đâu? Chẳng lẽ là cái này tam thanh nguyên khí đan đã đến có thể căn cứ nhân thể cần đến phân phối dược lực? Tam thanh nguyên khí đan chính là tiên đan, nó biết mình trước mắt khẩn yếu nhất là củng cố khí huyết, củng cố kim đan đỉnh phong. Mà dưới mắt, chính mình tế bào qua hấp thụ nhiều dinh dưỡng ngược lại không có gì tốt chỗ. Nhất định là như vậy. La Quân nghĩ như thế, cũng liền rộng mở trong sáng. Sau đó, La Quân nằm ở trên giường. Hắn bắt đầu tính toán về sau sự tình. Ngày mai về Yến Kinh, chuyện thứ nhất là đem cửu chuyển kim đan cho Trầm Mặc Nùng. Sau đó nhìn xem Linh Nhi, nhìn xem Early, lại nhìn Lâm Thiến Thiến. Như thế về sau, chính mình một lần nữa nhận nhiệm vụ, tiếp tục góp nhặt đan dược, mà luyện tu vi. Tu vi đây là bây giờ trọng yếu nhất a. La Quân cũng cảm thấy còn có một cái đại sự phải xử lý, cái kia chính là muốn đem cửu chuyển kim đan cho Trầm Phong. Mà lại, Trầm Phong bọn họ cũng cần trở về hướng lên trời đều sư tôn cử hành nghi thức bái sư. Không đúng. La Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chính mình bây giờ đã là nội môn đệ tử, như vậy chính mình ấn ký vẫn là cấp bậc bạch ngân ấn ký sao?
hắn nghĩ tới đây, nhìn ngay lập tức chính mình trước đó Bạch Ngân ấn ký. Cái này xem xét phía dưới, không khỏi hơi hơi thất sắc. Cái kia Bạch Ngân ấn ký đã trong lúc vô tình biến thành huyền kim sắc. Huyền kim long. Huyền kim sắc chính là nội môn đệ tử ấn ký. Mà Phạm Vô Ngu, Tả Thiên Tông, còn có những chính tông đó đệ tử đời một ấn ký lại có khác nhau. Bọn họ ấn ký là màu đen, hắc sắc long. Phạm là hắc long ấn ký nội môn đệ tử, không khỏi là thông thần nhân vật. Đừng nhìn Phạm Vô Ngu, Tả Thiên Tông bọn họ tại trong lúc này hoa đại đế trước mặt, giống như không có cái gì không được. Nhưng trên thực tế, Phạm Vô Ngu, Tả Thiên Tông những người này ở đây thế giới bao la bên trong, đã là nhân vật tuyệt đỉnh y hệt. Mà Trung Hoa Đại Đế, chính là nhảy ra ngũ hành, nguyên thần tại Thái Hư Ngao Du. Bọn họ lực lượng sớm đã siêu việt giới hạn, cho nên, hắn mới sẽ có vẻ cường đại như vậy, lợi hại. Đến Trần Lăng cảnh giới, sớm đã không phải nguyên thủy một cộng một tích lũy. Tựa như là cả người cả của giàu đến mấy ngàn ước USD về sau, gia tăng là không thể đo lường. La Quân nhìn lấy cái này huyền kim ấn ký, không khỏi cảm khái vạn phần. Có vẻ như hiện tại, cấp bậc mình đã tại Lâm Văn Long, hàng hành thiên phía trên. Trong khoảng thời gian này kinh lịch tuy nhiên tràn ngập thống khổ, nhưng kết cục cuối cùng lại là tốt. Đương nhiên, La Quân cũng sẽ không vì vậy mà thỏa mãn. Hắn biết, mặc kệ là thần vực vẫn là bên ngoài, đều là coi trọng lực lượng vi tôn. Cấp bậc mình lại cao hơn, thực lực theo không kịp, vậy cũng không ai hội tôn trọng chính mình. Tựa như Lăng Tiền Bối một dạng, hắn tuy nhiên theo Phạm Vô Ngu những người này là cùng thế hệ phần. Nhưng là hắn lại có thể không sợ thần đế, có thể mệnh lệnh Phạm Vô Ngu, Tả Thiên Tông những người này. Đây cũng là bởi vì Lăng Tiền Bối thực lực quá mạnh duyên cớ. La Quân lại nghĩ tới cái kia Tu La Đại Đế cùng Ma Đế. Không biết hai người kia hiện ở nơi nào, bọn họ có phải hay không cũng như Lăng Tiền Bối một dạng đã siêu thoát ra khỏi trần thế đâu. La Quân không nghĩ ra được. Cũng là như vậy, La Quân mơ mơ màng màng nghĩ đến, sau cùng một trận buồn ngủ đánh tới, hắn rốt cục ngủ. 3 giờ sáng thời gian, La Quân bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ bạo lệ tâm tình. Hắn giật mình, lập tức ngồi xuống. Cỗ này bạo lệ tâm tình đột nhiên mà có, tiếp lấy lại rất nhanh biến mất. Là Lạc Ninh trong phòng truyền đến. La Quân bị kinh ngạc, cái này hơn nửa đêm, Lạc Ninh làm sao? Lạc Ninh một mực không thích hợp. La Quân muốn đến nơi này, cảm thấy lo nghĩ, cũng liền không lo được nhiều như vậy. Hắn mặc quần áo tử tế, cấp tốc đi vào Lạc Ninh trước phòng. Lạc Ninh gian phòng tình huống cũng không kinh động Lãnh Vũ Tình, đơn giản là Lãnh Vũ Tình cùng Lạc Ninh gian phòng khoảng cách muốn xa một chút. La Quân đi vào trước phòng, hắn nhẹ giọng gõ cửa, hô, Ninh sư tỷ. Bên trong cũng không có âm thanh. La Quân ngay sau đó không lo được, hắn xuất thủ đem cửa phòng nhẹ giọng trấn khai. Sau đó, hắn tiến gian phòng. Trong phòng một mảnh u ám. Lạc Ninh ngồi ở trên giường, nàng mặc đồ ngủ, tóc tai rối bời. Nàng thần sắc ngơ ngác, không nói câu nào. Cả người tựa như là ngốc. La Quân hoảng sợ không nhẹ, hắn lập tức đến Lạc Ninh trước mặt hô, sư tỷ, ngươi làm sao? Lạc Ninh cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nàng nhìn về phía La Quân. Nhưng nàng thần sắc y nguyên si ngốc. La Quân thấy thế không khỏi lòng chua xót vô cùng, trước kia Ninh sư tỷ là bực nào tư thế hiên ngang, làm sao bây giờ lại biến thành như vậy? Sư tỷ, La Quân kiên nhẫn nhẹ giọng hô. Lúc này, Lạc Ninh rốt cục có phản ứng. Nàng nhìn về phía La Quân, nói ra, người đi ngủ đi, ta không sao. La Quân kéo lên một cái tay nàng, nói ra, đi, ta mang ngươi một chỗ. Đi chỗ nào? Lạc Ninh bị hắn kéo lên, không khỏi hỏi. La Quân nói ra, qua liền biết. Lạc Ninh không rõ ràng cho lắm, bất quá nàng cũng không có phản kháng, vẫn từ La Quân lôi kéo ra khỏi cửa phòng. Lạc Ninh thì như vậy mặc đồ ngủ theo La Quân ra trời nắng nhà trọ. Sau đó, La Quân mở Lạc Ninh bi tổ, sau đó mang Lạc Ninh trong đêm ra thần vực. Dưới đường đi Hương Sơn, đi qua cửa hàng giá rẻ lúc, La Quân lại mua rất nhiều bia đen tử. Như thế về sau, lại là một đường hướng bãi biển mở đi ra. Los Angeles biển là như thế yên tĩnh, mỹ lệ, hùng vĩ. Bito đứng ở trên bờ biển. Cái này hơn nửa đêm, trên bờ biển không có bất kỳ ai. Đại hải giống là có thể thôn vệ hết thảy quái vật. Bất quá nơi này lại khiến người ta cảm thấy rất lợi hại an tâm, bởi vì nơi này sẽ không bị người nhìn trộm. La Quân xuất ra bia đen, hắn đưa cho Lạc Ninh.
có mấy lời, ta biết ngươi không muốn nói, vậy liền nhất túy giải thiên sầu đi. La Quân nói ra, nơi này không có người sẽ thấy ngươi mềm yếu, nơi này rời xa thần vực, rời xa Phạm Vô Ngu. Trên người ngươi tuy nhiên có thần đế ấn ký, nhưng có một câu ngươi nói rất đúng. Chỉ cần không làm trái quy tắc, thần đế không sẽ quản con kiến hôi thất tình lục dục, ái hận tình cừu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tốt, Lạc Ninh tiếp nhận bia đen, từng ngụm uống. La Quân chính mình cũng mở ra nghe xong bia đen uống. Đồng thời, bi tổ bên trong còn tại để đó nửa đêm phát thanh. Lúc này nửa đêm phát thanh bên trong lấy một bài Âu Mỹ lưu hành ca khúc. La Quân cùng Lạc Ninh đều là tiếng Anh vô cùng tốt người, cho nên nghe một điểm chướng ngại đều không có. Lại nói, âm nhạc là không phân quốc giới, lời nói. Bài hát này là Mộ Quang Thành bên trong phiến vĩ khúc. Ca tên là làm lời bài hát đại ý là, ta trong mộng mất tích ngươi hoảng sợ vạn phần. Không có người lắng nghe bởi vì không có người để ý. Mộng tỉnh, hoảng sợ vẫn không có tiêu tán. Ta làm như thế nào đối mặt ta làm ra hết thảy. Làm ngươi hỏi ta lúc ta chỉ muốn để ngươi minh bạch. Ta muốn bắt đầu lại từ đầu quên ta phạm qua sai lầm. Để cho ta rời xa những mất tích đó lý do. Xin đừng nên lại oán hận ta. Làm ngươi cảm thấy tịch mịch lúc. Để cho ta lưu tại ngươi trong trí nhớ. Còn lại hết thảy đều không cần đi cân nhắc. Lạc Ninh nghe không khỏi ngốc, sau đó, nàng đã lệ rơi đầy mặt. La Quân nhìn về phía Lạc Ninh, hắn nghĩ, hẳn là không cần lại có bất kỳ ngờ vực vô căn cứ. Phạm Vô Ngu chính là nàng cửu nhân giết cha, cho nên, nàng mới hội thống khổ như vậy. La Quân có thể hiểu được Lạc Ninh thống khổ, đó là một loại thống hận chính mình vô tri, thống hận chính mình bất lực. Muốn báo thù, có thể làm sao báo? Tuy nhiên Lăng Tiền Bối nhấc nhấc tay liền có thể giáo huấn Phạm Vô Ngu. Nhưng này vẻn vẹn giới hạn trong Lăng Tiền Bối, Lăng Tiền Bối chính là cùng thần đế bình khởi bình tọa nhân vật. Giống La Quân cùng Lạc Ninh loại tu vi này, đừng nói là không có cách nào đối phó Phạm Vô Ngu. Liền xem như Phạm Vô Tình nhấc nhấc tay cũng có thể diệt hai người. Huống chi, Lạc Ninh nếu như muốn báo thù, đối mặt không chỉ là Phạm Vô Ngu, còn có cả cái thần vực. Ninh sư tỷ, ta rất lợi hại ưa thích một câu. Ta nói cho ngươi nghe nghe kỹ sao. La Quân uống một ngụm bia đen về sau, nói ra. Lạc Ninh nhìn La Quân liếc một chút, nói, ngươi nói. La Quân nói ra, đường lại xa, từng bước một, luôn có thể đi đến. Đường lại ngắn, nếu không mở rộng bước chân, thủy chung cũng vô pháp đến điểm cuối. Ngươi không nói, ta cũng biết sự thực là cái gì. Coi như ngươi cửu nhân là Phạm Vô Ngu lại như thế nào. Coi như thần vực thông thần ngập trời lại như thế nào. Chỉ cần ngươi muốn, chúng ta liền có thể chậm rãi đi làm, có lẽ có một ngày, ngươi cũng có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa, có thể đem Phạm Vô Ngu thân thủ chém giết dưới tay, vì cha mẹ ngươi báo thù. Hắn đón đến, nói ra, mà ngươi ở chỗ này thống khổ, bi thương, làm ác mộng chờ một chút, hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Lạc Ninh trong mắt lóe lên hàn ý tinh quang, nàng quyền đầu nắm chặt, nói, thù, ta nhất định sẽ báo. Cho dù là thịt nát xương tan, ta cũng phải báo. Ta thương tâm, thống khổ là bởi vì những năm gần đây, ta ngu muội, ngu xuẩn có bao nhiêu có lỗi với ta chết đi phụ mẫu. Ta là chân chính tại nhận giặc làm cha. La Quân nói ra, nhưng là bá phụ bá mẫu sẽ không trách ngươi, cái gọi là người không biết không vì tội. Lạc Ninh uống xong nghe xong bia đen, nàng gật gật đầu, nói ra, tốt, hôm nay không say không nghỉ. Đến ngày mai, ta tự sẽ tỉnh lại. La Quân liền cười một tiếng, nói ra, ta cùng ngươi. Hắn nói thì lại đưa cho Lạc Ninh nghe xong bia đen. Hai người thống khoái uống đứng lên. Lạc Ninh còn nói thêm, ta thù, là chuyện của ta. Tương lai, ngươi không nên dính vào tiến đến, không cần. Nếu như ta là tại thiêu thân lao vào lửa, đó là ta hẳn là chỉ hiếu đạo. Mà ngươi không nhất thiết phải thế. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Hắn chưa hề nói hắn hội lựa chọn thế nào. Đây là bởi vì hắn cũng không biết nếu quả thật đứng trước ngày đó, hắn sẽ như thế nào lựa chọn. Trần Lăng chợt nhớ tới cái gì, nói ra, đã ngươi tâm lý có thù, lại vì cái gì muốn đứng ra cho ta làm chứng. Ngươi chẳng phải là bại lộ thân phận của ngươi. Phạm Vô Ngu nhất định sẽ đối ngươi sinh nghi. Nếu không phải lần này có Lăng Tiền Bối xuất thủ, ngươi cũng sẽ lâm vào cảnh hiểm nguy. Lạc Ninh uống một ngụm bia đen, nói ra, mặc kệ như thế nào, ta cùng ngươi quen biết một trận. Huống chi, ngươi còn cứu ta mệnh.
ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi đi chết. La Quân cũng uống một ngụm bia đen, hắn lúc này có thể nói cái gì đó. Cảm ơn, cái này là La Quân duy nhất có thể nói. Lạc Ninh không có nhiều lời, hai người yên lặng uống vào. Tới về sau, Lạc Ninh men say xông tới. Trong xe bầu không khí cũng càng ngày càng mập mờ. Giữa nam nữ, thường thường chỉ cần bước ra qua bước đầu tiên. Như vậy đằng sau sự tình chung quy biến dễ dàng, nước chảy thành sông. La Quân ức chế không nổi trong lòng dục vọng, hắn hôn lên Lạc Ninh kiều mị môi. Lạc Ninh quá cần phát tiết, nàng không có cự tuyệt. Thế là giống như thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Trận này yêu, hai người không kiêng nể gì cả, làm càn mà khoái lạc. Đây là một đợt mãnh liệt thủy triều. Không biết qua bao lâu, tiếng thở dốc ngừng. Lạc Ninh nằm tại La Quân trong ngực, nàng giống con tiểu dã miêu một dạng ngủ mất. La Quân cũng buồn ngủ, đi theo ngủ mất. Sáng ngày thứ hai, Lạc Ninh trước tỉnh lại. Nàng đối phát sinh đây hết thảy cũng không cảm thấy ngạc nhiên, mà chính là yên lặng mặc vào áo ngủ. La Quân lại là có chút áy náy, khuôn mặt phát sốt. Hắn nhớ tới chính mình là kết hôn người, hắn cảm thấy có chút khó chịu. Là bởi vì có lỗi với Linh Nhi. Lần này, không có trước đó một lần kia như vậy lẽ thẳng khí hùng. Một lần kia, là muốn cứu người. Mà lần này, lại là dục vọng. La Quân cũng bởi vì, hắn vô pháp cho Lạc Ninh một cái tương lai. Ninh sư tỷ, La Quân mặc quần áo tử tế, hắn nhìn về phía Lạc Ninh, hô một tiếng. Cái gì cũng không cần nói. Lạc Ninh nhàn nhạt nhìn một chút La Quân, nàng nói ra, cảm ơn ngươi theo giúp ta, giữa nam nữ trò chơi, ngươi đừng coi là thật. La Quân ngây người. Lạc Ninh đạm mạc nói ra, chúng ta trở về đi. La Quân bỗng nhiên bắt lấy Lạc Ninh nhu di, nói ra, nếu ta muốn làm thật đâu. Lạc Ninh nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, làm sao thật chứ? Ngươi là muốn nói ngươi muốn cưới ta sao? Câu nói này, nàng nói có chút trào phúng ý vị. La Quân lần nữa nói không ra lời. Lạc Ninh nói ra, đừng nói ngươi đã kết hôn. Coi như ngươi không có kết hôn, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Ta và ngươi ở giữa, vẻn vẹn dục vọng mà sinh ra quan hệ, không quan hệ hắn. Coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, có thể sao? La Quân lúc đầu đã gục đầu xuống, hắn bỗng nhiên lại kiên định ngẩng đầu. Hắn nhìn thẳng Lạc Ninh, ánh mắt bén nhọn nói, ta La Quân, không làm nghiêu lang. Lạc Ninh, ta không cùng ngươi đàm kết hôn, yêu loại hình đồ, vật. Những vật này vốn chính là thế tục, thuộc về phàm nhân đồ, vật, chúng nó đừng nghĩ trói buộc chặt ta. Ta muốn ngươi ghi lại, ngươi là nữ nhân ta. Từ nay về sau, ngươi thù chính là ta thù, mặc kệ phát sinh cái gì, ta và ngươi cùng một chỗ gánh chịu. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải nhất thời xúc động nói đùa chơi, ta có hay không cái này đảm đương, ngươi hẳn phải biết. Lạc Ninh không khỏi ngây người, cái này một cái chớp mắt, nàng cứng rắn mà băng lãnh tâm rốt cục có một chút mềm mại. Hoặc là nói là cảm động đi. Nhưng nàng chung quy là không nói gì, nói, đi thôi. La Quân liền cũng không nói thêm lời, ngay sau đó nổ máy xe hướng về mở đi ra. Trở về trên đường, La Quân hỏi Lạc Ninh, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Lạc Ninh nói ra, nghe nói năm đó thần đế đã từng đi qua một chỗ, cái chỗ kia gọi là địa ngục chi môn. Hắn từ địa ngục chi môn sau khi ra ngoài, ngộ ra sinh cùng tử huyền cơ, nhảy lên ở giữa, thành tựu khó có thể tưởng tượng đại thần thông. Cho nên, ta dự định cũng đi địa ngục chi môn bên trong nhìn một chút. Có lẽ nơi đó sẽ có ta muốn đồ, vật. La Quân nói ra, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Lạc Ninh nói ra, không cần, có ngươi tại. Rất nhiều thứ có thể dựa vào vận khí hóa giải, nhưng lần này, ta muốn dựa vào chính ta. Nàng đón đến, nói ra, La Quân, những năm gần đây ta vẫn luôn là một người. Ta có thể đi cho tới hôm nay một bước này, dựa vào không phải may mắn. Ta có thể xử lý việc của mình, ta cũng có năng lực đến quyết định ta muốn làm sự tình. Ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng ta quyết định. La Quân nhìn ra Lạc Ninh kiên quyết, hắn cũng nghe ra Lạc Ninh mặc dù nói vô tình. Nhưng nàng trong lòng cũng là có chính mình, bởi vì nàng giờ phút này nói chuyện là một loại mang nửa thương lượng ngữ khí. Tốt a, ta tôn trọng ngươi quyết định, La Quân nói ra, hắn sau khi nói xong lại nói, bất quá, ta nhất định phải nói rõ là, ta làm việc tuy nhiên có vận khí, nhưng đó cũng là ta một loại năng lực, cũng không hoàn toàn là vận khí. Ngươi không muốn đem ta sở hữu nỗ lực quy công cho vận khí hai chữ. Cái này là La Quân có chút kiêng kỵ cùng khó chịu. Thì theo nhà có tiền nhi tử nỗ lực làm rất nhiều, mọi người lại đều nói ngươi là bởi vì trong nhà người có tiền.
hoàn toàn không nhìn thấy bản thân hắn nỗ lực. Lạc Ninh nhìn nhiều La Quân liếc một chút, đột nhiên cảm giác được La Quân có chút tính trẻ con. Nàng không khỏi cảm thấy có một tia buồn cười. Thực trong nội tâm nàng là cảm tạ vận mệnh bên trong có thể có La Quân xuất hiện. Có lẽ, đây cũng là chính nàng vận khí đi. Lúc đầu, nếu như không có La Quân, Lạc Ninh cảm thấy mình sinh mệnh lại là vĩnh viễn màu đen, nàng hội vĩnh viễn sống ở trong cừu hận, sau đó nỗ lực báo thù. Mà La Quân lại là chiếu vào nàng sinh mệnh bên trong một sợi ánh sáng mặt trời. Bất quá nàng tính cách nội liếm, tuyệt sẽ không cùng La Quân nói những vật này. Địa ngục chi môn đến là cái gì? La Quân nhìn không được hỏi. Lạc Ninh nói ra, cụ thể ta cũng không rõ lắm, nghe nói cái kia địa ngục chi môn là tại vị diện không gian bên trong. Là một cái thiên đạo bên trong bãi rác. Bãi rác, La Quân không hiểu. Lạc Ninh nói ra, người cũng biết, trong thiên địa vẫn sẽ có rất nhiều oan hồn, oán quỷ tồn tại. Còn có nói không nên lời âm sát chi khí chờ một chút, những vật này, lâu dài trốn ở u ám chỗ, thời gian lâu dài thì hội phát sinh biến cố. Theo rác rưởi bốc mùi, ảnh hưởng sinh thái thăng bằng. Mà địa ngục chi môn cũng là chuyên môn xử lý những vật này. Nghe nói còn có đại thần thông quỷ xoa sẽ ra ngoài bắt quỷ hồn, oan hồn các loại. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, ngươi làm sao lại biết những này? Lạc Ninh nói ra, tốt xấu ta cũng là trong thần vực người trong môn, thấy biết tự nhiên muốn nhiều hơn ngươi một số. Như vậy lại như thế nào mới có thể tiến địa ngục chi môn? La Quân hỏi lần nữa. Lạc Ninh nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, cái này ngươi thì không cần biết. La Quân nhất thời có chút buồn bực. Lạc Ninh sau đó cũng liền nhắm mắt chợp mắt, không nói thêm gì nữa. Hôm nay ánh sáng mặt trời rất là long lanh. La Quân rất nhanh liền cùng Lạc Ninh trở lại thần vực trời nắng trong căn hộ. Lúc này thần vực tế bái thần đế nghi thức cũng cử hành đến không sai biệt lắm. Lạc Ninh cùng La Quân buổi sáng không tại thần vực bên trong, liền cũng không cần qua tế bái. Đây là một hạng rất ấm tâm quy định, nếu như ngươi tại thần vực bên trong, thì đi bái một chút. Nếu như ngươi ra ngoài, cái kia coi như. Không nói đến những này, đến trời nắng nhà trọ về sau, Lạc Ninh cũng không cùng La Quân chào hỏi, trực tiếp trở về phòng qua. La Quân đang chuẩn bị cũng trở về phòng thời điểm, Lãnh Vũ Tình đi ra. Nàng ăn mặc màu đen đồ hàng len sam, dáng người linh lung lồi lõm, có nói không nên lời vận vị. Lãnh Vũ Tình tóc hất lên. Cái này tiểu tóc thẳng, để cho nàng giống như một cái quốc dân bạn gái. Các ngươi cái này hơn nửa đêm ra ngoài, lớn hơn buổi trưa trở về, làm chơi đi. Lãnh Vũ Tình rất lợi hại bát quái hỏi La Quân, trên mặt nàng cười nhẹ nhàng, nhưng cũng là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. La Quân nói ra, Ninh sư tỷ tâm tình không tốt, ta theo nàng qua biển vừa uống rượu. Lãnh Vũ Tình tâm tư đơn thuần, nhưng không nghĩ nhiều. Chỉ là oán giận nói ra. Chơi vui như vậy sự tình tại sao không gọi bên trên ta? La Quân cười ha ha, nói ra, là muốn gọi ngươi tới lấy, nhưng là đi ngang qua ngươi trước của phòng, nghe thấy ngươi khò khè đánh vang động trời, liền không có có ý tốt gọi ngươi a. Lãnh Vũ Tình nhất thời tức giận vô cùng, nàng nắm chặt dậy La Quân lỗ tai, nói ra, ngươi mới ngáy ngủ đâu, cả nhà ngươi đều ngáy ngủ đây. La Quân nhè răng trợn mắt hô đau. Lãnh Vũ Tình lúc này mới buông ra La Quân. La Quân lập tức luồn lên đến, né tránh Lãnh Vũ Tình nói ra, ta trả lại cho ngươi dùng di động thu âm, ta thả cho ngươi nghe. Hắn nói làm bộ thì muốn lấy điện thoại di động ra. Lãnh Vũ Tình liền vội vàng che lỗ tai, xoay người chạy về phòng ngủ, miệng bên trong còn gọi lấy ta không nghe, ta không nghe. La Quân cười hắc hắc, thật là một cái dễ bị lừa tiểu ni tử. Hắn sau đó mới quay trở lại trong phòng ngủ. La Quân tinh thần rất tốt, hắn tắm trước. Sau đó lại cho thần vực Lai gọi điện thoại. Điện thoại một trận, Lai liền khẽ cười nói, La Quân tiên sinh, ta còn đang chờ ngươi ban đêm mời ta ăn bữa tối đây. La Quân nhất thời mồ hôi, ngày đó thuận miệng là nói như vậy lấy. Kết quả Lai còn nói chờ ngươi nhớ tới lại nói. Ai biết ngày đó mình lập tức thì bày ra đại sự, sau đó mời Lai ăn cơm việc này thì hoàn toàn quên. Ta điện thoại cho ngươi cũng là muốn nói chuyện này, La Quân lập tức nói. Lúc đầu chuẩn bị đêm nay mời ngươi ăn cơm, không nghĩ tới ra điểm việc gấp. Cho nên muốn gọi điện thoại nói với ngươi một tiếng. Bất quá Lệ Tia tiểu thư, ngươi yên tâm, ta sau khi trở về, nhất định mời ngươi ăn cơm. Lai kèn kẹt cười một tiếng, nói ra, được rồi, La Quân tiên sinh, ta bất quá là đùa giỡn với ngươi a. Nàng biết La Quân là tại nói vớ nói vẩn, nhưng nàng nghe về sau, trong lòng cũng xác thực rất lợi hại thư sướng.
La Quân cười ha ha, nói ra, nhưng ta không phải là đang nói đùa. Lai nghiêm mặt nói ra, La Quân tiên sinh, người có gì cần thì nói với ta đi. La Quân nói ra, không có có gì cần nha, cũng không thể nhất định phải có việc muốn ngươi làm mới gọi điện thoại cho ngươi đi. Ngươi xinh đẹp như vậy, có thể theo ngươi nói một chút ta đều cảm thấy rất vui vẻ. Tin tưởng có rất nhiều nam sĩ muốn nói chuyện với ngươi đều không tư cách này đây. La Quân con hàng này chính là như vậy, một nói chuyện với mỹ nữ, ngoài miệng thì kìm lòng không được miệng ba hoa đứng lên. Lai lại lần nữa kèn kẹt mà cười, nói, La Quân tiên sinh, ngươi chơi thật vui. La Quân nói ra, ta là nói lời nói thật, ngươi lại nói ta chơi vui, quá đau đớn ta tâm. Lai là bực nào người thông minh, làm sao cũng sẽ không giống như tiểu nữ sinh, bị La Quân mấy câu thì hống tìm không thấy Nam Bắc. Nàng nói ra, La Quân tiên sinh, ngươi muốn là nếu không nói chính sự, ta có thể đang muốn cúp điện thoại. La Quân lập tức nói, đừng, giúp ta đặt trước một chương về Hoa Hạ Yến Kinh vé máy bay, càng sớm càng tốt. Được, Lai cười một tiếng, nói ra, liền biết ngươi là có chuyện mới sẽ nghĩ tới ta. Nàng nói xong liền tắt điện thoại. La Quân mỉm cười, hắn cảm thấy không có việc gì trêu đùa mỹ nữ, thật sự là một chuyện chơi vui sự tình. Sau đó, La Quân lại cho Tư Đồ Linh Nhi gọi điện thoại. Tư Đồ Linh Nhi tại Yến Kinh Tư Đồ Công quán bên trong, La Quân cũng không nói chính mình hội lập tức quay lại, chỉ là quan tâm vài câu, sau đó thì cúp điện thoại. Tiếp theo, La Quân lại cho Trầm Phong gọi điện thoại. Bên kia điện thoại rất nhanh liền thông. Hiện tại thế nào, đại ca? La Quân hỏi. Trầm Phong nói ra, chúng ta tại trên tuyết sơn bắt tuyết hồ đâu, bất quá đã không sai biệt lắm. Đoán chừng lại có 10 ngày thì về Los Angeles. Hắn đón đến, nói, thế nào, người có việc? La Quân trầm giọng nói ra, có kiện sự tình, không có đi qua các người đồng ý ta liền tự ý tự làm chủ. Chuyện gì? Trầm Phong hỏi. La Quân ngay sau đó liền đem cái kia nguyên thạch sự tình nói, bao quát Phạm Vô Ngu hãm hại, còn có Tả Thiên Tông cùng một ruột. Cùng sau cùng Lăng Tiền Bối ra mặt các loại. Trầm Phong sau khi nghe xong, thanh âm bên trong mang hàn ý, nói, Phạm Vô Ngu cùng Tả Thiên Tông, hai cái này lão thất phu lại dám như thế đối ngươi, đáng chết. La Quân từ tốn nói, bút chướng này, ta ở trong lòng nhớ kỹ. Chờ đi, nếu như về sau có cơ hội, có tạo hóa, nhất định trả lại gấp đôi. Trầm Phong cũng biết trước mắt bọn họ những người này thực lực không đủ cùng Phạm Vô Ngu cùng Tả Thiên Tông chống lại, cho nên hắn cũng không nói thêm gì nữa. Thiên Đô Sư Tôn đã đáp ứng thu chúng ta toàn bộ làm đệ tử thân truyền. La Quân lớn nhất rồi nói ra. Trầm Phong nói ra, đây là chuyện tốt. La Quân nói ra, ừm. Hắn đón đến, nói ra, ta muốn trước về Yến Kinh một chuyến, đến lúc đó các ngươi sự tình xử lý tốt, chúng ta cùng một chỗ lại tại Los Angeles tụ hợp. Trầm Phong nói ra, tốt. Ngay sau đó, hai người tắt điện thoại. Cái này về sau, La Quân lại cho Lâm Thiến Thiến gọi điện thoại. Lâm Thiến Thiến tiếp vào La Quân điện thoại rất là vui vẻ. Trần Đại Thiếu gia, người rốt cục nhớ tới ta à? Lâm Thiến Thiến ở trong điện thoại nói ra. La Quân mỉm cười. Nói ra, ta tại Los Angeles bên này, lập tức sẽ trở về. Ngươi có cái gì muốn lễ vật, ta mua tới cho ngươi. Lâm Thiến Thiến cười một tiếng, nói ra, lễ vật nếu như muốn ta tới nói, tới yêu cầu, cái kia còn có ý gì? Chính ngươi nhìn một chút xử lý đi.